Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 47. Trên yến tiệc xuất hiện chút mâu thuẫn nhỏ là chuyện rất bình thường, trong trường hợp này, nếu không phải nam đè ép nam về mặt tinh thần, thì là nam đè ép nữ về mặt thân thể. Cho nên có khắc khẩu, cũng không mấy ai để trong lòng, cơ bản đều là ầm ĩ nhỏ, không ai sẽ ra tay thật, nhất là ở Tống gia. Nhưng nếu xảy ra mạng người, vậy thì khác rồi. Không ít người nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy mặt Trần Thiếu đầy máu ngã trên đất, bụng không còn lên xuống nữa, rõ ràng là đã chết. Sắc mặt không ít người lập tức kỳ lạ, hít vào một hơi khí lạnh. Là tiểu tử Trần gia, chuyện này. Trần Thiếu này tên là Trần Chí Cương, là con trai độc nhất của Trần Chí Hoa. Bởi vì cha anh ta là Trần Chí Hoa, cho nên Trần Chí Cương hoành hành ngang ngược ở Hồng Kông, ít có ai dám trêu chọc. Ở yến tiệc của Tống gia, lại bị người ta đánh chết rồi. Lần này chuyện ầm ĩ lớn rồi. Ở Tống gia không cho phép gây chuyện là chắc chắn, lần trước Trần Chí Hoa gây chuyện ở Tống gia, chỉ ép một thị nữ đã phải quỳ 7 ngày 7 đêm. Lần này xảy ra mạng người, khủng bố bao nhiêu có thể nghĩ được. Nhanh đi gọi xe cứu thương. Trần Chí Hoa cũng ở trong yến tiệc, nhanh đi thông báo ông ta. Vệ sĩ Tống gia đâu, nhanh bắt lấy người ra tay. Chu Thiếu Hoa gia chủ Chu gia vội vàng nói. Làm xong những chuyện này, ông ta nhìn đám thanh niên kia. Là ai ra tay? Là cậu ta, tiểu tử này đoạt vị trí của chúng tôi, không rời đi còn chưa tính, còn bảo chúng tôi quỳ xuống, chúng tôi từ chối, cậu ta liền giết Trần Thiếu. Mỹ nữ trang điểm đậm chỉ Mạc Phàm nói, hất hết nước bẩn lên người Mạc Phàm. Không ít người hơi híp mắt, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất thiện. Tiểu tử kiêu ngạo thật. Đúng là không biết sống chết. Mặc kệ những lời mỹ nữ trang điểm đậm là thật hay giả, quả thật Trần Chí Cương đã chết, như vậy là đủ rồi. Có thể nói Trần Chí Cương là hỗn thế tiểu ma vương ở Hồng Kông, 8 tuổi vì dùng vũ lực với một giáo viên mỹ nữ, nên được quản lý ít hơn. Ở Hồng Kông, gần như không ai dám trêu chọc Trần Chí Cương. Mạc Phàm lại đánh chết Trần Chí Cương, không thể không nói lá gan Mạc Phàm lớn thật. Tiểu tử, cậu là người nhà ai? Không biết đây là nơi nào sao, dám ra tay giết Tiểu Cương. Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Trần Chí Cương một cái, sau đó rời mắt nhìn mấy thanh niên kia. Cú đánh vừa rồi của hắn, hẳn là không đủ để chí mạng. Chỉ trong chớp mắt hắn liền hiểu rõ. Hóa ra là như vậy, di hồn quỷ chú. Di hồn quỷ chú là chú pháp của quỷ tộc, một khi chú pháp này được gieo xuống, chỉ cần khởi động chú pháp này, linh hồn sẽ bị quỷ vật di chuyển đến nơi khác, không khác gì chết lắm. Quỷ chú này thường dùng để giả chết, tránh né kẻ thù. Tuy không phải là chú pháp cấp cao gì, nhưng vì là chú thuật của quỷ tộc, cho nên tương tự với chết đi, y tiên bình thường không thể phân rõ, càng không nói đến người bình thường. Hơn nữa không chỉ trên người Trần Chí Cương có di hồn quỷ chú này, trên người mấy người kia cũng có. Vừa rồi cho dù hắn ra tay với ai đều như nhau. Những quỷ chú này đã được kích hoạt, sẽ có người chết. Đúng là biết cách chơi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Chu Thiếu Hoa nghe Mạc Phàm nói vậy, nhíu mày, dưới lông mày hoa dâm, trong đôi mắt nếm đủ mùi đời lộ ra vẻ bất mãn. Tiểu tử, cậu không nghe thấy tôi đang hỏi cậu sao, cậu là ai? Chu Thiếu Hoa trầm giọng hỏi. Ông, còn chưa có tư cách nói chuyện với tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Thiếu Hoa một cái, thản nhiên nói. Xung quanh, vẻ mặt không ít người sửng sốt, nhao nhao lắc đầu cười. Có thể nói bọn họ là cấp cao nhất ở Hồng Kông, bọn họ gần như gặp hết hậu bối trẻ tuổi ở Hồng Kông rồi. Mặt tiểu tử này lạ hoắc, vậy mà dám nói chuyện với Chu Thiếu Hoa như thế. Không nói đến chuyện mặt Mạc Phàm lạ hoắc, những đệ tử gia tộc ở Hồng Kông đều không có tư cách này. Phải biết rằng Chu Thiếu Hoa là người nắm rạp chiếu phim ở Hoa Hạ, không chỉ hàng năm kiếm được mấy trăm triệu. Những đại minh tinh trong giới điện ảnh và truyền hình bất luận là nam hay nữ, đều trông cậy vào Chu Thiếu Hoa kiếm cơm, có một số người chỉ mong sao làm tiểu tam của Chu Thiếu Hoa, một tiểu bối bình thường dám làm càn trước mặt ông ta sao? Tiểu tử, sao cậu dám nói chuyện với ông nội tôi như vậy, có tin lão tử phế tay cậu không? Trong đám thanh niên kia, người đàn ông để tóc Mohican nhướn mày, tức giận nói. Anh ta tên là Chu Vân Long, cháu nội của Chu Thiếu Hoa. Tất nhiên không thể để lão gia tử nhà mình bị người ta nhục nhã. Anh,
chai rượu này là của anh đúng không? Mạc Phàm chỉ chai rượu trên bàn, vừa rồi được Chu Vân Long đặt lên trên, hỏi. Là của tôi thì sao? Chu Vân Long không do dự nói. Nhiều người ở đây như vậy, tiểu tử này đã giết Trần Chí Cương, chắc là lát nữa Trần Chí Hoa sẽ tới, tiểu tử này còn dám ra tay với anh ta sao? Là của anh, vậy anh giống người kia đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt lạnh lẽo không nhìn ra được chút bất giận. Nếu Tống Gia Tuấn muốn chơi, vậy hắn sẽ chơi lớn với bọn họ tới cùng. Vẫn giơ tay chỉ như cũ, chai rượu bay ra như đạn bay khỏi nòng súng, đập lên trên người Chu Vân Long, mang theo Chu Vân Long bay về sau. Bay thẳng hơn 10 thước, lúc này Chu Vân Long mới ngã xuống đất. Choang, chai vỡ nát, Chu Vân Long ngã xuống đất, không đứng dậy. Trong chớp mắt xung quanh vô cùng yên tĩnh, khó mà tin được xuất hiện trên mặt không ít người. Trước mặt bọn họ, vậy mà tiểu tử này lại giết một người. Mắt Chu Thiếu Hoa mở to, đồng tử giãn ra không ít. Vân Long. Ông ta cuống quýt chạy tới bên cạnh Chu Vân Long, ngón tay để lên động mạch chủ của anh ta, thân thể run lên như bị sét đánh, trên mặt lập tức không còn chút huyết sắc. Khi ông ta nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt lóe lên hung quang. Cậu giết cháu nội tôi, mặc kệ cậu là ai, nếu hôm nay cậu còn sống rời khỏi Tống gia, Chu Thiếu Hoa tôi không họ Chu. Chu Thiếu Hoa nghiến răng nói. Tuy bình thường đứa cháu này của ông ta không làm được chuyện gì tốt, khi nam bá nữ như cơm bữa, cũng gây ra mấy mạng người rồi, nhưng đều được ông ta dùng tiền giải quyết. Nhưng dù Chu Vân Long là sát nhân cuồng ma cũng là cháu nội Chu Thiếu Hoa này, chỉ cần ông ta có thể giết người, không ai có thể giết cháu nội ông ta. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nhìn đám thanh niên còn lại. Có lẽ có người ngăn được hắn, nhưng ông già này tuyệt đối không làm được. Cái bàn này, các người còn muốn sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hai người chết đi liên tục, mấy thanh niên kia không chỉ không sợ hãi, trái lại còn cười lạnh lùng. Dù sao bọn họ dùng quỷ chú, không phải là chết thật, cho dù Mạc Phàm dám giết, cũng không có gì phải sợ, chỉ sợ Mạc Phàm không có can đảm dám giết người. Tiểu tử, cậu giết nhiều người như vậy, còn dám nói một câu, lá gan cậu lớn đó, nhưng cái bàn này là của chúng tôi đã định rồi, cậu còn dám giết sạch chúng tôi à? Mỹ nữ trang điểm đậm cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu cười. Các người cảm thấy di hồn quỷ chú có tác dụng trước mặt tôi sao? Chỉ là quỷ chú mà thôi, dùng một lần thì được, bọn họ nghĩ có thể nổi loạn trước mặt hắn sao? Cái gì, sao cậu biết? Vẻ mặt mấy thanh niên kia ngẩn ra, trên mặt hiện lên dị sắc. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy trong mắt Mạc Phàm sáng lên, bọn họ đều ngã xuống hết. Hơi lạnh dâng lên lưng không ít người ở đây. Mấy người này đều là thiếu gia nổi tiếng ở Hồng Kông, sau lưng mỗi người đều là nhà giàu có siêu cấp. Trần Chí Cương và Chu Vân Long thì khỏi phải nói, mỹ nữ trang điểm đậm kia là đại tiểu thư Yến gia là long đầu phương diện đầu tư tài chính ở Hồng Kông, công ty trong nhà chạy đến Wall Street, nghe nói có quan hệ vô cùng chặt chẽ với tập đoàn tài chính nào đó ở Mỹ, tài phú trong nhà vô cùng hùng hậu. Tên béo thắt bím tóc nhỏ là Tôn gia làm buôn bán về đồ cổ. Đồ cổ từ Hoa Hạ đi có 30% là của Tôn gia, trong đó không chỉ có chân phẩm trong đại mộ đời Hán Hoa Hạ, thậm chí còn có vật phẩm tùy thân của Pharaoh Ai Cập, làm ăn ở khắp các hội đấu giá quốc tế. Những người khác không chỉ không kém Yến gia và Tôn gia, thậm chí còn mạnh hơn nhiều, đều nhúc nhích sẽ khiến cả Hồng Kông lay động. Con nối dòng của gia tộc như vậy, lại bị Mạc Phàm giết hết. Đừng nói là Tống gia không cho phép bất luận kẻ nào gây chuyện, cho dù không phải ở Tống gia. Mạc Phàm giết nhiều người như vậy đã bị phán tử hình, không ai có thể cứu được cậu ta. Rất lâu sau, một tiếng thét chói tai vang lên, vẻ mặt mấy thị nữ và khách nữ bối rối chạy đi xa, sợ bị giết chết giống như đám Trần Chí Cương và Chu Vân Long. Những người khác cũng lấy lại tinh thần từ cơn khiếp sợ, cả đám nhìn mấy người ngã trên đất, trong mắt đều là khó mà tin, không phải bọn họ chưa từng thấy giết người trong chớp mắt, đến cấp này của bọn họ, thấy nhiều thuật pháp diệt hồn, thần kiếm bêu đầu rồi. Nhưng lập tức giết được nhiều phú thiếu như vậy, giống như là cắt cỏ, vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy. Cho dù mạnh như Tống gia và Viên gia, cũng chưa chắc đã làm được thế. Vậy mà tên tiểu tử vô danh này giết được nhiều người như thế, còn không nhăn mày một cái. Không ít người do dự, nhanh chóng lùi lại, yến tiệc xa hoa lập tức hỗn loạn.
Cùng lúc đó, trong phòng khách xa hoa ở biệt thự Tống gia. Tống gia Tuấn ngồi trên ghế sofa bằng da thật nhập khẩu, phía sau là một người đàn ông mặc hắc y, sắc mặt âm lệ. Hai người nhìn qua một màn hình, nhìn mọi chuyện xảy ra ở yến tiệc. Tiểu tử này đúng là ra tay được đó. Tống gia Tuấn cười mỉa nói. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm giết một hai người thì được, ai biết Mạc Phàm ra tay ngoan độc như vậy, giết sạch. Mấy người đó là người trong thập tam thiếu gia ở Hồng Kông, cứ thế bị giết sạch rồi. Tống thiếu, hình như chuyện này không thích hợp lắm, ngoại trừ Trần thiếu gia, những di hồn quỷ chú khác không có tác dụng, chắc tiểu tử này là cao thủ. Người đàn ông mặc hắc y nhíu mày, thận trọng nói. Anh ta từng dùng di hồn quỷ chú nhiều lần, cho dù gặp ai cũng chưa từng thua, có một lần còn lừa được Viên Trọng Dương lão gia tử viên ra giới thuật pháp huyền học Hồng Kông. Nhưng anh ta ở trước mặt tiểu tử này, thậm chí còn không có cơ hội thi triển lần hai, vậy mà bị phá giải hết, còn không thấy tiểu tử này kết ấn khu pháp. Có thể làm được đến nước này, chắc chắn tiểu tử này là cao thủ trong cao thủ. Tôi biết cậu ta là cao thủ. Tống Gia Tuấn không bất ngờ, cười nói. Người của Mạc Gia, dám một mình dẫn Bạch Tiểu Tuyết đến Tống Gia, sao có thể là hạng người vô năng? Vậy đám Chu thiếu làm sao bây giờ? Người đàn ông mặc hắc y lo lắng nói. Anh ta vốn hạ di hồn quỷ chú với mấy người kia, chỉ cần anh ta khu động chú pháp, những người này sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Di hồn quỷ chú giải trừ, người chúng chú nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sẽ tỉnh lại, không xảy ra chuyện gì. Hiện giờ bọn họ không khu động chú pháp mà những người này lại chết, vậy thì không phải chết giả, thật sự bị Mạc Phàm giết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những người này đều là người Tống Gia Tuấn phái đi đối phó Mạc Phàm, lại bị bọn họ biến khéo thành vụng, chết giả thành chết thật, nếu chuyện này tra đến bọn họ, Tống Gia chưa chắc đã bảo vệ được bọn họ, nhất là anh ta cung phụng Tống Gia, hơn phân nửa sẽ bị Tống Gia đẩy hết trách nhiệm. Không phải như vậy càng hay sao? Trong mắt Tống Gia Tuấn lóe lên tàn nhẫn, cười khinh thường nói. Gương mặt lạnh lùng vô tình không còn như lúc chiêu đãi khách nhân, hoàn toàn như hai người khác. Nếu lúc trước Tống Gia Tuấn là một công tử hiếu lễ nghĩa tri thức, hiện giờ như kẻ ích kỷ, vô tình, tàn nhẫn. Chuyện này không được tốt lắm đâu, Tống thiếu. Người đàn ông mặc hắc y nhíu mày, liếc mắt nhìn Tống Gia Tuấn với vẻ kỳ lạ. Nếu không phải anh ta thường xuyên ở bên cạnh Tống Gia Tuấn, anh ta thực hoài nghi người này là Tống Gia Tuấn cảng thiếu mà anh ta biết thật sao? Di hồn quỷ chú của anh có thể khiến Trần thiếu không tỉnh lại vĩnh viễn không? Tống Gia Tuấn khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông mặc hắc y một cái nói. Đám Trần Chí Cương mà giả chết, đâu có ai nguyện ý là địch với Mạc Gia, dù sao cũng là Mạc Gia, cho dù có thâm thù đại hận cũng không có người dám trêu chọc. Chỉ khi những người này chết thật, những gia tộc như Trần Gia, Chu Gia, Yến Gia mới đứng về phía đối diện Mạc Gia. Dù sao đã đi tới bước này rồi, không cần phải chơi giả nữa, Trần Thiếu cũng đi chết đi. Trần Chí Cương là con trai độc nhất của đại lão xã đoàn đứng đầu Hồng Kông, nếu chết trên tay Mạc Phàm, chắc chắn cho dù liều mạng Trần Chí Hoa cũng đối phó Mạc Gia. Có thể thì có thể, nhưng mà... Người đàn ông mặc hắc y lộ vẻ khó xử. Thực ra di hồn quỷ chú không khác quy tức công lắm. Nhìn như chết thật ra còn không thể kiểm tra hơi thở. Nhưng nếu không giải quỷ chú trong thời gian dài, người chúng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, dù sao cho dù là tu sĩ năng lượng có thể hao hết trong một ngày, càng không nói đến người bình thường. Nếu anh ta làm như vậy, vậy thật sự không còn đường quay về. Hình như Tống Gia Tuấn nhìn ra được tâm tư của người đàn ông mặc hắc y, lắc đầu cười. Anh cảm thấy anh không giết cậu ta, anh sẽ an toàn sao? Có ý gì? Người đàn ông mặc hắc y cảm thấy khó hiểu hỏi. Nếu anh giết Trần Thiếu, người biết kế hoạch là anh và tôi, anh là thuộc hạ của tôi, tất nhiên tôi sẽ không bán đứng anh, nếu chính anh không muốn chết thì sẽ không đi tự thú, như vậy ai dám nói là chúng ta âm thầm sai bảo. Trái ngược lại, nếu anh không giết Trần Thiếu, sau khi anh ta tỉnh lại phát hiện di hồn quỷ chú của anh không có tác dụng, khiến thập tam thiếu gia Hồng Kông chết đi mấy người, đến lúc đó anh cảm thấy cậu ta sẽ tha cho anh sao? Cậu ta là con trai của Trần Chí Hoa, tất nhiên Tống gia chúng tôi không sợ cậu ta, nhưng anh có sợ hay không thì tôi không biết, đến lúc đó tôi muốn bảo vệ anh có khả năng không bảo vệ được, dù sao tôi còn chưa phải là gia chủ Tống gia. Tống gia Tuấn âm dương quái khí nói, giống như anh ta thật sự bất lực.
Người đàn ông mặc hắc y nhíu mày, ánh sáng lạnh xuất hiện trong mắt anh ta. Thiếu gia, tôi biết nên làm thế nào rồi. Dựa theo lời Tống Gia Tuấn nói, vì an toàn của anh ta, quả thật không thể giữ lại Trần Thiếu này. Anh biết là tốt, tôi đây cũng là vì tốt cho anh xem ai tới kìa. Tống Gia Tuấn cười khẽ, chỉ màn hình nói. Anh ta vừa nói xong, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mang theo mấy người đàn ông, bước đi mạnh mẽ uy vũ, trên khuôn mặt tràn đầy sát khí. Người này không phải ai khác, đúng là Trần Chí Hoa đại lão xã đoàn đứng đầu Hồng Kông. Kẻ nào giết con tôi, cút ra đây cho tôi. Trần Chí Hoa tức giận nói. Giọng nói như hổ gầm vang lên, khiến màng tai người ta run lên. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, không ít người vội vàng nhường ra một con đường, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm như nhìn người chết. Trần Chí Hoa đến rồi, tiểu tử kiêu ngạo này chết chắc rồi. Chí Hoa, giết chết Tiểu Cương là tiểu tử này, cậu ta không chỉ giết Tiểu Cương, ngay cả Vân Long nhà tôi và mấy đứa bé khác cũng bị cậu ta giết chết. Chu Thiếu Hoa đi đến bên cạnh Trần Chí Hoa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ nói. Trần Chí Hoa nhìn mấy người không còn hơi thở trên đất, trong mắt hơi híp lại, trong đôi mắt rét lạnh chớp lóe sắc bén, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống không ít. Trong lòng không ít người phát lạnh, trong mắt xuất hiện thêm vài phần kiêng kỵ. Trần Chí Hoa sắp nổi bão rồi. Tiểu tử, dám ra tay với con trai của Trần Chí Hoa, ai cho cậu lá gan này, nói cho tôi biết, tôi sẽ không ra tay với người nhà cậu, còn có thể để cậu chết toàn thây. Trần Chí Hoa trầm giọng nói. Ông ta có thể trở thành lão đại của xã đoàn số 1 Hồng Kông, gần như là dẫm xuống vô số thi thể người để đi tới, cứu cũng không ít người, bình thường ông ta không mang mười mấy vệ sĩ sẽ không ra cửa. Tiểu tử này giết con của ông ta, chắc chắn là những người đó phái tới trả thù. Dám ra tay với con ông ta, mọi người đứng sau cậu ta ra trước, rồi tính luôn cả người nhà cậu ta làm một trận. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Mạc Phàm lấy một chai Louis 16 trên quầy ba, tự mình rót một ly, khẽ nhấp một ngụm, không thèm liếc nhìn Trần Chí Hoa một cái. Ông đang nói chuyện với tôi à? Hửm, không ít người sửng sốt. Tiểu tử này, Mạc Phàm không để ý đám Trần Chí Cương, Chu Vân Long còn chưa tính, dù sao vẫn là một đám đứa bé. Cậu ta cũng không để Chu Thiếu Hoa vào mắt, Chu Thiếu Hoa chỉ là phú hào. Trần Chí Hoa là đại lão xã đoàn đứng đầu Hoa Hạ, một số rạp chiếu phim ở Hồng Kông là của ông ta, ra tay ngoan độc tuyệt đối đám tiểu tử kia không thể so được với Chu Thiếu Hoa. Tiểu tử này dám nói chuyện với Trần Chí Hoa như vậy, đúng là ngông cuồng. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Một đại hán đứng sau Trần Chí Hoa nhíu mày, bước nhanh về phía Mạc Phàm. Mỗi một bước đều như cự nhân trúng tên, mặt đất rung động rầm rầm, rõ ràng không phải người bình thường. Trần Chí Hoa nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt ông ta. Tiểu tử này giết con của ông ta còn không chạy trốn, đã khiến ông ta rất giật mình, ông ta đến nơi này, vậy mà tiểu tử này còn kiêu ngạo như thế. Ông ta từng gặp không ít người gan lớn, nhưng tuyệt đối không can đảm như tiểu tử này, không đợi đại hán đứng sau ông ta đến bên cạnh Mạc Phàm, đã bị ngăn lại. Tiểu tử, lá gan của cậu không nhỏ, tôi đang nói chuyện với cậu đó, thế nào? Trần Chí Hoa lạnh lùng nói. Nếu đang nói chuyện với tôi, vậy thì quỳ xuống nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, một tay hắn khẽ nhấn một cái. Răng rắc một tiếng, sắc mặt Trần Chí Hoa thay đổi, có cảm giác như bị hai lực sĩ đè nặng, không có đường sống để phản kháng, ông ta quỳ xuống. Chỉ là vừa quỳ, mắt mọi người đều mở to, trong đồng tử mở to hết cỡ là không thể tin được. Vậy mà tiểu tử này bảo Trần Chí Hoa quỳ xuống nói chuyện, tôi không hoa mắt đấy chứ. Có người dụi mắt, vội vàng lấy kính trong túi ra đeo, hỏi. Khi nhìn lại lần nữa, cả người lập tức ngây ngẩn. Ông trời của tôi, Trần Chí Hoa quỳ xuống thật rồi. Trần Chí Hoa gần như thổ hoàng đế ở Hồng Kông, ông ta đè ép một nửa cùng với Tống Thiên Dưỡng Tống gia, những người khác gặp ông ta đều phải vô cùng khách sáo, có ai dám bảo Trần Chí Hoa quỳ xuống nói chuyện. Không chỉ người này, mặt những người khác cũng như màu đất, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi từ trán bọn xuống, không chỉ không ai dám giơ tay lau, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, kiêu ngạo như vậy, không phải là thái tử gia thủ đô đấy chứ? Có người nuốt nước bọt nghĩ thầm. Bây giờ ông có thể nói chuyện với tôi rồi. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn Trần Chí Hoa, nói.
sắc mặt Trần Chí Hoa tím đen, giống như gan heo phơi mấy ngày. Sở dĩ lần trước quỳ với Tống gia, là vì thị nữ mà ông ta cưỡng bức là tình nhân của Tống Thiên Dưỡng, sai là ông ta, nếu không ông ta đã không dễ dàng cúi đầu trước Tống Thiên Dưỡng rồi. Lần này thì sao đây, một tiểu tử chưa tới 20 tuổi giết con ông ta, vậy mà còn bảo ông ta quỳ xuống nói chuyện, cho dù là Tống Thiên Dưỡng bình thường cũng không có tư cách này. Các cậu còn thất thần làm gì, không nhanh bắt cậu ta làm thịt cho tôi. Trần Chí Hoa như bị bệnh tâm thần kêu lên. Ông ta vừa nói xong, mấy người đứng bên cạnh ông ta mới lấy lại tinh thần, một đám quần áo và tóc không gió mà bay. Dưới chân mấy người vừa động, có như du long tứ hải, có như bươm bướm bay qua hoa, có tốc độ như gió, phương thức không đồng nhất, nhưng tốc độ đều rất nhanh, không do dự xông về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Đám người này đều là tâm phúc của ông ta, lúc ông ta đi ngủ, thậm chí ngay cả lúc ông ta chơi phụ nữ những người này đều ở xung quanh bảo vệ ông ta. Trừ chuyện đó ra, những người này đều là cao thủ số một, kém nhất cũng là cao thủ võ đạo trúc cơ, thậm chí có mấy người đã tới tiên thiên, đủ để xé nát tiểu tử này rồi. Vài đạo kình phong màu khác nhau đánh tới, Mạc Phàm nhướng mày lên, lộ ra một chút bất ngờ. Chẳng trách Trần Chí Hoa có thể trở thành lão đại xã đoàn số một Hồng Kông, thậm chí tên của ông ta có thể dọa đứa bé khóc, vệ sĩ bên cạnh ông ta đều là tiên thiên tông sư, lợi hại hơn những xã đoàn mà hắn từng thấy nhiều. Nhưng Mạc Phàm chỉ cười nhạt. Đồng thời trên người hắn chớp lóe bạch quang. Mấy người này đến bên cạnh hắn, trực tiếp xuyên qua người hắn, giống như xuyên qua quanh ảnh. Ngay sau đó, trên mặt mấy người kia lộ vẻ kỳ lạ, tiếng thét chói tai vang lên. Không, tay của tôi. Chân của tôi. Của tôi. Tiếng xương gãy vang lên từ tay chân những người này, bọn họ không thể cử động được, giống như pho tượng nhìn tay chân mình bị gãy. Răng rắc, nổi da gà lập tức xuất hiện trên người mọi người trừ Mạc Phàm. Chuyện này, vừa rồi Mạc Phàm giết đám Trần Chí Cương thì không có gì, bọn họ đều là người bình thường, chỉ cần dùng chút pháp thuật sẽ giết được. Nhưng đám người này thì khác, bọn họ là tâm phúc của Trần Chí Hoa, trong đó có mấy người là tiên thiên tông sư. Bởi vì có những người này, Trần Chí Hoa mới có thể sống đến bây giờ. Nghe nói có một lần, có người vì tìm Trần Chí Hoa báo thù mà buộc thuốc nổ đầy người, đi tới trước mặt Trần Chí Hoa. Cả tầng đều bị hủy, kẻ thù kia bị nổ tung ngay cả cặn cũng không còn, Trần Chí Hoa có những người này bảo vệ nên còn sống. Nhưng những người này còn chưa chạm vào được Mạc Phàm, đã bị gãy tay gãy chân. Chuyện này quá khó tin rồi. Mắt không ít người đảo liên tục, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lẩm bẩm nói. Ông quỳ xuống là muốn nói với tôi câu này sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. A, à, mặt Trần Chí Hoa không còn chút máu, miệng há to, nhưng mãi mà không phát ra tiếng. Ông ta hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, về thực lực của thuộc hạ mình. Cho dù là lão gia tử Viên gia ở đây, tuy bọn họ không đánh lại được, nhưng cũng có thực lực trốn thoát. Những người mạnh như vậy, lại như bùn đất trước mặt tiểu tử này không chịu nổi một kích. Lúc này ông ta không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần một quyền của Mạc Phàm có thể giết sạch thuộc hạ của ông ta. Chỉ sợ người như vậy không phải kẻ thù của ông ta, hẳn là con ông ta đắc tội người này mới tìm tới. Cậu là ai? Trần Chí Hoa gian nan nói. Ba chữ vừa vang lên, ông ta vội vàng há miệng thở dốc, giống như vô cùng đau đớn. Tôi là ai, ông không có tư cách biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một đại lão xã đoàn mà thôi. Đối với hắn mà nói chỉ là đám sói con trong ác lang, không có tư cách biết tên hắn. Sắc mặt Trần Chí Hoa khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Cậu, cho dù cậu là ai, Trần Chí Hoa tôi thề nhất định không để cậu rời khỏi Hồng Kông. Bảo ông ta quỳ xuống nói chuyện đã là sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta, vậy mà còn nói ông ta không có tư cách biết tên. Từ khi Trần Chí Hoa này thành danh tới nay, chưa từng chịu nhục nhã lớn như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, làm như không nghe thấy, hắn cũng không nhìn Trần Chí Hoa, rời mắt nhìn đám Chu Thiếu Hoa. Xã đoàn của Trần Chí Hoa lợi hại hơn những xã đoàn khác, nhưng còn kém xa so với thanh bang đều bị diệt trong tay hắn, Trần Chí Hoa sẽ thế nào đây? Các người muốn nói chuyện với tôi sao? Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn Chu Thiếu Hoa quỳ trên đất, không ai dám lên tiếng. Nói chuyện là phải quỳ, bọn họ không muốn. Ngay cả Chu Vân Long luôn miệng nói muốn giết Mạc Phàm,
lúc này cũng do dự bất định. Tuy báo thù cho cháu nội ông ta là chuyện rất quan trọng, nhưng xương cốt ông ta yếu không chịu nổi lăn qua lăn lại. Mạc Phàm vừa định xoay người, nhíu mày, nhìn về phía Trần Chí Cương. Hình xăm trên cổ Trần Chí Cương lại xuất hiện, nhưng hình xăm quỷ mới xuất hiện, giống như bị người ta lau đi, nhanh chóng biến mất. Thấy một màn như vậy, Mạc Phàm nhíu mày. Một khi kích hoạt di hồn quỷ chú, linh hồn sẽ nhập trốn vào trong cơ thể người đó, khi giải trừ quỷ chú thì quỷ chú sẽ biến mất. Nhưng hành động vừa rồi không phải là giải trừ quỷ chú, mà có người xóa sạch quỷ chú đi. Quỷ chú biến mất, người trúng quỷ chú sẽ không thể tỉnh lại. Bởi vì xóa quỷ chú đi, đồng thời linh hồn bên trong cơ thể sẽ biến mất. Nếu không muốn nói chuyện với tôi, vậy quỳ xuống hết đi. Mạc Phàm lắc đầu, mặt không thay đổi nói. Tống Gia Tuấn vì dẫn tới nhiều người giận dữ với hắn, vậy mà giết cả người của mình. Nếu bọn họ muốn chơi lớn như vậy, vậy thì chơi đến cùng với bọn họ, mọi người đều quỳ hết đi. Hắn vừa nói xong, mọi người ở xung quanh đều quỳ xuống, sắc mặt cả đám xanh mét. Bọn họ đều là đại lão nổi tiếng ở Hồng Kông, cùng quỳ gối trước mặt một tiểu bối, bọn họ mất sạch mặt mũi rồi. Tiểu tử, cậu biết đây là nơi nào không? Cậu không biết gây chuyện ở đây sẽ có kết cục gì à? Chu Thiếu Hoa quỳ trên đất, tức giận nói. Dù sao cũng quỳ rồi, lúc này ông ta nói chuyện cũng không có vấn đề gì, kết cục gì thì tôi không biết, các người chỉ cần biết chọc phải tôi sẽ có kết cục gì. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám Chu Thiếu Hoa nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Không đợi bọn họ hiểu rõ ý trong lời nói của Mạc Phàm, sau lưng truyền đến tiếng xôn xao, không biết ai kích động kêu lên. Tống Thiếu, ngoại trừ Mạc Phàm ra, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tống Gia Tuấn dẫn một đám vệ sĩ chạy về phía này. Tiểu tử, người của Tống Gia tới rồi, tôi xem cậu có thể kiêu ngạo tới khi nào. Trần Chí Hoa liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hung dữ nói. Vậy sao? Chỉ trong phút chốc, Tống Gia Tuấn đã đến bên này, nhìn thấy nhiều người quỳ xuống như vậy, trong mắt anh ta lóe lên bất ngờ. Không thể không nói Mạc Phàm đúng là người có thể khiến anh ta kinh ngạc vui mừng, giết đám con nhà giàu còn chưa tính, vậy mà còn bảo tất cả người ở đây quỳ xuống, lần này Mạc gia đúng là đắc tội hết Hồng Kông rồi. Sau đó anh ta giả bộ mờ mịt. Chú Trần, chú lão gia tử, hai người làm sao vậy, cả đám Trần thiếu nữa. Tống Gia Tuấn giả bộ mờ mịt nói. Còn không phải tại khách mà Tống gia cậu mời tới, không chỉ giết con tôi, còn bắt chúng tôi quỳ nói chuyện. Nếu hôm nay không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, chuyện này sẽ không giải quyết đơn giản đâu. Trần Chí Hoa trầm giọng nói. Cho dù lão nhân tôi dùng hết gia sản, thậm chí lấy cả tính mạng này, cũng phải trả mối thù này. Gậy trong tay Chu Thiếu Hoa gõ mạnh lên mặt đất, nói. Không sai, cộng cả chúng tôi nữa, nếu hôm nay không cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng, vậy đừng trách chúng tôi không khách sáo. Mấy người khác cũng nói. Trong số bọn họ có một số người không đi trêu chọc Mạc Phàm, chỉ đứng một bên xem diễn trò, cùng lắm là chỉ trách Mạc Phàm vài câu, lại bị tiểu tử này bắt quỳ xuống. Bọn họ đều là người có danh dự uy tín, bị người ta nhục nhã như vậy sao có thể nuốt trôi cục tức này. Chỉ trong phút chốc, mọi người đều đứng cùng một phe, yêu cầu Tống Gia Tuấn chế tài Mạc Phàm. Chuyện này, nghe mọi người nói, trên khuôn mặt Tống Gia Tuấn lộ ra vẻ khó xử. Nhưng khi anh ta liếc mắt nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt lóe lên đắc ý. Anh ta chỉ sắp xếp bẫy nhỏ, đã khiến không ít nhà giàu có Hồng Kông là địch với Mạc gia, thông minh tốt thật. Thế nào, chẳng lẽ Tống gia đứng về phía tiểu tử này? Chu Thiếu Hoa thấy Tống Gia Tuấn do dự, bất mãn nói. Nghe Chu Thiếu Hoa nói vậy, khó xử trên mặt Tống Gia Tuấn biến mất hoàn toàn. Sao có thể có chuyện này được, xin chư vị yên tâm. Nếu mọi người bị bắt nạt ở Tống gia chúng tôi, chắc chắn Tống gia chúng tôi sẽ cho mọi người một công đạo. Nói xong anh ta rời mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, tôi vừa mới rời đi một lát, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, làm phiền cậu có thể giải thích cho tôi và những tiền bối này được không? Xảy ra chuyện gì anh không biết sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Tống Gia Tuấn một cái, hỏi. Tống Gia Tuấn biết rõ chuyện này hơn bất kỳ người nào, Tống Gia Tuấn lại muốn hắn giải thích, hắn cần giải thích sao? Mạc tiên sinh có ý gì đây, nếu tôi biết đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ đến ngăn cản trước tiên, trái lại là Mạc công tử, cho dù xảy ra chuyện gì,
có vẻ cậu không chịu thương tổn gì, cậu giết mấy vị công tử xong còn bắt những trưởng bối tiền bối quỳ với cậu, như vậy không được hay lắm, hay là cậu để những tiền bối này đứng dậy trước, chúng ta lại nói chuyện. Tống Gia Tuấn nhíu mày, không hoảng hốt không loạn hỏi. Nói chuyện, không phải không thể được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tống Gia Tuấn hơi nhếch miệng, mỉm cười. Nhưng mà, ngay sau đó, sắc mặt anh ta khó coi. Nhưng mà anh cũng phải quỳ xuống nói chuyện. Mạc Phàm nói tiếp. Cộp, Tống Gia Tuấn cũng quỳ xuống. Trên gương mặt anh Tuấn của anh ta, tươi cười lập tức cứng ngắc, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu tử này bắt người khác quỳ còn chưa tính, vậy mà còn khiến anh ta quỳ xuống, đúng là đáng ghét. Mạc công tử, cậu làm như vậy thật sự tốt sao? Hôm nay cậu gây chuyện ở Tống gia tôi, cho dù là Mạc Phàm cũng bảo vệ được cậu sao? Tống Gia Tuấn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, Mạc gia Giang Nam. Không ít người nghe hai chữ này, lông mày cau lại. Chẳng trách kiêu ngạo như vậy, hóa ra là người Mạc gia. Có người hiểu ra nói. Bây giờ có không ít người biết Mạc gia, nhất là Mạc Phàm mới diệt đám người ở Chúng Thần Sơn không lâu, thanh danh của Mạc gia lại lên một tầng cao mới. Ngoại trừ Mạc gia, quả thật không có gia tộc thứ hai kiêu ngạo như vậy. Mạc gia thì thế nào, Mạc gia chỉ là nhà giàu mới nổi, một tên tiểu tử bất kỳ cũng có thể khiến chúng ta quỳ xuống, cục tức này tôi nuốt không trôi, cũng sẽ không nuốt. Chu Thiếu Hoa tức giận nói. Mạc Phàm không kiêng nể gì ở nước ngoài, nhưng ở Hoa Hạ có thể ngăn cản Mạc Phàm, dù sao Mạc Phàm cũng là người Hoa Hạ. Ngoài ra Mạc Phàm có thể không kiêng nể gì. Nhưng không có nghĩa ai ở Mạc gia cũng có thể như vậy. Không sai, đi mời lão Cảng Đốc tới đây, Hồng Kông không phải nơi Mạc gia có thể dương oai. Tiếng bất bình tức giận vang lên, không có mấy người sợ Mạc gia. Bọn họ đều là người của gia tộc thành danh đã lâu ở Hồng Kông, giống như quý tộc châu Âu, bị một tiểu tử nhà giàu mới nổi dẫm lên, tất nhiên không thể chịu đựng được. Mạc công tử, cậu thấy rồi đây, tôi khuyên cậu lập tức để những tiền bối này đứng dậy. Sau đó quỳ xuống xin lỗi bọn họ, nếu không đợi người Tống gia tôi đến, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, cậu không gánh nổi đâu. Tống Gia Tuấn cười hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, trong giọng nói đều có ý uy hiếp. Không gánh nổi, anh chắc chắn chứ? Mạc Phàm nhớn mày, cười hỏi. Cậu không tin cũng không sao, cậu vô lễ với những tiền bối ở Tống gia, nếu tối nay cậu có thể bình yên rời khỏi Tống gia, vậy Tống Gia Tuấn tôi sẽ từ bỏ vị trí cảng thiếu. Làm nô lệ cho Mạc gia các cậu. Trong mắt Tống Gia Tuấn lóe sáng ánh sáng lạnh, thề son sắt nói. Mạc Phàm đã rơi vào trong bẫy của anh ta, tuy anh ta phải trả giá lớn một chút, nhưng ít nhất nói lên địa vị của Mạc Phàm ở Mạc gia rất cao. Địa vị của Mạc Phàm càng cao, đến lúc đó bọn họ cũng đạt được càng nhiều. Anh chỉ là một càng thiếu còn chưa đủ tư cách làm nô lệ của Mạc gia tôi, nhưng mà... Vẻ mặt Mạc Phàm không có chút thay đổi, hơi dừng lại. Tôi cho anh cơ hội này, anh đi gọi Tống Thiên Dưỡng tới đây. Tống Gia Tuấn đã quỳ ở đây, xem ra chủ mưu chuyện này không phải là Tống Gia Tuấn, vậy thì tìm Tống Thiên Dưỡng đến đây, hắn muốn xem Tống Thiên Dưỡng mời hắn tới đây là muốn làm gì. Hửm, bao gồm cả Tống Gia Tuấn trong đó, mọi người nhíu mày, liếc mắt đánh giá Mạc Phà La M. Mạc Phàm gây ra họa lớn như vậy, vậy mà không trốn đi, còn đồng ý để bọn họ gọi người. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, lá gan cũng quá lớn rồi. Cậu chắc chắn chứ? Tống Gia Tuấn hơi nhếch miệng, hỏi lại. Nếu các người muốn quỳ, cũng có thể quỳ ở đây, em gái anh còn đang nói chuyện với Tô Hiểu, hẳn là phải mất một lúc nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lập tức đi gọi cha tôi, nói nơi này đã xảy ra chuyện. Tống Gia Tuấn ra lệnh với vệ sĩ anh ta mang tới. Dạ, thiếu gia. Một vệ sĩ trong đó liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vội vàng xoay người đi về phía phòng khách. Tia! Ông phòng khách trang trí vô cùng xa hoa, dưới đèn thủy tinh vô cùng rực rỡ. Tống Thiên Dưỡng, Cảng Đốc Cát Văn Hiên trước đây, viên cự môn cầm một cái ly chân dài, vây quanh một người khoảng hơn 30 tuổi nói say sưa. Người đàn ông này để tóc húi cua, mặc trên người tây trang không đẹp quý giá lắm. Nhưng gương mặt như đao chém gọt, hai mắt như ngọn đuốc. Cùng với thân thể sắc bén, khiến người ta có cảm giác như kiếm thần tuyệt thế phong mang tất lộ đứng đó, làm người ta không thể lơ là. Hoa tham mưu, tôi kính cậu một ly trước, cảm tạ Long tướng quân nể mặt, phái người tham dự yến tiệc của Tống gia chúng tôi. Tống Thiên Dưỡng nâng ly rượu vang nói, trên khuôn mặt đỏ ửng đều là đắc ý.
đừng nhìn người đàn ông này trẻ tuổi, anh ta là tham mưu trưởng Hoa Diệp của hạm đội Kiêu Long tiếng tăm lừng lẫy Hoa Hạ, tâm phúc số 1 của Long Bác tướng quân, mới hơn 30 đã thành thiếu tướng. Ở Hoa Hạ, có rất nhiều người biết Kiêu Long, không nổi tiếng như 10 đại bộ đội đặc chủng Hoa Hạ. Là vì Kiêu Long giống 730 của Nhật Quốc, là tổ chức thần bí nhất Hoa Hạ, cũng có chiến lực mạnh nhất. Kiêu Long không chỉ có trang bị vũ khí tối tân nhất Hoa Hạ, mỗi chiến sĩ đều là cao thủ số 1 số 2, chuyên chấp hành nhiệm vụ cấp S trở lên. Đương nhiên quyền lợi của Kiêu Long không phải những bộ đội khác đều so được. Cho dù là bất kỳ một chiến sĩ nào ở trong đó, đều được rất nhiều thế gia nịnh nọt. Bởi vì mấy nay Kiêu Long dừng ở hải vực gần Hồng Kông, cho nên ông ta phái người gửi thiệp mời tới. Ông ta cũng không mong đợi Long Bác Long tướng quân sẽ tới, dù sao Long Bác là tướng quân nổi tiếng ở Hoa Hạ, cho dù là ở thủ đô từng lời nói ra cũng như Châu Ngọc. Ông ta không ngờ Long Bác lại phái tâm phúc của mình tới, chuyện này đã kinh ngạc vui mừng ngoài mong đợi rồi. Tống tiên sinh khách sáo rồi, với thực lực và danh vọng của Tống gia, nếu không phải tướng quân của chúng tôi có nhiệm vụ không thể đi được, ông ấy sẽ tự mình đến đây một chuyến. Hoa Diệp nhấp một ngụm rượu vang, cười nhạt nói. Hoa tham mưu quá coi trọng Tống gia chúng tôi rồi, cậu có thể tới là vẻ vang cho Tống gia chúng tôi, Long tướng quân tới, Tống gia chúng tôi không chứa nổi. Tống Thiên Dưỡng khiêm tốn nói, nhưng khi nói chuyện trong mắt tràn ngập vui sướng. Tống tiên sinh nói đùa rồi. Hoa Diệp cười nói. Không nói chuyện này nữa, tôi lại kính cậu một ly. Tống Thiên Dưỡng cầm ly rượu vang chạm nhẹ vào ly của Hoa Diệp. Cạn ly. Cát Văn Hiên và Viên Cự Môn cũng cười nói. Mấy người vừa để ly rượu lên môi, còn chưa nhấp một ngụm, một vệ sĩ trên mặt tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng chạy tới chỗ Tống Thiên Dưỡng. Tống Thiên Dưỡng nhíu mày, lộ ra chút bất mãn, vẫn nhấp một ngụm rượu. Có chuyện gì mà kích động như vậy? Vệ sĩ kia nhìn thoáng qua Hoa Diệp, không lập tức mở miệng. Tống tiên sinh, nếu ông có việc thì cứ bận việc đi, để tôi tự nhiên là được rồi. Hoa Diệp cười chuyên nghiệp, muốn rời đi. Không sao, Hoa tham mưu, tất nhiên cũng không có chuyện gì lớn. Tống Thiên Dưỡng cười nói, sau đó rời mắt nhìn vệ sĩ kia, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giống như thay đổi thành một người khác. Nói đi, có chuyện gì? Có một tên tiểu tử ở hậu viện, không biết vì sao lại giết thiếu gia Trần gia, Chu gia, Yến gia và mấy gia tộc khác, bây giờ Trần tiên sinh, Chu lão gia tử còn quỳ trên đất, thiếu gia ra mặt giải quyết chuyện này, hiện giờ cũng quỳ trên đất. Vệ sĩ kia nhận được cho phép, mở miệng nói. Cái gì? Cát Văn Hiên nhíu mày, sắc mặt thay đổi hỏi. Từ sau chuyện Trần Chí Hoa xảy ra, ít có người dám gây chuyện ở Tống gia, càng không nói đến chuyện ra tay giết người ở Tống gia. Bây giờ không chỉ công tử mấy gia tộc bị giết, những người khác còn quỳ trên đất, chuyện này đúng là không nhỏ. Ngay cả Hoa Diệp cũng nhíu mày, tất nhiên anh ta biết Tống gia rất có thế lực ở Hồng Kông, nếu không sao anh ta có thể thay mặt Long tướng quân tới tham gia yến tiệc của Tống gia. Nếu là gia tộc bình thường, tướng quân bọn họ sẽ không để ý. Một gia tộc như vậy, vậy mà còn có người dám gây chuyện ở đây. Tống lão ca, kẻ nào dám lớn mật như thế, muốn chết à? Viên Cự Môn trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vui mừng. Tuy ông ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng hơi suy nghĩ một chút sẽ biết, có thể làm ra chuyện này chỉ có Mạc Phàm. Nhưng ông ta cũng hơi giật mình. Lá gan của Mạc Phàm cũng quá lớn rồi, ông ta tưởng rằng chỉ ra tay đánh người bị thương thôi, ai biết Mạc Phàm không chỉ giết người ở Tống gia, còn bắt đám Tống gia tuấn quỳ xuống. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù Mạc Phàm tới cũng không bảo vệ được cậu ta. Tôi cũng không biết, nhưng đi xem thì biết, Cát lão tiên sinh, Cự Môn lão đệ, hai người chiêu đãi Hoa tham mưu giúp tôi xử lý xong chuyện này sẽ quay lại. Tống Thiên Dưỡng lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, mắt ông ta nheo lại, sắc bén xuất hiện trong mắt, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào trong cạm bẫy. Chuyện này là do ông ta bày ra, nhưng mà ông ta không ngờ ầm ĩ lớn như thế. Nhưng càng lớn càng tốt, ông ta còn sợ không đủ lớn. Cuối cùng không công mà lui. Tống tiên sinh không cần phiền phức như vậy, nếu gây ra mạng người, vậy thì không phải là chuyện nhỏ, chúng ta cùng nhau qua đó xem, nói không chừng tôi có thể giúp Tống tiên sinh. Hoa Diệp đặt ly rượu xuống bàn nói. Nếu có Hoa tham mưu giúp đỡ, vậy không còn gì tốt hơn. Tống Thiên Dưỡng cũng không từ chối, nhướng mày cười nói. Trong hạm đội Kiêu Long,
cho dù là chiến sĩ cấp thấp nhất cũng không phải là kẻ yếu, đều là những đứa bé thiên phú dị bẩm được sàng lọc khắp cả nước, tỷ lệ loại còn cao hơn tuyển phi. Một khi những đứa bé này được tuyển, sẽ bắt đầu tu luyện võ kỹ cổ hoa hạ, yếu nhất cũng là trúc cơ đỉnh phong. Hoa Diệp thân là tổng tham mưu bên cạnh Long Bác, thực lực thì khỏi phải nói. Có Hoa Diệp ở đây, mặc kệ Hoa Diệp có phải là đối thủ của tiểu tử Mạc gia kia hay không, đều có lợi không hại với Tống gia ông ta. Nếu Hoa Diệp bắt Mạc Phàm, thì bọn họ không cần phải ra tay. Nếu Hoa Diệp bị thương, Mạc gia sẽ có thêm một kẻ địch, là hạm đội Kiêu Long. Vậy chúng ta qua đó, tránh để có người bị thương nữa. Hoa Diệp thản nhiên nói. Bốn người đi theo vệ sĩ kia đến hậu viện, một đám người theo sát phía sau. Chỉ trong phút chốc, một đám người đi đến hậu viện, chỗ đám Tống Gia Tuấn đang quỳ. Đám Tống Gia Tuấn, Trần Chí Hoa nghe thấy tiếng bước chân, thấy là đám Tống Thiên Dưỡng, tức giận trong mắt lập tức bùng cháy lên, tràn đầy sức mạnh. Tiểu tử, Tống Tiên Sinh và Lão Cảng Đốc đã đến rồi, lần này xem cậu làm sao bây giờ. Trần Chí Hoa nghiến răng nói. Không sai, cậu đợi chết đi. Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Tống Thiên Dưỡng một cái, trên mặt không có chút thay đổi, không để ý đến đám người này, nhìn đám Tống Thiên Dưỡng đang tới gần. Mấy người đi đến trước Mạc Phàm ba thước thì dừng lại. Gia chủ, là tiểu tử này gây chuyện ở Tống gia chúng ta. Vệ sĩ kia chỉ Mạc Phàm vẫn đang ngồi chỗ cũ thưởng rượu, lạnh lùng nói. Nhìn thấy Mạc Phàm, ánh mắt Tống Thiên Dưỡng hơi phát lạnh, Viên Cự Môn cười vui vẻ, Cát Văn Hiên thì mờ mịt. Nhưng mắt Hoa Diệp thì mở to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng nhanh chóng được anh ta kìm nén xuống. Tống Tiên Sinh, cậu ấy là... Hoa Diệp như xác nhận lại. Thiên Dưỡng, chắc là cậu ta do cậu mời tới, hình như tôi chưa từng gặp cậu ta. Cát Văn Hiên cũng tò mò hỏi. Ông ta thân là Cảng Đốc trước đây, không chỉ quen tất cả đệ tử Phú gia Hồng Kông, ngay cả mấy vị thái tử thủ đô ông ta cũng nhớ mặt, chắc chắn Mạc Phàm không nằm trong số đó. Vậy mà một tên tiểu tử vô danh lại gây chuyện ở Tống gia, chắc chắn thân phận tiểu tử này không tầm thường. Cát lão, cậu ta là người Mạc gia phái tới cầu thân Tiểu Tuyết con gái của cửu muội nhà tôi, xem như là đại diện cho Mạc gia, lúc Tống lão ca mời Tiểu Tuyết, xuất phát từ lễ phép cũng mời cậu ta, trên đường tới đây tôi đã nói với cậu ta là không được gây chuyện, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tống Thiên Dưỡng còn chưa mở miệng, Viên Cự Môn đã giải thích. Nghe Viên Cự Môn nói vậy, trong mắt Hoa Diệp hiện lên dị sắc, không nói nữa. Trái lại Cát Văn Hiên nhíu mày, lộ ra vẻ bất mãn. Ông ta còn tưởng Mạc Phàm là nhân vật khá lắm, ví dụ như là thiên tử của tông môn ẩn thế nào đó, không ngờ chỉ là đại diện của Mạc gia. Nếu là thiên tử của tông môn ẩn thế, ông ta không có dị nghị gì. Nhưng một đại diện Mạc gia nho nhỏ, giết người ở Hồng Kông xong còn bắt người ta quỳ xuống, chuyện này không khác gì tát vào mặt bọn họ, ông ta không thể nhìn. Một đại diện cho Mạc gia có thể kiêu ngạo như vậy ở Hồng Kông chúng ta sao, một nhà giàu mới nổi nho nhỏ đã mạnh đến nước này à? Cát Văn Hiên lạnh lùng nói. Cát Văn Hiên mới mở miệng, đám Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa như có thêm chỗ dựa, tràn đầy sức mạnh. Tất phải để Mạc Phàm tự mình tới Hồng Kông chúng ta xin lỗi, nếu không tiểu tử này đừng nghĩ đến chuyện còn sống rời đi. Cho dù Mạc Phàm đến đây, nói xin lỗi cũng không thể để cậu ta nguyên vẹn rời khỏi Hồng Kông. Ít nhất phải để lại thứ gì đó trên người cậu ta, hay bắt cậu ta để lại thứ gì đó ở Hồng Kông. Một người khác hung dữ nói. Không sai. Một đám người như ước gì có thể lột ra lấy xương Mạc Phàm, xung quanh vô cùng hỗn loạn. Mãi đến khi Tống Thiên Dưỡng giơ tay lên, những người này mới im miệng. Vị tiểu ca này, tôi tốt bụng mời cậu tới tham gia yến tiệc của Tống gia tôi, cậu có ý gì đây, giết người xong còn bảo những khách nhân của tôi quỳ xuống. Ít nhất cậu cũng phải cho tôi một lời giải thích, nếu không có khả năng cậu thật sự không đi được. Tống Thiên Dưỡng nói. Giọng nói không nóng không lạnh, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cứng rắn trong giọng nói của ông ta. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn những người này, nhìn về phía Tống Thiên Dưỡng. Bảo tôi giải thích với ông không có tư cách này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nguyên nhân Tống Thiên Dưỡng mời hắn đã biết đại khái rồi, nhưng bảo hắn tới giải thích. Chuyện này cần thiết sao? Không ít người nhíu mày, lửa giận trong mắt lại tăng thêm. Tống Tiên Sinh, đừng nói nhiều với cậu ta nữa, bắt cậu ta trước rồi nói sau. Trần Chí Hoa kêu lên. Đúng vậy,
không nói lý được với tiểu tử này đâu. Tống Thiên Dưỡng thấy lửa cháy vừa đủ, trong mắt lóe lên tươi cười vì thực hiện được, cũng không nói gì nữa, rời mắt nhìn Hoa Diệp. Hoa tham mưu, mong cậu ra tay giúp bắt tiểu tử này, chắc chắn Thiên Dưỡng sẽ có hậu tạ. Đã có Hoa Diệp ở đây, để Hoa Diệp ra tay là thích hợp nhất. Nhưng mà... Hoa Diệp nhướng mày, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta. Tôi ra tay cũng được, nhưng các ông biết cậu ấy là ai không? Một câu đơn giản, khí tức quỷ dị lan tràn ra xung quanh. Hửm! Tống Thiên Dưỡng nhướng mày, trên mặt xuất hiện chút dị sắc, lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Hoa tham mưu, theo tôi được biết, cậu ta là đại diện của Mạc gia. Ông biết là được rồi. Hoa Diệp hơi nhếch miệng, không nói nhiều nữa, đi về phía Mạc Phàm. Tống Thiên Dưỡng thấy Hoa Diệp ra tay, hơi thở hắt ra, trong đáy mắt hiện lên vui mừng. Ông ta còn tưởng Mạc Phàm có thân phận khác, xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió một lát. Có Hoa Diệp ra tay, chuyện này thành công 90% rồi. Trong mắt những người khác cũng chớp lóe tinh quang, nhìn về phía Hoa Diệp. Tiểu tử, cậu là người Mạc gia phái tới Viên gia tôi nhắc nhở cậu một câu, vị này chính là tham mưu của hạm đội Kiêu Long, tốt nhất là cậu đừng phản kháng, ngoan ngoãn chịu trói đi. Viên Cự Môn cười nói. Tham mưu Kiêu Long. Không ít người nghe thấy cái tên này, trước mắt hơi sáng lên, vui mừng lại tăng thêm. Tham mưu Kiêu Long, nếu Mạc Phàm dám bắt anh ta quỳ xuống, vậy thật sự gây họa lớn rồi. Đó là Kiêu Long đấy. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hoa Diệp một cái, lông mày cũng hơi nhíu lại. Lúc trước hắn thân là Thanh Long Long Tổ, trái lại biết một ít về Kiêu Long. Kiêu Long là một bộ đội do Long Tổ giúp huấn luyện, Long Nhược Tuyết là một trong những huấn luyện viên của Kiêu Long. Tuy người của Kiêu Long không mạnh như thành viên của Long Tổ, nhưng không kém bao nhiêu. Phối hợp với vũ khí tiên tiến, thực lực không hề kém người của Long Tổ, số lượng thì trên Long Tổ nhiều. Bởi vì Kiêu Long cường đại và đặc biệt, bình thường bọn họ không chấp hành nhiệm vụ thông thường. Chỉ là không ngờ người của Kiêu Long cũng ở đây. Anh là người của Kiêu Long. Mạc Phàm hỏi. Đám Tống Thiên Dưỡng thấy Mạc Phàm hơi e sợ, khóe miệng đều nhếch lên. Cậu ta không chỉ là người của Kiêu Long, còn là người có chức vị cao chỉ dưới Long Bác. Viên Cự Môn cười nói. Ông ta vừa mới nói xong, Hoa Diệp đã đến trước người Mạc Phàm. Anh ta không chỉ không ra tay, trái lại hai tay ôm quyền, thân thể hơi cúi xuống, cúi người thi lễ với Mạc Phàm, giọng nói có lực vang lên. Tham mưu Kiêu Long bái kiến Mạc tiên sinh. Giọng nói này vừa vang lên, xung quanh lặng ngắt như tờ. Cái gì, Mạc tiên sinh, cậu ta là Mạc tiên sinh sao? Mắt đám Trần Chí Hoa quỳ trên đất mở to, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bọn họ hiểu rõ mấy chữ Mạc tiên sinh này. Mạc tiên sinh có thể khiến Hoa Diệp cúi người hành lễ chỉ có một, là Mạc Phàm danh chấn hoa hạ. Nhưng tiểu tử kiêu ngạo ngang ngược này, lại là Mạc Phàm sao? Nếu thật sự là Mạc Phàm, quả thật bọn họ không có tư cách nói chuyện với Mạc Phàm. Dù sao Mạc Phàm là thần cảnh hoa hạ, thần của hoa hạ. Trong chớp mắt tươi cười trên mặt Tống Thiên Dưỡng cứng ngắc, cuối cùng không cười nổi, giống như đang vui mừng, lại bị người ta tát mấy cái, trong mắt đều là khó mà tin. Cậu ta là Mạc Phàm, cậu ta là Mạc Phàm, chuyện này. Ông ta cũng từng hoài nghi tiểu tử này là Mạc Phàm, nhưng hơi suy nghĩ một chút thì ông ta phủ định suy đoán này. Với thân phận của Mạc Phàm, sao có thể tự mình tới Viên gia cầu hôn? Cho nên lúc này ông ta mới bảo Tống Gia Tuấn thiết kế bẫy, bắt lấy tiểu tử này. Không ngờ người ông ta dụ vào bẫy không phải là đại diện của Mạc gia, mà là Mạc Phàm. Cạm bẫy này rất tốt, gặp sói bắt sói. Gặp hổ săn hổ, nhưng bẫy săn hổ để bắt rồng, không chỉ không được trái lại còn chọc tức rồng. Lần này không ổn rồi. Mặt Tống Thiên Dưỡng không còn chút máu, nghĩ thầm. Bên cạnh Tống Thiên Dưỡng, Viên Cự Môn lùi về sau hai bước, trên mặt đều là hoảng sợ. Hoa tham mưu, cậu ta là Mạc Phàm sao, chuyện này không có khả năng đâu. Trên đường tới, quả thật tiểu tử này tự mình nói với ông ta, cậu ta là Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm có thể đích thân tới sao? Hoa Diệp cười, không để ý đến Viên Cự Môn, vẫn duy trì tư thế cũ. Mạc Phàm đại chiến ở Chúng Thần Sơn, anh ta nhìn hết toàn bộ quá trình, chiến đấu kinh thiên động địa đến bây giờ vẫn rung động trong lòng anh ta, sao anh ta có thể nhận sai? Đám người này ngay cả Mạc Phàm cũng không biết,
cũng dám gây sự với Mạc gia, đúng là không biết sống chết. Anh biết tôi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nhớ rõ hắn chưa từng gặp người tên Hoa Diệp, kiếp trước kiếp này đều không. Mạc tiên sinh, khi cậu đại chiến ở Chúng Thần Sơn, Kiêu Long chúng tôi thủ hộ cách đó không xa, tuy không giúp được gì cho Mạc tiên sinh, nhưng Hoa Diệp thấy được phong thái của Mạc tiên sinh thông qua hệ thống vệ tinh trên quân hạm. Hoa Diệp giải thích, một câu này vang lên, giống như một trái bom nổ tung trong lòng người khác. Hoa Diệp đã nói đến mức này, không còn gì để hoài nghi nữa, tiểu tử này là Mạc Phàm, Mạc tiên sinh trong truyền thuyết, trong chớp mắt, tâm tình mọi người chìm vào đáy cốc. Nhất là cha con Tống Thiên Dưỡng, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm đứng cách đó không xa, bọn họ không theo kịp chân tướng, khiến bọn họ giống như bị sét đánh, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc Phàm đích thân đến, bọn họ lại gây khó dễ cho Mạc gia liên tục, còn khiến Mạc Phàm rơi vào bẫy, chuyện này không khác gì muốn chết. Mạc tiên sinh, người của Kiêu Long chúng tôi ở Hồng Kông không xa, có cần chúng tôi bắt hết bọn họ lại không? Hoa Diệp liếc mắt nhìn đám Tống Thiên Dưỡng một cái. Quả thật Tống gia, Viên gia là những gia tộc có thế lực không nhỏ ở Hồng Kông, nhưng những thế lực này không thể so được với cao thủ thần cảnh Hoa Hạ như Mạc Phàm, vốn dĩ không cùng cấp bậc. Có Mạc Phàm thần cảnh ở đây, rất nhiều cao thủ muốn vào Hoa Hạ phải xem Mạc Phàm có ở đây hay không, xem ý của Mạc Phàm. Mà đám Tống Thiên Dưỡng bị diệt trừ, sẽ nhanh chóng có đám khác thế vào. Đám người này mạo phạm thần cảnh, nhất định phải trả giá lớn. Không cần. Mạc Phàm lắc đầu, rời mắt nhìn Tống Thiên Dưỡng. Tống Thiên Dưỡng, ông mời tôi tới Tống gia ông, lại để những người này giả chết, mục đích là để tôi đích thân tới Hồng Kông, bây giờ tôi đến rồi, ông muốn tìm tôi làm gì? Mạc Phàm hỏi. Tống Thiên Dưỡng này sắp xếp ván cờ như vậy, mục đích không phải báo thù bị Mạc gia đè ép xính lễ ở Viên gia, thì là muốn dẫn hắn tới. Xem ra khả năng sau cao hơn chút. Bởi vì khả năng trước quá nguy hiểm, cũng không sáng suốt, hơn nữa Tống Gia Tuấn cũng không cần báo thù thông qua giả chết. Giả chết? Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa nhíu mày, trong mắt hiện lên nghi ngờ. Hoa Diệp nhìn thoáng qua mấy người trên đất, lông mày hơi nhướn lên, lập tức thoải mái. Di hồn quỷ chú, Tống tiên sinh, tôi nhớ rõ quỷ lão tam quỷ đạo ở Tống Gia ông, quỷ lão tam, cậu dám động tay động chân trước mặt Mạc tiên sinh, còn không ra, cần Hoa Diệp tôi mời cậu ra không? Hoa Diệp nhìn bốn phía cao giọng nói. Kiêu Long có mạng lưới thông tin rất mạnh, chuyện quỷ lão tam ở Tống gia, không là bí mật gì với Kiêu Long bọn họ. Anh ta vừa nói xong, một bóng đen chớp lóe, người đàn ông mặc hắc y đi cùng Tống gia Tuấn sắc mặt xanh mét quỳ gối trước người Mạc Phàm, thân thể không ngừng run rẩy. Quỷ lão tam quỷ đạo bái kiến Mạc tiên sinh. Quỷ lão tam vừa xuất hiện, sắc mặt cha con Tống Thiên Dưỡng càng trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng bọn họ, giống như vừa mới bị bệnh nặng. Nếu những người này là Mạc Phàm giết, còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu quỷ lão tam đã đi ra ngoài, Tống gia bọn họ thật sự xong rồi. Mạo phạm cao thủ thần cảnh, ai cũng không cứu được bọn họ. Mấy tên này là anh ra tay sao? Mạc Phàm buông mí mắt, liếc mắt nhìn quỷ lão tam một cái hỏi. Quỷ lão tam nhíu mày, nhìn về phía cha con Tống gia, trên mặt tràn đầy khó xử. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, di hồn quỷ chú trên người những người này do tôi hạ. Là cha con Tống gia bảo anh làm đúng không? Đúng vậy, chỉ cần Mạc tiên sinh khẽ động vào mấy thiếu gia này, di hồn quỷ chú sẽ phát tác, bọn họ sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Quỷ lão tam do dự một lát, vẫn nói ra. Quỷ lão tam vừa nói những lời này, đám Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa nhíu mày, nhìn về phía cha con Tống Thiên Dưỡng với vẻ giận dữ. Lúc này cho dù bọn họ ngu dốt mấy cũng có thể hiểu, không phải Mạc Phàm ra tay với những người này, mà tất cả bọn họ biến thành súng của Tống gia, dùng để đối phó Mạc Phàm. Thiên Dưỡng, chuyện này là sao đây, cậu phải cho chúng tôi một công đạo. Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Tống gia Tuấn ưu tú hơn cháu nội ông ta, vậy mà Tống gia dùng cháu nội ông ta làm súng, ông ta không đồng ý chuyện này. Hơn nữa Tống gia dùng bọn họ để đối phó Mạc gia. Chuyện này làm bọn họ tức giận, Tống gia trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện như vậy đặt lên người ai cũng rất bực bội. Tống Thiên Dưỡng nhíu mày, sắc mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Ông ta định mượn thực lực của mỗi nhà ở Hồng Kông, bắt đại diện của Mạc gia. Ai biết sẽ đi tới bước này, không chỉ không bắt được Mạc Phàm, trái lại bị vạch trần tại chỗ, lần này hoàn toàn xong rồi.
không chỉ vậy đúng không, di hồn quỷ chú trên người một người trong đó bị anh hủy rồi. Mạc Phàm khẽ nhấp một ngụm rượu, hỏi tiếp. Chuyện gì cũng không tránh khỏi Mạc Tiên Sinh, sau khi Mạc Tiên Sinh ra tay, Tống Thiếu sợ Trần Thiếu tỉnh lại sẽ để lộ bí mật, liền bảo tôi giải trừ di hồn quỷ chú, như vậy Trần Thiếu sẽ hoàn toàn không tỉnh lại. Quỷ lão Tam thành thật nói. Giờ thủ đoạn gì trước mặt Hoa Diệp đều không có ý nghĩa, càng không nói đến chuyện chơi trước mặt Mạc Phàm, không khác gì muốn chết, vẫn nên thành thật khai báo thì hơn, nói không chừng còn giữ được mạng. Trần Chí Hoa nhướng mày, hoàn toàn tức giận. Tống Gia Tuấn, Trần Chí Hoa tôi tự biết mình không phải người tốt, nhưng sẽ không ra tay với anh em, bình thường con tôi theo cậu làm tùy tùng, không tính là anh em của cậu cũng là thuộc hạ, vậy mà cậu dám đối xử với thằng bé như vậy, cậu là càng thiếu mà cũng ra tay được. Nếu con tôi không tỉnh lại, cho dù liều mạng Long Bang chúng tôi chỉ còn lại một người cuối cùng, cũng phải làm thịt cậu. Trần Chí Hoa hung dữ nói. Ông ta chỉ có một đứa con trai, không bị kẻ thù giết chết, trái lại bị Tống Gia Tuấn ám toán rồi. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Tống Gia, nhưng nếu ông ta là hạng người ăn mềm sợ cứng, đã không thành người đứng đầu Long Bang. Không chỉ có Trần Chí Hoa, Cát Văn Hiên cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần không vui. Ông ta có thể trở thành cảng đốc, tất nhiên không phải thiên về thế lực. Thiên Dưỡng, tốt nhất là cậu nên giải thích rõ ràng, nếu không vị trí cảng thiếu của Gia Tuấn sẽ không giữ được. Cát Văn Hiên nghiêm túc nói. Thân là cảng thiếu, không chỉ trong ngoài khác nhau, còn mượn đao giết người, người như vậy tuyệt đối không thể thành cảng thiếu. Trong lúc này, trái tim cha con Tống Thiên Dưỡng đập thình thịch, tâm tình chìm vào đáy cốc. Chuyện này truyền ra. Cho dù Mạc Phàm không giết bọn họ cũng xong rồi. Ở Hồng Kông, thanh danh giống như tầng vàng ngọc bao lấy cây già, nếu tầng vàng ngọc này không mất, người ngoài nhìn đều là thế gia siêu cấp. Nếu tầng vàng ngọc này bị xé toang, bị người ta nhìn thấy mục nát và hắc ám bên trong. Cho dù là gia tộc nào đều không chống lại thân bại danh liệt, Tống gia bọn họ cũng vậy. Bây giờ ông có thể nói, Tống gia ông tìm tôi là muốn làm gì chưa? Mạc Phàm hỏi. Lúc nói chuyện, ý niệm của hắn vừa động, ngoại trừ Tống Gia Tuấn ra, bả vai những người khác buông lỏng, tất cả đứng dậy. Cùng lúc đó, bao gồm cả Trần Chí Cương bên trong, mấy tên nhà giàu từng chết đều hít mạnh một hơi như mới nổi lên mặt nước, tỉnh lại. Đám người này mê mang nhìn xung quanh, lại nhìn Mạc Phàm, sắc bén lập tức xuất hiện. Tiểu tử, dám đánh lão tử, bị chúng tôi bắt. Trần Chí Cương đứng dậy nói. Anh ta còn chưa nói hết. Đã bị Trần Chí Hoa tát một cái. Còn dám nói nửa chữ bất kính với Mạc Tiên Sinh, lão tử thiến con. Mạc Tiên Sinh, cậu ta là Mạc Tiên Sinh sao? Trần Chí Cương che mặt, sửng sốt một lúc lâu, cũng không dám nói nửa chữ. Không nói cũng không sao, tôi tự mình xem. Mạc Phàm bỏ ly rượu vang xuống, sau đó muốn đi đến chỗ Tống Thiên Dưỡng. Tống Thiên Dưỡng không chịu nói mục đích ép hắn tới, vậy tự hắn ra tay là được. Hắn đường đường là y tiên bất tử, có rất nhiều biện pháp khiến Tống Thiên Dưỡng mở miệng. Hắn còn chưa đến bên cạnh Tống Thiên Dưỡng, cộp một tiếng, cuối cùng Tống Thiên Dưỡng không nhịn được, trực tiếp quỳ trên đất. Không cần Mạc Tiên Sinh ra tay, tôi nói, Tống gia tôi không có ý ép Mạc Tiên Sinh hiện thân, sở dĩ mời cậu tới Tống gia tham dự yến tiệc, chỉ vì muốn đòi lại sỉ nhục lúc trước, tuyệt đối không có ý khác, nếu sớm biết cậu là Mạc Tiên Sinh, Thiên Dưỡng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Cho nên hy vọng Mạc Tiên Sinh giơ cao đánh khẽ, Tống gia chúng tôi nguyện ý thỏa mãn tất cả yêu cầu của Mạc Tiên Sinh. Tống Thiên Dưỡng cúi đầu, khẽ đảo mắt nói. Mạc Phàm nói không sai, quả thật mục đích của ông ta là ép Mạc Phàm hiện thân ở Hồng Kông, nhưng Mạc Phàm hiện thân hơi sớm, ông ta chỉ có thể bám Mạc Phàm trước. Mạc Phàm nhíu mày, lắc đầu. Nếu chỉ là đòi lại sỉ nhục lúc trước mà không tiếc đối địch với Mạc gia, hắn chỉ có thể nói người như vậy quá ngu ngốc. Nhưng Tống Thiên Dưỡng có thể trở thành gia chủ Tống gia, hắn biết Tống Thiên Dưỡng không phải người như vậy. Nhưng hắn không có ý vạch trần, rời mắt nhìn quỷ lão Tam ở bên cạnh. Toàn thân anh đầy quỷ khí, lại am hiểu di hồn quỷ chú, hẳn là biết thiên lý chú hồn chú đúng không? Sắc mặt quỷ lão Tam tái nhợt, vẻ mặt khó xử nhìn Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn. Thiên lý chú hồn chú là một trong những quỷ chú, một khi thi triển, chú ngữ trong thiên lý chửi rủa người này. Sẽ gặp ứng nghiệm với mức độ khác nhau, là loại chú thuật vô cùng tàn nhẫn, người chúng chú thuật này, nếu không phải trốn đến chỗ hoang vắng không người ở, thì sẽ tự sát.
tôi có thể thi triển chú thuật này, Mạc tiên sinh có gì phân phó? Quỷ lão Tam hỏi. Nếu Tống gia dùng quỷ chú đối phó tôi, anh gieo quỷ chú này với hai bọn họ là được rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải Tống Thiên Dưỡng thích dùng quỷ chú sao, vậy thì chơi đủ đi. Cái gì? Mắt Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn mở to, giống như bùn lầy ngã trên đất. Bọn họ không biết quỷ rủa này là gì, nhưng chỉ nghe tên thôi đã không dễ chịu. Mạc Phàm, cậu, dạ, Mạc tiên sinh, quỷ lão Tam do dự một lát, gật đầu. Anh ta định vẽ quỷ trận, một giọng nói già nua có lực truyền từ nơi không xa đến. Mạc tiên sinh đại giá Tống Gia chúng tôi, sao không nói trước một tiếng, để Tống Hồng Sơn tôi chuẩn bị một phen. Nghe thấy giọng nói này, không ít người sửng sốt, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Chỉ thấy một lão giả thân thể gầy khô, sắc mặt rét lạnh đi tới. Làn da của lão giả này như cây già, tất cả đều đầy nếp nhăn, nhưng tóc và tròm râu đều màu đen. Ông ta mặc một đạo bào màu xám, cả người giống như chỉ cần có cơn gió là sẽ ngã. Nhưng gió đến bên cạnh ông ta thì chỉ dừng lại ở bên cạnh, hóa thành một đám gió xoáy chuyển động vù vù. Bạch quang nhàn nhạt sáng lên trong gió xoáy, chuyện này khiến lão nhân sáng ngời hơn nhiều. Đám Chu Thiếu Hoa, Trần Chí Hoa nhìn thấy lão giả này, lông mày lập tức nhíu lại, con mắt khẽ đảo, mồ hôi lạnh không tự chủ được rơi xuống. Sắc mặt những người khác thì càng trắng bệch, giống như tờ giấy vàng, có kích động muốn lập tức rời đi. Ông ta là Tống Hồng Sơn, không phải Tống Hồng Sơn đã chết rồi sao? Có người nhỏ giọng nói. Tống Hồng Sơn là cha của Tống Thiên Dưỡng, cũng là người mà Tống gia lấy làm kiêu ngạo, một nhân vật truyền kỳ ở Hồng Kông. Nhưng đã sớm lan truyền tin Tống Hồng Sơn bị bệnh mà qua đời, lúc này lại xuất hiện. Ngay cả Hoa Diệp cũng nhíu mày, lộ ra vài phần kiêng kỵ. Cha con Tống Thiên Dưỡng và Viên Cự Môn thì vui vẻ, giống như nhìn thấy cứu tinh. Ông nội cứu cháu. Tống gia Tuấn vội vàng kêu lên. Tống Hồng Sơn nhìn thấy cha con Tống gia quỳ trên đất. Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhưng không nói gì thêm, mà nhìn về phía cách đó không xa. Các vị, yến tiệc còn chưa kết thúc, cứ đi không từ giã như vậy, thật sự tốt sao, là Tống gia chúng tôi chiêu đãi yến tiệc không cẩn thận, hay là các vị có ý kiến với phong cách làm việc của Tống gia? Cách đó không xa, có mấy người vụng trộm muốn rời đi, lập tức bị định trụ tại chỗ, không dám động nửa bước. Tống lão gia tử, công ty của tôi có chuyện, cần tôi quay về xử lý. Tôi thấy mọi người đang bận rộn, cho nên. Một người đàn ông đầu bóng loáng, bụng phệ cười nịnh nọt nói. Chuyện tối nay vốn là Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ xuất hiện, sau đó là Tống Hồng Sơn nhân vật truyền kỳ của Hồng Kông biến mất nhiều năm lại xuất hiện, vẫn nên đi trước thì hơn, tránh để trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Bụng của tôi không thoải mái, cho nên muốn đi toilet. Một người khác xấu hổ nói. Hóa ra là như vậy, là tôi hiểu lầm mọi người rồi. Nhưng bây giờ muốn đi cũng được, để lại mạng hoặc ở lại hết, các người tự mình chọn. Tống Hồng Sơn lãnh khốc nói. Vẻ mặt mấy người ngẩn ra, không tự chủ được nuốt nước bọt, trong chớp mắt mồ hôi ướt đẫm lưng. Chuyện công ty tôi không quan trọng như vậy. Tôi, mấy người không dám rời đi nữa, thành thật quay lại. Tống Hồng Sơn lạnh lùng liếc mấy người này một cái, rời mắt nhìn Trần Chí Hoa. Tiểu Hoa. Tôi nhớ rõ lúc cậu bị anh em phản bội không còn đường để chạy, là tôi thu nhận cậu, còn cho cậu cơ hội lật bàn. Tống Hồng Sơn lạnh giọng hỏi. Trần Chí Hoa nhíu mày, quả đấm nắm chặt lại rồi buông lỏng ra. Dạ, Tống Lão Tiên Sinh, nếu không có Tống Lão Tiên Sinh, có khả năng Chí Hoa đã bị người ta chém chết ở đầu đường. Vậy bây giờ Tống gia tôi cần cậu giúp một chuyện, có khả năng sẽ hy sinh con trai cậu có ý kiến gì, cần Tống gia tôi xin lỗi cậu sao? Tống Hồng Sơn hỏi tiếp. Vừa rồi là tôi nhất thời hồ đồ, tôi không có ý kiến, Tống gia cũng không cần xin lỗi. Trần Chí Hoa nhỏ giọng nói. Tôi thấy cậu không có lá gan này. Tống Hồng Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Cộp, quả thật Chí Hoa không dám, mong Tống lão tiên sinh tha thứ. Trần Chí Hoa trực tiếp quỳ xuống nói. Xung quanh lại rộ lên, đường đường là bang chủ Long Bang xã đoàn số 1 Hồng Kông, đại lão số 1 Hồng Kông. Rõ ràng con trai thiếu chút nữa bị người ta giết chết, vậy mà còn quỳ xuống xin lỗi. Chuyện này, Tống Hồng Sơn không để ý đến Trần Chí Hoa, rời mắt nhìn Chu Thiếu Hoa. Chu Thiếu Hoa bị Tống Hồng Sơn nhìn chăm chú như vậy, thân thể lập tức căng thẳng.
Không đợi Tống Hồng Sơn mở miệng, Chu Thiếu Hoa đã không nhịn được nói. Tống lão ca, năm đó lúc khủng hoảng kinh tế, nếu không có ông cho tôi mượn một khoản tiền lớn, Chu gia đã phá sản, tôi vẫn còn nhớ chuyện này, vừa rồi là tôi quá xúc động, ông chớ để ở trong lòng, địa vị của Tống gia ở Hồng Kông ai cũng đừng nghĩ lay động. Ông nhớ rõ là tốt rồi, nhưng tôi hy vọng không chỉ ông nhớ kỹ, Chu gia các ông đều phải nhớ kỹ đời đời kiếp kiếp, nếu không khủng hoảng kinh tế tiếp theo, tất không có ai trải qua giúp cậu. Tống Hồng Sơn trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Dạ, dạ, Chu gia chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Chu Thiếu Hoa vội vàng gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt như giấy vàng. Không nhớ kỹ cũng không sao, nếu Tống gia chúng tôi có thể cho, thì cũng có thể lấy. Tống Hồng Sơn nói tiếp, trong mắt chớp lóe sắc bén. Giọng nói trầm thấp không hề vang dội, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hít thở không thông và khiếp sợ khó mà bình ổn. Đây là lực lượng truyền kỳ ở Hồng Kông sao? Mạc Phàm vốn để lộ bộ mặt thật của Tống gia vốn dĩ đã xong rồi. Nhưng Tống Hồng Sơn vừa xuất hiện, không nói lời nào khiến 30% dao động. Chỉ nói mấy câu, lại khiến đám Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa không thể không cúi đầu. Nhân vật truyền kỳ của Hồng Kông không hổ là truyền kỳ. Có người nhìn Tống Hồng Sơn, nghĩ thầm. Theo lời đồn, Tống Hồng Sơn dựa vào hải vận và bất động sản tích lũy được hơn phân nửa tài phú ở Hồng Kông, khi khủng hoảng kinh tế gần như tất cả sản nghiệp đều bị ảnh hưởng, chỉ có Tống gia không chỉ vững như núi Thái Sơn, trái lại buôn bán càng làm càng lớn. Hơn nữa phàm là ngành mà Tống Hồng Sơn nhúng tay, gần như đều ổn định kiếm tiền không lỗ, người khác bám vào sẽ bay lên trời. Trừ chuyện đó ra, trong đó có 10 người mà Tống gia giúp, hiện giờ đều thành phú hào số 1 số 2 và đại lão Hồng Kông, không có ngoại lệ, Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa là ví dụ. Bởi vì bỗng nhiên Tống Hồng Sơn biến mất, rất nhiều người đã quên vị truyền kỳ của Tống gia này. Không ngờ nhân vật truyền kỳ này ra tay, quả nhiên không giống người thường. Các người có ý kiến với phong cách làm việc của Tống gia tôi sao? Tống Hồng Sơn lạnh lùng liếc những người xung quanh. Phần lớn đều cúi đầu, không dám có chút phản kháng. Truyền kỳ Hồng Kông xuất hiện, lại phản kháng Tống gia sẽ như lấy trứng chọi đá, cho dù là Mạc Phàm cũng không được. Những người còn lại nhìn về phía cảng đốc Cát Văn Hiên trước đây, đang đứng cách Tống Thiên Dưỡng không xa, lão Cát, ông có ý kiến với chuyện cảng thiếu của cháu nội tôi sao? Cát Văn Hiên nhíu mày, mắt đảo liên tục, do dự một lát. Hai, tôi đã về hưu, mọi người tự nhìn mà làm đi. Rất lâu sau, Cát Văn Hiên thở dài, bất đắc dĩ nói. Cát Văn Hiên mới mở miệng, những người còn lại đều cúi đầu. Vẻ đắc ý xuất hiện trong mắt đám cha con Tống gia và Viên gia. Làm xong những chuyện này, lúc này Tống Hồng Sơn mới nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt lóe lên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tống Hồng Sơn chào Mạc tiên sinh. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Hồng Sơn một cái, khẽ nâng mí mắt, lộ ra một chút bất ngờ. Hoa Diệp đã là Tiên Thiên Tông sư đỉnh phong, tu vi của lão giả này không kém Hoa Diệp, hơn nữa trên người còn có lực lượng quỷ dị. Tống gia làm những chuyện này, là vì ông muốn gặp tôi sao? Tống Thiên Dưỡng và một số người trong biệt thự Tống gia có chút tu vi, nhưng quá yếu, chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể tiêu diệt tất cả Tống gia. Người muốn gặp hắn, chỉ có thể là lão giả Tống Hồng Sơn này, một lão nhân gần đến thần cảnh. Không sai. Người muốn gặp Mạc tiên sinh là tôi, bởi vì Mạc tiên sinh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tôi chỉ có thể sử dụng biện pháp này ép Mạc tiên sinh đến, không ngờ Mạc tiên sinh đã tự mình tới Hồng Kông. Tống Hồng Sơn lạnh lùng nói, trên mặt không có chút kính sợ. Không phải ông ta không muốn trực tiếp mời Mạc Phàm gặp mặt, chỉ là với thân phận của Mạc Phàm, ông ta mời chưa chắc Mạc Phàm đã tới Hồng Kông, cho nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, ép Mạc Phàm đi ra. Nhưng ông ta thật không ngờ. Ông ta hoàn toàn không cần tốn nhiều sức như vậy, Mạc Phàm đã đến Tống gia ông ta. Chuyện Viên gia muốn gả bạn gái tôi cho cháu nội ông, có liên quan đến ông đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Tống Hồng Sơn này mạo hiểm đắc tội Mạc gia, cũng phải ép hắn ra, chắc chắn có mục đích không nhỏ. Tuy hắn không biết mục đích Tống gia làm vậy, nhưng hành động của Viên gia chắc chắn liên quan đến Tống gia. Chuyện này cậu phải hỏi sư huynh tôi, sư huynh. Nếu anh đến đây rồi, thì đừng ẩn nấp nữa, xuất hiện đi. Tống Hồng Sơn kêu lên về một phía. Ông ta vừa nói xong, thì có tiếng hạc kêu thanh thúy vang lên trong trời đêm. Mọi người nhíu mày,
nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trong trời đêm, có một con hạc trắng cao hơn một thước, trên người lóe sáng bạch quang, dương cánh bay tới. Trên người con hạc trắng là một lão giả tiên phong đạo cốt đứng trước gió, điều khiển hạc mà đến, giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Đây là... Một người trẻ tuổi ngơ ngẩn nhìn lão giả trên hạc trắng, hỏi. Tuy bọn họ nhìn thấy nhiều chuyện lạ rồi, nhưng đâu thấy tiên nhân điều khiển hạc. Đó là thiên sư Viên Trọng Dương. Người bên cạnh khiếp sợ nói. Hồng Kông có truyền kỳ về thiên sư, truyền kỳ về Tống Hồng Sơn, thiên sư là Viên Trọng Dương gia chủ đời trước của Viên gia huyền thuật vô song. Hai người lập tức xuất hiện, áp lực vô hình như một ngọn núi nhỏ đặt lên trái tim không ít người. Chỉ sợ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Có người nghĩ thầm. Con hạc trắng bay đến trên không khu đất trống, chậm rãi hạ xuống, Viên Trọng Dương đi từ trên xuống, đứng cách Mạc Phàm không xa. Viên Trọng Dương mới hạ xuống, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt hiện lên ngả ngớn, vội vàng nghênh đón. Hoa Diệp nhìn thấy Viên Trọng Dương, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Anh ta cử động miệng vài lần, một đạo thần niệm truyền về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, chúng tôi đi trước, hai người kia rất khó đối phó. Hả? Mạc Phàm nhớn mày, nhìn thoáng qua Hoa Diệp, khóe miệng hơi nhếch lên, một đạo thần niệm truyền vào tai Hoa Diệp. Khó đối phó hơn những người ở chúng thần Sơn sao? Cho dù là Viên Trọng Dương hay Tống Hồng Sơn, quả thực khí tức trên người hai người không kém, nhưng còn chưa tới thần cảnh. Cho dù trên người hai người đều có khí tức quỷ dị, nhưng không tính là gì với hắn. Vì sao Hoa Diệp lại muốn khuyên hắn rời đi? Trong hai bọn họ bất luận là ai đều không phải đối thủ của Mạc tiên sinh, nhưng hai bọn họ hợp lực lại sẽ là thiên tuyển chi tử, có lẽ thực lực không mạnh, nhưng ở Hồng Kông có lẽ không có ai có đủ thực lực thắng bọn họ. Hoa Diệp giải thích, nghe nói Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn là sư huynh đệ, khi hai người còn trẻ đã bái một kỳ nhân làm vi sư. Cụ thể kỳ nhân này tên là gì thì không ai biết, nhưng sau khi hai người xuất sư, Viên Trọng Dương nắm giữ linh khí trời đất ở Hồng Kông, phàm là linh khí trong phạm vi Hồng Kông đều do Viên Trọng Dương khống chế. Viên gia vốn am hiểu phong thủy huyền thuật, cộng thêm có thể khống chế linh khí ở Hồng Kông, ở lĩnh vực này ông ta như cá gặp nước, cho dù là Long Hổ Sơn trưởng giáo của chính nhất giáo, hay Đại Vu Miêu Cương đều không phải đối thủ của ông ta. Còn Tống Hồng Sơn, người ngoài chỉ biết ông ta là thương nhân thiên tài, làm ngành gì, nhất định ngành đó sẽ kiếm được tiền. Nhưng không biết Tống Hồng Sơn nắm giữ cơ duyên ở Hồng Kông. Cho dù ông ta làm gì, cơ duyên sẽ tự đến. Chính vì vậy, Tống Hồng Sơn mới nắm giữ hơn phân nửa tài phú ở Hồng Kông, hơn nữa bất luận anh ta làm gì đều chưa từng thua lỗ, trái lại những người khác cùng làm như vậy, sẽ thua lỗ nát bét. Hai người một người nắm giữ linh khí trời đất, một người nắm cơ duyên, không ai không kiêng kỵ bọn họ ở Hồng Kông. Lúc trước có một kiếm khách thần cảnh ở châu Âu đến Hồng Kông gây chuyện, nhìn chúng khu nhà cấp cao của Tống gia và Viên gia, thì muốn chiếm làm của riêng, sau khi bị hai nhà từ chối, vậy mà ra tay. Rõ ràng cao thủ thần cảnh này mạnh hơn hai người họ nhiều, nhưng liên tục bị việc lạ đánh tan, cuối cùng thần cảnh này hốt hoảng chạy trốn, không còn dám bước vào Hồng Kông. Đây là điểm đáng sợ của thiên tuyển chi tử, cho nên một người đến thì không sao, hai người mà hợp lực lại. Vẫn nên rời đi trước thì hơn. Rõ ràng là Tống gia và Viên gia nhằm vào Mạc Phàm mà đến, nên rời đi hay hơn. Cho dù thực lực của Mạc Phàm không kém thần cảnh châu Âu năm đó, nhưng cũng không thể không phòng. Thiên tuyển chi tử. Mạc Phàm nheo mắt, lam quang lóe lên, nhìn về phía Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, lông mày hắn hơi nhíu lại. Xung quanh thân thể hai người có một khí xoáy này tự thành nửa ký hiệu kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ vừa rồi của hắn đến từ ký hiệu có nửa này. Nhưng Viên Trọng Dương vừa tới, vậy mà hai nửa ký hiệu hợp lại với nhau, hình thành một ấn ký cổ xưa, xuất hiện phía sau hai người. Hắn rất quen thuộc với ấn ký này, thiên mệnh ấn. Ở tu chân giới, một khi có bí cảnh mở ra, đều có hàng loạt tu sĩ tiến vào bên trong tìm cơ duyên. Có một số tu sĩ tiến vào bí cảnh, liều sống liều chết cũng không thể đạt được cơ duyên. Thậm chí còn vì chuyện này mà mất mạng. Nhưng có một hai người đặc biệt, không cần đi tìm thiên tài địa bảo, thậm chí là ngủ ngon trong bí cảnh, thiên tài địa bảo sẽ tự động tới trước mặt bọn họ. Người như vậy có khi là người có đại cơ duyên trời sinh, số còn lại là trải qua truyền thừa đạt được cơ duyên. Nhưng cho dù là loại nào, những người này đều được trời đất ưu ái dù ít dù nhiều,
cũng được gọi là thiên tuyển chi tử. Trên người tất cả thiên tuyển chi tử, đều có một thiên mệnh ấn. Ấn ký ở phía sau Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, là loại thứ hai trong rất nhiều thiên mệnh ấn, mỗi người kế thừa nửa thiên mệnh, một khi hai người ở bên cạnh nhau, sẽ là thiên tuyển chi tử. Một thiên tuyển chi tử, quả thật có vẻ khó đối phó. Dù sao thiên tuyển chi tử không chỉ nắm giữ trời đất, còn nắm giữ cơ duyên. Phàm không phải là sát chiêu 100%, cân vận mệnh sẽ nghiêng về phía thiên tuyển chi tử, cuối cùng khiến đối phương thất bại. Chẳng trách Tống gia và Viên gia dám dẫm lên Mạc gia hắn. Tôi đã biết. Mạc Phàm lạnh nhạt truyền âm cho Hoa Diệp, nhưng không có ý rời đi. Chuyện này. Sắc mặt Hoa Diệp thay đổi, không nói thêm gì nữa. Lúc này Viên Trọng Dương liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cậu là người muốn kết hôn với cháu ngoại tôi à? Giọng nói lạnh như băng, khiến cho toàn thân người ta không khỏi phát run. Tống Hồng Sơn thấy Mạc Phàm vẫn xưng là Mạc tiên sinh, không có chút kiêu ngạo. Viên Trọng Dương vừa tới, thì gọi Mạc Phàm là tiểu tử, rõ ràng không để Mạc Phàm vào mắt, thiên sư đúng là thiên sư. Có người nuốt nước bọt, nghĩ thầm. Đây là chỗ dựa của hai người sao? Mạc Phàm nhìn tay mình, không đáp hỏi ngược lại. Trên tay hắn, linh khí lướt qua đầu ngón tay hắn, tụ tập về phía Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Hai người mới đứng bên cạnh nhau một lát, thì có hiệu quả này, thiên tuyển chi tử không hổ là thiên tuyển chi tử. Có ý gì? Không ít người mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Mạc Phàm đang nói gì. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Nhưng sau khi nhìn thấy Hoa Diệp ở bên cạnh Mạc Phàm, thì thoải mái hơn. Quả thật không có bí mật gì ở trước mặt Kiêu Long, xem ra tiểu tử Hoa gia này nói hết cho cậu rồi. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Chuyện bọn họ là thiên tuyển chi tử, có rất ít người biết, nhưng không giấu được Kiêu Long, có Hoa Diệp ở bên cạnh, Mạc Phàm biết cũng không kỳ lạ gì. Viên thiên sư quá khen. Hoa Diệp cung kính nói. Viên Trọng Dương lạnh lùng liếc Hoa Diệp một cái, không chấp nhặt với anh ta, rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Không sai, chúng tôi muốn cậu tới Hồng Kông, vì đây là chỗ dựa của chúng tôi. Viên Trọng Dương cũng không giấu giếm, nói thẳng. Vì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Trong hồ lô của Viên gia và Tống gia bán thuốc gì, xem ra đáp án đều ở trên người Viên Trọng Dương. Một tay Viên Trọng Dương vươn ra, năm ngón tay khẽ xoay một vòng, linh khí xung quanh lập tức ngưng tụ thành ghế dựa hình ấn ký cổ xưa. Ông ta và Tống Hồng Sơn ngồi xuống, lúc này mới mở miệng lần nữa. Bảo cậu tới Viên gia và Tống gia làm nô lệ mấy ngày. Sau khi xong việc, cháu ngoại của Viên Trọng Dương tôi sẽ là người của Mạc gia cậu, cậu vẫn là Mạc tiên sinh trong thần thoại, nếu không Tiểu Tuyết chỉ có thể gả cho Tống gia, cậu cũng có thể lựa chọn phản kháng, nếu cậu cảm thấy có thể thắng hai chúng tôi ở đây. Giọng điệu vô cùng bá đạo, khiến vẻ mặt không ít người ngẩn ra, giống như sống sót sau khi bị sét đánh, rất lâu sau mới phản ứng kịp. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Có người mắt khẽ đảo, vô cùng khiếp sợ nói. Người tham dự yến tiệc của Tống gia cũng không phải người thường, phần lớn là người có tiếp xúc với chuyện của Mạc Phàm. Mạc Phàm mới diệt những thế lực ở Chúng Thần Sơn, Điện Chủ Thần Điện và một số cao thủ đã bị Mạc Phàm hiến tế, tên tuổi độc nhất vô nhị. Rất nhiều người muốn có ý đồ với Mạc gia, nhưng sợ thực lực của Mạc Phàm, không thể không từ bỏ. Viên gia và Tống gia để Mạc Phàm đến. Thực ra là vì muốn Mạc Phàm làm nô lệ cho bọn họ. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn có thể oanh động cấp thế giới. Phải biết rằng Mạc Phàm là cao thủ thần cảnh hiện giờ, bảo cường giả thần cảnh làm nô, chỉ sợ rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở đây chỉ có cha con Tống gia, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm hơi nhếch miệng, vẻ đắc ý dày đặc hơn nhiều. Tiểu tử này là Mạc Phàm thần thoại hiện giờ thì thế nào, đại diện cho Mạc gia thì thế nào? Vẫn không thể thoát khỏi tay hai nhà bọn họ. Viên lão gia tử, làm như vậy hơi quá đáng rồi. Sắc mặt Hoa Diệp hơi khó coi, nói. Mạc Phàm là thần thoại hiện giờ, Viên gia dựa vào chuyện tình cảm giữa Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, khiến Mạc Phàm cúi đầu làm nô với hai nhà Viên, Tống, chuyện này thật sự quá bị ổi. Tiểu tử Hoa gia, tuy cậu là tham mưu của Kiêu Long, nhưng ở đây không đến lượt cậu nói chuyện, Hoa Hùng ông nội cậu tới còn tạm được. Nhưng năm đó ông nội cậu ở Viên gia tôi 3 tháng mới thoát khỏi một tai họa, cho dù ông nội cậu đến cũng không dám nói chuyện như cậu đâu.
Trong mắt Viên Trọng Dương chớp lóe sắc bén, nhìn về phía Hoa Diệp nói. Chuyện vừa rồi Hoa Diệp nói cho Mạc Phàm bọn họ là thiên tuyển chi tử, đã khiến ông ta vô cùng khó chịu. Vậy mà Hoa Diệp còn dám xen miệng đánh giá bọn họ, một tiểu bối nói nhiều thật. Viên Trọng Dương vừa nói xong, cơ thể Hoa Diệp lập tức cứng đờ, giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, muốn bóp nát anh ta. Vừa rồi mặt anh ta còn có màu đồng cổ, hiện giờ lập tức đỏ tím. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức lắc đầu. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một pháp ấn hình ngọn lửa bay từ giữa ngón tay hắn ra, bay về phía Hoa Diệp. Đại thủ vô hình kia gặp pháp ấn ngọn lửa, trong chớp mắt giấy lên, không thể thương tổn được Hoa Diệp chút nào, lúc này trên người Hoa Diệp buông lỏng. Anh ta hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi khôi phục như bình thường. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Anh lui ra đi, ở đây có tôi là được rồi. Mạc Phàm mỉm cười nói. Hoa Diệp do dự, nhưng thấy biểu cảm bình tĩnh của Mạc Phàm, lúc này lông mày anh ta mới hơi giãn ra. Tuy tu vi của anh ta không kém Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bao nhiêu, nhưng quả thật việc của Mạc Phàm với Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, anh ta thật sự không thể nhúng tay. Dạ, Mạc tiên sinh. Anh ta hơi cúi người với Mạc Phàm, lùi về sau Mạc Phàm. Viên Trọng Dương thấy Hoa Diệp lùi lại, mở miệng lần nữa. Tiểu tử, cậu suy nghĩ thế nào về yêu cầu của tôi? Ông cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn tới nơi này với Tiểu Tuyết, không phải chịu sắp xếp của Viên gia đồng ý là tốt nhất, không đồng ý bọn họ cũng không cần trưng cầu ý của Viên gia. Nếu Viên gia bảo hắn giúp một chuyện, hắn sẽ suy xét. Viên gia lại bảo hắn làm nô lệ, chuyện này như con kiến muốn khống chế cự long, chuyện này có thể xảy ra sao? Mạc tiên sinh, cậu có thể không đồng ý, nhưng lão phu khuyên cậu nên đồng ý thì hơn. Tống Hồng Sơn lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói. Vậy sao, vậy ông nói xem vì sao tôi phải đồng ý. Mạc Phàm đầy hứng thú nói. Bảo hắn làm nô lệ thì hắn làm nô lệ, Tống Hồng Sơn này nghĩ hắn là đứa bé 3 tuổi chắc. Có khả năng Mạc tiên sinh còn chưa biết một chuyện. Tống Hồng Sơn không lập tức trả lời, ra vẻ thần bí nói. Chuyện gì? Cửa vào tiên mộ đã mở, hai ngày nay sẽ hoàn toàn ổn định lại. Tống Hồng Sơn cười nói. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Trước khi tới hắn đã phái Moria ra ngoài, để cô đi tìm hiểu tin tức tiên mộ, không ngờ Moria còn chưa truyền tin tới, thì hắn đã biết tin từ Tống Hồng Sơn. Môi hắn khẽ mở, vừa định nói chuyện, di động trong túi hắn rung lên. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tin nhắn Moria gửi cho hắn hiện lên trên màn hình, bên trên chỉ có mấy chữ đơn giản. Tiên mộ đã mở, thần nông giá Vân Châu. Sau mấy chữ này là các con số, bày tỏ tọa độ tiên mộ. Mạc Phàm cất di động, rời mắt nhìn Tống Hồng Sơn và Viên Trọng Dương. Chẳng trách Tống gia và Viên gia hao phí nhiều sức lực như vậy để mời hắn, hóa ra là vì chuyện tiên mộ. Cho nên, chúng tôi cần cậu mở cửa vào tiên mộ. Còn bảo vệ chúng tôi ở trong bí cảnh, có hai chúng tôi ở đây, cộng thêm cậu hộ tống, nhất định sẽ có được phần lớn đồ ở bên trong, đến lúc đó cậu không những cưới được Bạch Tiểu Tuyết danh chính ngôn thuận, còn có thể đạt được rất nhiều thứ, ví dụ như thất hồn thụ, coi như làm nô lệ mấy ngày cho hai nhà chúng tôi cũng không tính là gì, nhưng điều kiện này hẳn là Mạc tiên sinh sẽ không từ chối. Biểu cảm của Tống Hồng Sơn như ăn sạch Mạc Phàm, cười nói. Mạc Phàm muốn cứu Dạ Tình. Không có thất hồn thụ sẽ không làm được. Mạc Phàm muốn đạt được thất hồn thụ, chỉ có thể thông qua bọn họ, không còn phương pháp khác, bởi vì không ai hiểu thất hồn thụ hơn bọn họ. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên dị sắc, các ông là đám người tìm được thất hồn thụ đúng không? Vậy mà Tống Hồng Sơn biết thất hồn thụ, chắc chắn là đám người mà Sen Tai cô nói. Không sai, cả Hoa Hạ hẳn là không còn ai biết về thất hồn thụ hơn chúng tôi. Cũng không có ai có cơ hội tìm được thất hồn thụ cao hơn chúng tôi, cậu hợp tác với chúng tôi, rễ cây thất hồn thụ sẽ là của cậu, nếu cậu muốn thứ khác, cũng có thể lựa chọn, theo tôi được biết, rễ cây thất hồn thụ là thứ duy nhất có thể cứu được Dạ Tình. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói, tử sĩ bọn họ phái đi phát hiện được thất hồn thụ ở sâu trong tiên mộ, bọn họ luôn điều tra tác dụng của thất hồn thụ, kết quả là tìm được trong sách cổ sư phụ bọn họ để lại. Chuyện này khiến bọn họ vô cùng vui mừng. Đến tuổi này của bọn họ, tuổi thọ đã không còn nhiều lắm, nhu cầu cấp bách là tìm được cơ duyên đột phá tới thần cảnh,
quả của cây này không chỉ ẩn chứa linh lực lớn, giúp người ta đột phá bình cảnh, bổ sung hồn phách, vận khí tốt thì đạt được chút truyền thừa. Theo bọn họ, thứ này hoàn toàn là chuẩn bị cho bọn họ. Đồ tốt như vậy, dù thế nào bọn họ cũng phải lấy tới tay. Đột phá thần cảnh thì không nói, với số mệnh thiên tuyển chi tử của bọn họ, 100% có thể đạt được truyền thừa, chuyện này quả thực như hổ thêm cánh. Cho nên cho dù đắc tội Mạc gia, bọn họ cũng ra tay không do dự. Hai ông nghĩ tôi không biết chút gì về thất hồn thụ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Không thể không nói, hai lão già này coi hắn là đứa bé 3 tuổi, sở dĩ thất hồn thụ chân quý như thế, phần lớn là vì nó lớn lên ở nơi mai táng tiên nhân. Rời khỏi nơi đó, cho dù có đủ rễ, thất hồn thụ sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, sẽ không mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa sau khi chín một lần, nơi đó cũng hoàn toàn không có tác dụng, cho dù tìm được một nơi mai táng tiên nhân, muốn thất hồn thụ nở hoa kết quả chín phải mất hơn 100 năm. Cho nên nói, thứ chân quý nhất của thất hồn thụ là 7 quả ia. Trái lại hai ông già này nói rất hào phóng, nếu là người không biết thần hồn thụ còn tưởng mình đạt được bảo bối, thực ra là một thứ vô dụng. Ý của cậu vẫn là muốn từ chối chúng tôi sao? Viên Trọng Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Bỗng nhiên nhiệt độ ở đây giảm xuống, thân thể không ít người run lên. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên tươi cười như có như không. Dựa vào thiên tuyển chi tử và chút lực đó của hai người còn chưa đủ để tôi cúi đầu. Hắn nhất định phải lấy được quả của thất hồn thụ, cho dù hắn không cần quả thất hồn thụ, hắn đường đường là y tiên bất tử sao có thể bị hai lão giả khống chế. Được lắm, Mạc Phàm, cậu luôn miệng nói muốn kết hôn với cháu ngoại tôi, còn không chịu làm chút chuyện đó vì đại tiểu thư Dạ gia, tiểu tuyết không nên gả cho cậu thì hơn, tránh để bị Mạc gia cậu bắt nạt, còn tiểu tử cậu. Viên Trọng Dương dừng lại, sau đó mới nói tiếp. Nếu không đồng ý thì đừng mong rời khỏi Hồng Kông. Ông ta vừa nói xong, tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, giống như có mấy con rồng mới tỉnh lại từ giấc ngủ. Từng đạo kình phong thổi xung quanh ông ta, cảm giác như núi Thái Sơn chèn ép xuất hiện trong lòng bọn họ. Yến tiệc đã kết thúc, mời các vị quay về. Tống Hồng Sơn thấy không thể bàn bạc với Mạc Phàm, thì hạ lệnh đuổi khách. Nếu Mạc Phàm không đồng ý, vậy không có gì để bàn với Mạc Phàm. Dù sao nếu không chiếm được quả của thất hồn thụ, không thể tiến vào thần cảnh thì bọn họ không sống lâu được, chẳng bằng hợp lại chặn cậu ta. Ở nơi khác bọn họ không nắm chắc được mấy phần, nhưng nơi này là địa bàn của bọn họ, thiên địa, cơ duyên đều là của bọn họ. Khi nói chuyện, ông ta vung tay lên, Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn bị Mạc Phàm trói chặt được buông lỏng, hai cha con đứng dậy. Hai người đều nhếch miệng cười mỉa. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Rõ ràng chuyện này là sắp ra tay rồi, những người khác đâu dám ở lại, vội vàng cáo từ Tống Hồng Sơn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cha con Tống Thiên Dưỡng một cái, cũng không ngăn cản, trái lại rót cho mình một ly rượu vang. Anh cũng lùi ra đi. Mạc Phàm vẫy tay với Hoa Diệp. Dạ, Mạc tiên sinh cẩn thận. Trong mắt Hoa Diệp hiện lên chút lo lắng, lùi ra xa 100 mét. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía khu đất trống, không dám chớp mắt. Thiên sư và truyền kỳ Hồng Kông đấu với Mạc Phàm cường giả thần cảnh, có thể bỏ qua sao? Mọi người vừa rời đi, chỉ thấy Viên Trọng Dương dậm chân. Giống, tiếng long ngâm vang lên, quang mang màu vàng như du long lan ra 4 phương 8 hướng từ chân ông ta, mãi đến khi đến trước người những người khác mới dừng lại. Những kim quang này vừa dừng lại, 9 đạo kim quang lượn vòng dưới nền đất. Phóng thẳng lên trời hình thành 9 long trụ. Kim quang ở giữa long trụ như tấm màn, nối long trụ với nhau. Cùng lúc đó, vừa rồi mặt đất còn bằng phẳng bỗng nhiên lún xuống, biến thành cái hố to đường kính 100 mét, sâu 20-30 mét. Trên vách tường trong hố sâu đều khắc đầy phù văn, điêu khắc hình 9 con rồng từ vách đất tiến về trước, trông rất sống động, giống như đấu trường thú của hoàng gia cổ đại. Mạc Phàm, Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn đứng dưới đấu trường thú. Bất chợt thay đổi khiến mọi người sửng sốt. Đây là thực lực của thiên sư sao? Có người vô cùng kinh ngạc nói. Chỉ dậm chân một cái có thể thay đổi cảnh vật xung quanh, còn thành lập trận pháp, không có động tác dư thừa, bản lĩnh này không phải thần cảnh, nhưng hơn hẳn thần cảnh. Cự môn lão đệ, xem ra thực lực của Viên lão gia tử tăng lên không ít đâu. Tống Thiên Dưỡng cười nói với Viên cự môn. Hô hô,
Tống lão ca quá khen rồi, mặc kệ thế nào, đạt được mục đích là được. Trong mắt Viên Cự Môn hiện lên chút đắc ý, cười nói. Viên gia bọn họ liên thủ với Tống gia bày ra ván cờ này, chính là vì khiến Mạc Phàm cúi đầu, tuy ở giữa xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra cách thành công không xa rồi. Mạc Phàm nhìn xung quanh, khẽ nâng mí mắt lên, vẫn không có một chút kích động. Càn Khôn Sơn Hải Thuật. Đây là một loại pháp thuật, trong lúc nhấc tay có thể trưởng càn khôn, khống sơn hải, người bình thường sử dụng sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng thiên tuyển chi tử thì rất đơn giản, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Ở tu chân giới, phàm là thiên tuyển chi tử đều tu luyện công pháp này. Hắn từng thấy một thiên tuyển chi tử, chỉ cần một ý niệm trong đầu đã thay đổi một tinh cầu theo ý niệm của mình, Viên Trọng Dương không thể so sánh được. Nhưng Viên Trọng Dương có thể làm đến bước này, đã không tệ rồi. Mạc tiên sinh, cậu biết không ít nhỉ, nhưng không chỉ có những thứ này đâu. Tống Hồng Sơn trầm giọng nói, ý niệm của ông ta vừa động, hai tay nhanh chóng vũ động, một ấn ký to lớn xuất hiện ở giữa ngón tay ông ta, bay về phía thiên không. Ấn ký đón gió mà trướng to, chỉ trong phút chốc đã to trăm mét, đúng lúc che khuất đấu trường thú lại, khí tức quỷ dị hàng lâm. Dưới khí tức quỷ dị, hạt bảy màu bay từ trên người mọi người trong phương viên hơn 10 dặm xung quanh ra, hội tụ thành từng đạo cầu vồng rực rỡ xẹt qua bầu trời đêm, bay về phía trên không đấu trường thú. Ánh sáng hoa mỹ dị thường, giống như cực quang ở Bắc Cực, không chỉ tu sĩ có thể nhìn thấy rõ, thậm chí người bình thường nhìn kỹ cũng thấy được. Những hạt này bay từ trong cơ thể mọi người ra, không hiểu sao mọi người cảm thấy như ít thứ gì đó. Đó là gì thế? Xung quanh trận pháp, một người nhìn thứ bay từ trong cơ thể mình ra, tò mò hỏi. Cơ duyên, số mệnh. Ánh mắt Hoa Diệp âm trầm, thở dài nói. Cơ duyên, số mệnh là thứ vô cùng kỳ lạ, lớn thì thầy bói thường nói là vận trình, nhỏ thì là vận khí. Mỗi khi cơ duyên, số mệnh của mỗi người thay đổi, trong tình huống chung người bình thường không nhìn thấy được, chỉ đến trình độ này mới được nhìn thấy bằng mắt thường. Nắm chắc cơ duyên, cũng nắm giữ quỹ tích vận mệnh, thì có thể khống phú quý sinh tử. Hiện giờ Tống Hồng Sơn lấy cơ duyên của người xung quanh, cơ duyên càng mạnh, ông ta có thể khống chế càng mạnh. Chuyện này không liên quan đến tu vi nhỏ yếu, còn đáng sợ hơn tu vi. Nếu mệnh cách của Mạc Phàm quá yếu, chỉ cần Tống Hồng Sơn hơi thay đổi cơ duyên của Mạc Phàm, có khả năng Mạc Phàm sẽ chết vì một chuyện rất nhỏ. Ví dụ như biến chứng bệnh tim với xác suất rất nhỏ, uống nước bị nghẹn chết, vân vân. Cho dù mệnh cách của Mạc Phàm mạnh hơn người bình thường, nhưng Tống Hồng Sơn tuyên truyền nhiều cơ duyên và trong trận pháp này như vậy, cũng vô cùng bất lợi với Mạc Phàm. Dù sao mệnh mới là căn bản, không có mệnh cường thịnh thì sẽ chết. Ở bên trong trận pháp, Viên Trọng Dương nắm giữ thiên địa sơn hải, Tống Hồng Sơn có thể nắm giữ phú quý sinh tử, gần như tương đương với một lĩnh vực. Ở trong này, hai bọn họ là thần. Chỉ sợ Mạc tiên sinh gặp nguy hiểm rồi. Hoa Diệp nhìn Mạc Phàm trong trận pháp, nghĩ thầm. Anh ta do dự một lát, vẫn lấy máy điện thoại ra, gọi cho một số. Trong trận pháp, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn ấn ký to lớn trên bầu trời và hạt hoa Mỹ, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Không thể không nói, hai người này đạt được truyền thừa rất đầy đủ. Một người có thể thi triển Càn Khôn Sơn Hải Thuật, một người thì dùng Thiên Mệnh Tuyệt, tuy đều là cơ sở, nhưng đủ để hai người kiêu ngạo tứ phương ở Hồng Kông. Không sai, quả thật như vậy mạnh hơn trước nhiều, cơ bản đã tương đương với nửa lĩnh vực rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lĩnh vực là năng lực chỉ nguyên anh kỳ mới có, trong lĩnh vực, sinh tử đều nằm trong tay người nắm lĩnh vực. Càn Khôn Sơn Hải Thuật cộng thêm thiên tuyệt mệnh tạo thành trận pháp, cùng với thiên tuyển chi tử, đã tương tự lĩnh vực. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn hơi nhếch miệng, trong đôi mắt rét lạnh lóe lên đắc ý. Tiểu tử! Nếu cậu biết sự lợi hại của trận pháp này, tôi có thể cho cậu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu làm theo những lời tôi nói, nghe theo mệnh lệnh của hai nhà chúng tôi, làm việc cho hai nhà chúng tôi, tối nay cậu có thể bình yên rời đi với Tiểu Tuyết, nếu không mạng cậu do tôi nắm. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói. Giọng nói như kinh lôi mùa đông, khiến người ta không rét mà run. Đối diện hai người, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không vui không buồn. Tống Hồng Sơn thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười lạnh lùng. Mạc tiên sinh, có lẽ trận pháp này không giết được cậu, nhưng hoàn toàn có thể giam cậu lại, nếu cậu cảm thấy những cơ duyên này không đủ trấn áp mạng của cậu, tôi có thể điều toàn bộ cơ duyên ở Hồng Kông tới,
chỉ cần giam được cậu, cậu cảm thấy vận trình của Mạc gia còn xuôi gió xuôi nước như một năm qua sao? Tống Hồng Sơn nói theo, bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Tống Hồng Sơn vừa nói xong, Mạc Phàm nheo mắt lại, trong đôi mắt vốn lạnh nhạt tràn đầy sắc bén. Tống Hồng Sơn, Viên Trọng Dương, hai người cảm thấy thứ này có thể giam được tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không thể sao? Tống Hồng Sơn cười hỏi ngược lại. Bên trong trận pháp này, Sơn Hải cơ duyên đều do bọn họ. Giết chết Mạc Phàm thì không hẳn, dù sao Mạc Phàm cũng là cường giả thần cảnh, tự xưng là một vùng thiên địa. Nhưng nếu bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể khiến trận pháp này chìm xuống nền đất, chìm trong biển rộng, bao vây Mạc Phàm thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Mạc Phàm hơi nhếch miệng lộ ra tươi cười như có như không, liếc mắt nhìn Tống Hồng Sơn một cái, rồi không để ý đến Tống Hồng Sơn nữa, ánh mắt nhìn về phía Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương, nể mặt ông là ông ngoại của Tuyết Nhi, tôi cũng cho ông một cơ hội, ông tự mình mở trận pháp này ra, tôi đưa Tuyết Nhi rời đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện tối nay với Viên gia ông. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu không phải trên người Tiểu Tuyết có nửa huyết mạch Viên gia, hắn hoàn toàn không cần nói nhiều lời với Viên Trọng Dương, diệt Viên gia là được. Nhưng nếu Viên gia cố chấp làm vậy, hắn cũng sẽ ra tay. Lấy danh nghĩa Tiểu Tuyết làm phúc lợi của Viên gia, Tiểu Tuyết không phải công cụ để bọn họ sử dụng một cách tùy ý, tuyệt đối không phải. Viên Trọng Dương nhíu mày, trong mắt lộ ra chút dao động, nhưng lập tức biến mất không còn. Tiểu tử, xem ra cậu không chịu cúi đầu, vậy lão phu sẽ khiến cậu cúi đầu. Viên Trọng Dương hừ lạnh nói. Nói xong ông ta không nhiều lời với Mạc Phàm nữa, thân thể chấn động, khí kình hình 9 con rồng lập tức xuất hiện xung quanh ông ta. Dưới chân ông ta vừa động, mặt đất chấn động, tiếng long ngâm vang lên. Cả người tính luôn kình khí 9 con rồng cùng xông về phía Mạc Phàm, giống như thần long ra khỏi biển rộng, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Một quyền bá tuyệt tạo nên cự phong, mang theo lực đạo mạnh không do dự đánh về phía Mạc Phàm. Ông ta vừa ra tay, 9 đạo kình khí hình rồng quanh ông ta há to miệng, cắn về phía Mạc Phàm, giống như có thể cắn đứt xe thiếp giáp. Mạc Phàm nhíu mày, vừa định vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, lông mày hắn nheo lại, sắc mặt khẽ đổi. Hắn chưa từng xuất hiện vấn đề gì về cửu chuyển hỗn nguyên công, vậy mà bây giờ không thể vận hành được. Chỉ trong chớp mắt, hắn thoải mái hơn. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm khẽ liếc mắt nhìn Tống Hồng Sơn nói. Không phải là công pháp của hắn có vấn đề, mà vì có Tống Hồng Sơn, chuyện xác suất nhỏ đã xảy ra. Mạc tiên sinh, ở dưới thiên mệnh tuyệt của tôi, cậu muốn thi triển bất luận công pháp gì đều phải nghĩ kỹ, nếu không có khả năng gặp mệnh của mình đó. Tống Hồng Sơn cười âm hiểm nói. Ở trước mặt ông ta, cho dù là chuyện xác suất nhỏ nhất, cũng sẽ biến thành sự thật, đây là bản lĩnh thiên cơ của ông ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Ý niệm của hắn vừa động, ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên người, một quyền của Viên Trọng Dương và 9 đạo khí kình hình rồng đã đến trước người hắn. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa bùng nổ, Mạc Phàm bay ngược về sau giống như viên đạn. Còn đụng vào vách tường, lưu lại một đại động sâu trên vách tường, chấn động kịch liệt mới dừng lại. Một đạo khe rãnh sâu xuất hiện từ chỗ ban đầu của Mạc Phàm, còn lan tràn đến đại động hình người có Mạc Phàm. Đạo khe rãnh và đại động này nhanh chóng khôi phục dưới tác dụng của lực càn khôn Sơn Hải. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Đây là thực lực mà Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn phối hợp sao? Mắt Trần Chí Hoa đảo liên tục, vô cùng khiếp sợ nói. Đường đường là thần cảnh hoa hạ, ngay cả một trưởng của Viên Trọng Dương cũng không đỡ được. Tiểu tử này thật sự là Mạc Phàm sao? Có người nhìn đại động dần dần khép lại, ngơ ngẩn nói. Mạc Phàm là người đại sát tứ phương ở Nhật Quốc, không ai có thể làm gì được cậu ta, đến Chúng Thần Sơn, cũng có thể diệt sạch người ở Chúng Thần Sơn, đến Hồng Kông thì không chịu nổi một trưởng như vậy. Tuy Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn rất nổi tiếng ở Hồng Kông, nhưng không phải cao thủ thần cảnh, sao có thể đánh bại được cao thủ thần cảnh? Hô hô, thần cảnh hoa hạ chỉ như vậy thôi sao? Cha con Tống Thiên Dưỡng và Viên Cự Môn nhìn nhau cười, đắc ý nói. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm đáng sợ đến mức nào, không ngờ chỉ như vậy, sớm biết thế bọn họ không cần tốn công tốn sức. Cậu ta không nên đến Hồng Kông chúng ta, đến đây rồi cậu ta sẽ không còn danh tiếng này. Viên Thiên Tâm cười nói, trong đôi mắt đều là vui sướng. Mạc Phàm khiến Viên gia bọn họ mất sạch mặt mũi, lần này biết lợi hại chưa?
Trong trận pháp, Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn cũng nhướng mày, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý. Tiểu tử, cấp thần cảnh như vậy, cũng dám hung hãn trước mặt người khác, còn kém xa, mấy chục năm trước thần cảnh không phải đối thủ của hai chúng tôi, đợi thêm trăm năm nữa, đợi hai chúng tôi thăng tiên, mới đến lượt cậu. Viên Trọng Dương khẽ nâng cằm, vênh váo đắc ý nói. Viên Trọng Dương vừa nói xong, bùm một tiếng, bỗng nhiên đại động đang thu nhỏ lại nổ tung, Mạc Phàm đi từ trong ra. Ngoại trừ quần áo rách nát, thân dính bụi đất ra, thì không bị thương tổ nghỉ. Trăm năm, các ông quá coi trọng mình rồi đó, quả thật hai người hợp lực lại sẽ rất phiền phức, nhưng lực lượng của hai người cường thịnh hơn chút, mới có khả năng thương tổn được tôi. Mạc Phàm nói xong phủi bụi đất trên người, quần áo bị rách trên người hắn nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã khôi phục bộ dạng ban đầu. Mạc Phàm, tôi biết như vậy không thể giết được cậu, nhưng cậu cũng thấy thực lực của chúng tôi rồi đó, chỉ cần chúng tôi đấu với cậu tiếp, cậu muốn đi cũng không dễ dàng, không bằng như vậy, cậu không cúi đầu cũng không sao, chỉ cần cậu giao bí pháp vạn diệt lao lung, giao quỷ tỷ, giao 10 bộ công pháp và 10 pháp bảo nữa, cậu có thể đưa Tiểu Tuyết về Giang Nam. Coi như những thứ này là xính lễ cậu cho Viên gia, cậu thấy thế nào? Tống Hồng Sơn không vội ra tay, tiếp tục đàm phán. Bọn họ chỉ cần đồ trong tiên mộ, chỉ cần có bí pháp và chìa khó tiến vào tiên mộ, bọn họ có thể tiến vào một mình. Cộng thêm hiểu biết của bọn họ về thất hồn thụ, cùng với cơ duyên trên người, cơ hội đạt được thất hồn thụ rất cao, không cần thiết phải trở mặt với Mạc Phàm. Hiện giờ quỷ tỷ và bí pháp đều ở trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút nghi ngờ. Quỷ tỷ có liên quan đến tiên mộ sao? Mạc Phàm hỏi. Hắn cướp quỷ tỷ chỉ muốn triệu hoán đám linh mị thông qua quỷ tỷ, bổ sung thiên hỏa đại trận cho hắn. Tống Hồng Sơn lại muốn quỷ tỷ, chắc chắn quỷ tỷ này liên quan đến tiên mộ. Tiểu tử, cậu hoàn toàn chẳng biết gì về tiên mộ, vậy mà cướp được quỷ tỷ tới tay, không biết là vận khí tốt, hay là mèo mù vớ phải chuột chết, bây giờ nói cho cậu cũng không sao. Viên Trọng Dương cười mỉa nói. Tiên mộ này là phủ đệ của một người tên Cửu U Tử, trước khi Cửu U Tử chết bản lĩnh thông thiên độn địa không truyền được cho ai, nên gieo thất hồn thụ trên mộ mình. Phủ đệ này 3 năm mở một lần, là đợi người có thể kế thừa truyền thừa của ông ta. Quỷ tỷ vốn là chìa khó trên đại môn tiên mộ, được một tiểu đồng coi cửa của Cửu U Tử bảo vệ, sau khi tiểu đồng coi cửa này mang quỷ tỷ rời khỏi tiên mộ. Thì bị một đế vương nhìn chúng, cũng để tiểu đồng này làm tướng quân. Tiểu đồng này mượn lực quỷ tỷ đánh đâu thắng đó trên chiến trường, không gì cản nổi, được mọi người xưng là quỷ tướng quân. Sau khi người này chết quỷ tỷ được để trong cùng phần mộ, sau đó bị quỷ vương ở Loạn Tàng Sơn đoạt được. Chuyện này là bọn họ mất rất nhiều sức mới tra ra được, còn dùng không ít sức lực. Không có quỷ tỷ mở cửa, cho dù phá được vạn diệt lao lung, cũng khó mà đi vào. Đi vào cũng không thể còn sống. Cửu U Tử, quỷ tỷ, hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. So với đám Viên Trọng Dương, quả thật hắn biết về tiên mộ ít đến đáng thương. Mạc Phàm, chúng tôi đã nói cho cậu những chuyện mình biết rồi, bây giờ cậu đồng ý với điều kiện của chúng tôi, hay là chúng ta tiếp tục? Tống Hồng Sơn cười hỏi. Một kích thành công, ông ta cũng đổi xưng hô từ Mạc Tiên Sinh thành gọi thẳng tên. Chỉ cần các ông tìm tôi muốn mấy thứ này, coi như là xính lễ của Tiểu Tuyết, tôi sẽ không do dự đồng ý. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ là một số công pháp, pháp bảo mà thôi, cho dù đưa một viên bảo tinh cho Viên gia, chỉ cần khiến Tiểu Tuyết vui vẻ, hắn không tiếc chút nào. Cho dù là thất hồn quả hắn cũng có thể cho Viên gia, nghĩ cách khác bổ sung hồn phách cho Dạ Tình, cùng lắm thì đến tu chân giới sớm một chút. Nhưng mà bây giờ muộn rồi. Các người đều không lấy được gì. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, lạnh lùng nói. Viên gia dùng phương thức như vậy đối xử với Tiểu Tuyết, đã hoàn toàn khiến trái tim Tiểu Tuyết đau lòng. Lúc này còn muốn lấy mấy thứ đó từ tay hắn, mơ mộng hão huyền. Hắn sẽ mang Tiểu Tuyết đi, Viên gia cũng không lấy được thứ gì, bao gồm cả thất hồn quả. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn cau mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Sư đệ, không cần nhiều lời với cậu ta. Tiểu tử này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, giam cậu ta lại, chúng ta tự mình tới lấy mấy thứ này được rồi. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói. Sắc mặt ông ta lạnh lẽo, bóng dáng nhoáng lên một cái, thân thể trực tiếp biến mất, khi xuất hiện đã đến phía sau Mạc Phàm,
một chưởng mang theo bôn lôi đánh về phía Mạc Phàm. Cửu Long như hình với bóng, cắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hắn không vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công nữa, bỗng nhiên thân thể xoay 180 độ, một chưởng không do dự đánh về phía Viên Trọng Dương. Cửu chuyển hỗn nguyên công chịu ảnh hưởng của thiên mệnh tuyệt, cho nên hắn chỉ sử dụng lực lượng thân thể. Sắc mặt Viên Trọng Dương thay đổi, không chống chọi với Mạc Phàm. Ông ta có xem video clip Mạc Phàm đấu ở Chúng Thần Sơn rồi, Mạc Phàm đã tu thành thần thể, cho dù là một kích thuần túy ông ta cũng không so được. Dưới chân vừa động, thân thể ông ta lập tức lùi về sau, chỉ trong chớp mắt đã lùi ra 100 mét. Cùng lúc đó, từng đạo cửa đá tràn ngập phù văn mọc lên trước người ông ta. Mạc Phàm vồ hụt, cũng chẳng muốn đuổi theo Viên Trọng Dương, trái lại nhìn về phía Tống Hồng Sơn. Ông vừa mới nói, thiên mệnh tuyệt sẽ lấy mệnh của tôi rất muốn nhìn xem, thiên mệnh tuyệt có thể làm gì tôi. Một chân hắn nâng lên, khi đặt chân xuống lần nữa đã cách mấy chục mét, đến trước người Tống Hồng Sơn. Tống Hồng Sơn thấy Mạc Phàm đến gần, không chỉ không hoảng sợ, trái lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra Mạc tiên sinh rất coi thường trận pháp này của tôi, nếu là như vậy, vậy cậu sai rồi, lão phu đợi cậu ở đây lâu rồi. Tống Hồng Sơn cười nói. Ông ta vừa nói xong liền vươn tay về phía Mạc Phàm, mấy chữ vang lên. Cửu mệnh, luân hồi. Giọng nói này vừa vang lên, ở phía sau Tống Hồng Sơn, một hư ảnh chậm rãi tăng cao, chỉ trong chớp mắt đã cao 20-30 mét. Thân thể cao lớn này mặc áo bào trắng, tóc búi cao, đâu vào đấy như quý tích vận mệnh. Tay trái ông ta cầm một cái thước ngắn màu đen tuyền, tay phải cầm một quyển sách cổ ố vàng, gương mặt uy nghiêm không có một chút tình cảm, đôi mắt sắc bén, nghiêm túc như hàn băng vạn cổ bất hóa. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, nhưng vận mệnh nhỏ bé và yếu ớt bị nắm trong tay xuất hiện trong lòng mọi người. Cho dù là những người ở ngoài trận pháp, cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Đây là... Có người mắt đảo liên tục, nhìn chằm chằm hư ảnh này nói. Một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời, cho dù là Hoa Diệp cũng nhíu chặt mày, trên mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Nam Hải. Cách đó không xa, Viên Trọng Dương hơi thở phào nhẹ nhõm, ông ta không tiếp tục tấn công Mạc Phàm nữa, nheo mắt lại, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong tay ông ta, chậm rãi chuyển động. Mỗi khi chuyển động một vòng, lực lượng trên tiểu sơn sẽ khủng bố hơn một chút. Dưới hư ảnh to lớn, Tống Hồng Sơn cảm nhận được lực lượng khó có thể tin trên người mình, ông ta cười đắc ý. Phàm là người tiến vào trong trận pháp này, 10 người thì đến 9 người cảm thấy trận pháp của ông ta là nhược điểm, sẽ lựa chọn từ bỏ Viên Trọng Dương, để đánh ông ta. Không biết ông ta mới đúng là đại sát khí trận pháp này, là nơi chết người. Một khi thi triển cửu mệnh luân hồi này, lấy cơ duyên làm tế phẩm, có thể triệu hồi ra vận mệnh luân hồi ảnh ngược 9 mệnh của vua. Cửu mệnh viết vận mệnh trên thiên mệnh thư, tuyệt mệnh thước kia thì chế tài vận mệnh. Lần trước có cao thủ thần cảnh châu Âu tới Hồng Kông quấy rối, ông ta đã dựa vào cửu mệnh luân hồi này, khiến cao thủ thần cảnh kia để lại nửa cái mạng ở trận pháp này. Sở dĩ ngay cả Kiêu Long cũng không biết pháp thuật này, là vì vận mệnh giống như thời gian không thể bị phát hiện, cho dù là ông ta triệu hồi ra cửu mệnh dùng để đối phó những người khác. Những người bị thần thiên mệnh chế tài và những người nhìn thấy cửu mệnh luân hồi sẽ hoàn toàn quên sạch sau khi cửu mệnh luân hồi chấm dứt. Đây là quy tắc của vận mệnh, không ai có thể thoát khỏi, giống như một số người chết mà sống lại, nhưng không nhớ rõ những chuyện mà mình đã trải qua. Hiện giờ ảnh ngược cửu mệnh đã xuất hiện, Mạc Phàm cũng để lại một phần mệnh đi. Không biết Mạc Phàm có thể giữ lại bao nhiêu mệnh. Thiên mệnh, mở. Bản sách cổ trên tay cửu mệnh lật chuyển theo tiếng. Từng đạo bạch quang chiếu từ trong sách ra. Có tổng cộng 9 đạo bạch quang, mỗi một đạo đều hóa thành xúc tua quấn về phía người Mạc Phàm. Những xúc tua này vừa xuất hiện, sau lưng Mạc Phàm lập tức xuất hiện một cây cột tối như mực. Xúc tua khẽ quấn, một số xúc tua buộc Mạc Phàm ở trên cột, số còn lại thì đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm. Tiểu tử Mạc Phàm, lần này cậu tính toán sai chưa? Tống Hồng Sơn khẽ nhếch miệng, cười đắc ý nói. À, tôi biết ông có thể sử dụng cửu mệnh luân hồi rồi, cho nên tôi mới tìm ông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tống Hồng Sơn tu luyện thiên mệnh tuyệt, sao có thể không biết cửu mệnh luân hồi thuật pháp cao nhất trong thiên mệnh tuyệt? Nếu không biết mà nói, chắc chắn Tống Hồng Sơn không dám đứng ở đây. Cái gì? Mắt Tống Hồng Sơn mở to, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Phải biết rằng phàm là không phải thiên tuyển chi tử, cho dù từng thấy cửu mệnh luân hồi, trí nhớ cũng bị xóa sạch, mạc phàm không phải là thiên tuyển chi tử, sao có thể biết được? Sự cảm xấu xuất hiện trong lòng ông ta. Cậu có biết, vậy mà còn muốn chết, lão phu tiễn cậu một đoạn đường. Tống Hồng Sơn hơi híp mắt, ba chữ khác thốt lên từ miệng ông ta. Tuyệt mệnh, tài. Mạc phàm bị thiên mệnh thư trói buộc, nói lên mạc phàm đang ở trên thiên mệnh thư, mặc kệ mạc phàm sao biết cửu mệnh luân hồi, ra tay với mạc phàm trước rồi nói sau. Ông ta không tin cửu mệnh luân hồi không thể đối phó được mạc phàm. Những lời này vừa vang lên, tay hư ảnh cửu mệnh cầm tuyệt mệnh thước giơ lên, chém về phía chín gốc xúc tua trên người mạc phàm. Mắt mọi người đều nhìn theo thước chém về phía mạc phàm. Tuyệt mệnh thước dài khoảng chừng 5-6 thước, giống như một thiên đao xẹt qua đường cong hoàn mỹ trong không trung, rơi xuống chín xúc tua trên người mạc phàm. Thấy một màn như vậy, tươi cười hung ác nham hiểm xuất hiện trên mặt Tống Hồng Sơn. Người không có chín cái mạng giống hồ ly, nhưng chín sợi dây đại biểu cho nhân tương, hay còn gọi là mệnh tuyến. Mỗi một dây bị tuyệt mệnh thước chặt đứt, mệnh sẽ mỏng đi một chút, chín mệnh mất hết, người sẽ tử vong. Như vậy trừ phi là người mệnh số đã hết, tu vi càng mạnh mệnh càng dày, nếu tu vi không bằng ông ta, như vậy một thước sẽ mất mạng. Cho dù là cường giả thần cảnh hơn ông ta, lần trước ông ta dùng cửu mệnh luân hồi đối phó cao thủ thần cảnh châu Âu kia, chín xúc tua bị ông ta chém bốn gốc, cao thủ thần cảnh kia sống không quá 80 tuổi thì chết, ông ta muốn xem mệnh của Mạc Phàm cứng thế nào. Ánh mắt Mạc Phàm quả quyết, cũng không né tránh, mặc cho tuyệt mệnh thước chém xuống. Tuyệt mệnh thước chém lên xúc tua thứ nhất, trực tiếp xuyên qua, rơi xuống cái thứ hai. Tống Hồng Sơn không sốt ruột, cái đầu tiên chém không đứt cũng không sao, chỉ cần xúc tua sau của Mạc Phàm bị chém đứt, mệnh của Mạc Phàm cũng sẽ mỏng đi. Nhưng xúc tua thứ hai cũng như thứ nhất, tuyệt mệnh thước đối phó với người bình thường như cắt cỏ, ở trước mặt Mạc Phàm như thước giấy gặp tỏa liên hợp kim, không để lại chút dấu vết nào. Tuyệt mệnh thước chém đến xúc tua thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thứ sáu vẫn không tổn hao gì. Sắc mặt Tống Hồng Sơn khó coi hơn. Xúc tua thứ bảy. Tống Hồng Sơn hơi bất an. Thứ tám, thứ chín, không chém được một cái nào. Sắc mặt Tống Hồng Sơn và Viên Trọng Dương hoàn toàn khó coi, trong mắt đều là khiếp sợ. Sao lại thế này? Mỗi người đều có chín mệnh tuyến, đứt nhất định sẽ suy, cho dù là thần cảnh cũng không ngoại lệ. Tiểu tử Mạc Phàm này có mệnh gì, mà dày như vậy? Ông ta điều động nhiều cơ duyên làm tế phẩm triệu hồi ra cửu mệnh, thậm chí ngay cả một mệnh tuyến của Mạc Phàm cũng không chém đứt được. Pháp thuật cửu mệnh luân hồi, không chỉ ông ta thi triển chưa từng thất thủ. Sư phụ ông ta cũng chưa từng thất bại, sao lại thế này? Tôi lại chém tiếp. Trong mắt Tống Hồng Sơn hiện lên vẻ không cam lòng. Ý niệm của ông ta vừa động, trên người lại bay ra một vùng quang hạt bảy màu, bay về phía hư ảnh cửu mệnh phía sau. Chỉ trong phút chốc, quang hạt bảy màu biến mất vào trong hư ảnh. Hư ảnh hấp thu những quang hạt này, trong chớp mắt ngưng tụ không ít. Trên tuyệt mệnh thước chớp lóe sắc bén, lại chém về phía xúc tua trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Vô dụng thôi, tuyệt mệnh thước của ông còn chưa đến mức độ có thể chém đứt mệnh của tôi. Không đợi tuyệt mệnh thước chém xuống, một tay hắn vươn ra, nắm lấy tuyệt mệnh thước rất to. Keng, một tiếng thật lớn, tuyệt mệnh thước bị tay Mạc Phàm nhỏ hơn nhiều nắm chặt lấy. Mạc Phàm hơi dùng lực, từng đạo vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên tuyệt mệnh thước. Vết rạn từ tuyệt mệnh thước, lan tràn ra khắp toàn thân cửu mệnh. Đến chỗ nào, cửu mệnh sẽ hóa thành mảnh nhỏ màu xám, biến mất trong không trung. Chỉ trong phút chốc, cửu mệnh biến mất hoàn toàn, mặt Tống Hồng Sơn xám như cho tàn. Vậy mà Mạc Phàm phá cửu mệnh luân hồi của ông ta, còn không chịu chút thương tổn nào. Chuyện này, sao có chuyện này được? Tống Hồng Sơn khó có thể tin nói. Ông ta há miệng, máu tươi trào từ miệng ông ta ra, khuôn mặt tràn đầy không cam lòng lập tức khó coi như giấy vàng. Cùng lúc đó, ấn ký cổ xưa to lớn ở trên đại trận như thủy tinh bị đập vỡ, vết rạn có ở khắp nơi. Không gì là không có khả năng, chỉ là ông không biết mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, giống như đã sớm dự đoán được. Hắn là người trọng sinh, cháu nội Tôn Huyền Cơ nhìn hắn một cái, muốn nhìn mệnh của hắn thế nào, chưa nhìn được gì thì mắt bị mù, nói lên mệnh của hắn khó mà lường được. Tống Hồng Sơn là một tiên thiên đỉnh phong, cấp bậc của cửu mệnh luân hồi này.
có thể làm gì được số mệnh của hắn sao? Đừng nói là Tống Hồng Sơn lấy cơ duyên trong 10 dặm gần đây, cho dù lấy toàn bộ cơ duyên ở Hồng Kông, tuyệt mệnh thước cũng không thể làm gì hắn. Nhưng một khi Tống Hồng Sơn sử dụng cửu mệnh luân hồi, trong thời gian ngắn sẽ không thể duy trì thiên mệnh tuyệt thêm nữa. Đây là lý do vì sao hắn không để ý tới Viên Trọng Dương, trái lại để ý Tống Hồng Sơn. Không có thiên mệnh tuyệt của Tống Hồng Sơn, bên trong đại trận này không còn nhiều sự kiện xác suất nhỏ nữa. Tiểu tử, cậu! Tống Hồng Sơn nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta đường đường là nhân vật truyền kỳ ở Hồng Kông, nhưng bị một tên tiểu tử chưa tới 20 tuổi nói là không biết gì. Lần này hẳn là ông bị uy hiếp trong đại trận rồi. Mạc Phàm chẳng muốn nhiều lời với Tống Hồng Sơn, ý niệm vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Thập vạn bát thiên kiếm. Hắn khẽ quát, một khí binh dài khoảng một thước xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đoàn kiếm chi chít lóe sáng sắc bén khiến người ta sởn gai ốc, che khuất cả một vùng trời, chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu người ta run lên. Nhìn xem vận khí của ông tốt đến mức nào. Năm ngón tay hắn nắm chặt, vô số đoàn kiếm muốn đâm về phía Tống Hồng Sơn. Đúng lúc này, có tiếng giống giận dữ truyền từ sau lưng Mạc Phàm đến. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, cửu mệnh luân hồi không đối phó được cậu, vậy để lão phu tới. Không biết Viên Trọng Dương đến sau lưng Mạc Phàm từ lúc nào, ngọn núi chuẩn bị đã lâu trong tay nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi khoan đã đến phía sau tim Mạc Phàm, thế tất muốn khoan chết hắn. Trong chớp mắt không gian ngưng tụ thành bánh quai trèo, khí tức chôn vùi khủng bố từ Tiểu Sơn tùy ý mà ra. Tiểu Sơn này vừa xuất hiện, không hiểu sao mọi người run rẩy trong lòng, giống như cảm giác sao động bất an khi gặp phải thiên tai địa họa, vô cùng mãnh liệt. Phía trước Tiểu Sơn, Mạc Phàm hơi nhếch miệng lên, lộ ra tươi cười như có như không. Viên Trọng Dương, vừa rồi tôi trúng một chưởng của ông, vậy ông cũng đỡ một chưởng của tôi đi. Những lời này vừa vang lên, hắn không quan tâm đến Tống Hồng Sơn, còn không xoay người lại, nhìn cũng không nhìn một cái, một tay đã vươn ra sau lưng, vỗ về phía Tiểu Sơn trong tay Viên Trọng Dương. Bùm một tiếng thật vang dội, lực lượng cường đại đụng vào nhau. Trong chớp mắt mặt đất xung quanh tứ phân ngũ liệt, giống như mặt hồ bị đóng băng vỡ ra, khe hở lớn xuất hiện, vùng đất hơn 10 thước dâng lên. Vừa rồi thi đấu còn bằng phẳng, trong chớp mắt giống như sườn núi đầy đất đá hỗn loạn. Tiểu Sơn bị Mạc Phàm ngăn lại như vậy, Mạc Phàm đã nhanh chóng xoay người lại. Phá cho tôi! Ánh sáng ngũ sắc trên tay hắn đại phóng, năng lượng dao động lập tức giống một đám quang quyển, dọc theo cánh tay đến Tiểu Sơn. Quang cảnh đến đâu, âm thanh răng rắc vang lên theo. Viên Trọng Dương nuôi lực lâu như vậy mới ngưng tụ thành Tiểu Sơn, từng vết rạn xuất hiện, Tiểu Sơn nứt ra. Quả đấm của Mạc Phàm gần như không dùng hết sức, thế như trẻ che đánh vào tay Viên Trọng Dương. Sắc mặt Viên Trọng Dương thay đổi, ông ta còn chưa kịp mượn lực Sơn Hải bỏ chạy, thì cảm thấy lực mạnh truyền từ cánh tay đến, trái tim đau đớn. Ông ta nhíu mày, chỉ do dự chưa tới 1/10 giây, chỗ mi tâm, một ấn ký hình nhánh cây sáng lên. Một đạo thanh quang bao phủ toàn thân ông ta, ba hư ảnh màu xanh xuất hiện cách sau lưng ông ta không xa. Hư ảnh màu xanh này vừa xuất hiện, Tiểu Tuyết đang nói chuyện với Tiểu Thư Tống gia ở biệt thự Tống gia, A Hào và Lưu Nguyệt Như ở trong trang viên Viên gia nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, giống như cảm nhận được nguy hiểm. Dưới chân bọn họ và đỉnh đầu, mỗi người đều có một trận pháp mắt thường không thể nhìn thấy đang xoay tròn. Mạc Phàm, cậu xem chỗ tôi có gì? Cậu còn muốn ra tay không? Trong mắt Viên Trọng Dương lóe lên tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua ấn ký chỗ mi tâm Viên Trọng Dương và ba hư ảnh ở phía sau ông ta, tươi cười trên khóe miệng biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo. Di Hoa Đại Mộc, bao gồm Tiểu Sơn mà Viên Trọng Dương vừa ngưng tụ ra, Di Hoa Đại Mộc này cũng là một loại thuật pháp trong Càn Khôn Sơn Hải. Tiểu Sơn vừa rồi nhìn như chỉ có một thước, nhưng ít nhất nặng như một đại sơn mấy ngàn thước, chẳng qua sức nặng này được Viên Trọng Dương Di Sơn quyết ngưng tụ lại. Nếu vừa rồi Tiểu Sơn kia bất chợt nổ tung, chỉ trong phút chốc có thể san bằng trong vòng cây số thành bình địa. Di Hoa Đại Mộc này là một loại phương pháp khác, có thể dùng phương pháp di chuyển càn khôn rời thương tổn trên người Viên Trọng Dương đến nơi khác hoặc lên người những người khác. Viên Trọng Dương này nối với Tiểu Tuyết, A Hào và Lưu Nguyệt Như, chỉ cần một chưởng của hắn đánh xuống. Viên Trọng Dương sẽ bị thương, đám Tiểu Tuyết sẽ nhận một chưởng thương tổn phần lớn. Hắn nhíu mày,
một trưởng kia đến trước người Viên Trọng Dương thì dừng lại, Viên Trọng Dương, ông đúng là rất đáng chết. Mạc Phàm trầm giọng nói, từng chữ đều như châu ngọc rơi xuống hầm băng, khiến người ta không rét mà run. Trong đối tượng mà Viên Trọng Dương dùng Di Hoa Đại Mộc không chỉ có người bên cạnh hắn, vậy mà còn có Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết là cháu ngoại của Viên Trọng Dương, ông ta lấy Tiểu Tuyết làm tấm chắn, vậy mà vừa rồi người như vậy luôn miệng nói Tiểu Tuyết là cháu ngoại ông ta. Ở trong mắt Viên Trọng Dương, chỉ sợ Tiểu Tuyết chỉ là công cụ có thể ném bỏ bất cứ lúc nào. Viên Trọng Dương cười lạnh lùng, không thấy có chỗ nào không ổn. Đến tuổi này của ông ta, rất nhiều chuyện sớm đã nhìn thấu, có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Một đứa cháu ngoại mà thôi, chỉ có nửa huyết mạch của Viên gia. Chỉ cần có thể giúp ông ta đạt được thứ cần, chết thì chết đi. Một người ngoài, sao có thể so được với thất hồn quả trong tiên mộ? Đừng nói là người ngoài, nếu như có thể đạt được những thứ này, từ bỏ hậu bối của Viên gia ông ta cũng không nhăn mày. Nói xong, bàn tay ông ta chấn động, một ấn ký hình núi sáng lên trong lòng bàn tay ông ta, tiểu sơn vỡ thành mảnh nhỏ giống như hình ảnh được chiếu bóng, quay về trong tay ông ta lần nữa, nhanh chóng gắn kết thành tiểu sơn ban đầu, đánh về phía ngực Mạc Phàm. Tiểu tử, chết cũng là cậu. Có Di Hoa Đại Mộc, chắc chắn Mạc Phàm không dám đánh trả. Nếu mà đánh trả, ba người mà ông ta tiếp nối sẽ chết trước ông ta, Mạc Phàm không muốn bọn họ chết, thì chỉ có thể gắng gượng. Mạc Phàm như vậy, còn chưa thất bại sao? Vẻ đắc ý xuất hiện trong mắt Viên Trọng Dương. Không ít người ở xung quanh nhíu mày, nhao nhao lộ ra chút bất mãn. Đường đường là thiên sư Hồng Kông, có thể nói là đức cao vọng trọng ở Hồng Kông, vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ như thế, còn dùng cháu ngoại mình làm tấm chắn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thiên sư lại có dáng vẻ này. Nhưng ở đây không có ai dám nói gì. Năm đó khi Lưu Bang bị Hạng Vũ đuổi giết, vì để xe ngựa chạy nhanh hơn một chút, ông ta đã tự mình bỏ lại vợ con, mình thì chạy trốn chết. Được làm vua thua làm giặc, đây là hiện thực. Có khả năng lần này Mạc Phàm sắp xong rồi. Có người lắc đầu, thất vọng nói. Tuy Mạc Phàm cường đại, nhưng cũng có mức độ. Không thể đánh trả thì sẽ thua dưới tay Viên Trọng Dương. Thấy tiểu sơn trong tay Viên Trọng Dương sắp đến trước người Mạc Phàm, ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh. Viên Trọng Dương, Di Hoa Đại Mộc đúng không, tôi bẻ gãy tay anh trước. Bàn tay Mạc Phàm vừa dừng lại trở nên chấn động, lại đánh về tiểu sơn trong tay Viên Trọng Dương. Bùm, tiểu sơn lại vỡ nát theo tiếng. Bàn tay Mạc Phàm không chịu thứ gì ngăn cản, đã đến trước người Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương không chỉ không hoang mang, trái lại bày ra biểu cảm mặc cậu xử trí, hoàn toàn không đi ngăn cản. Mạc Phàm có thể đánh nát tiểu sơn này một vạn lần thì thế nào, không làm ông ta bị thương thì phí công, trừ phi Mạc Phàm muốn đám tiểu tuyết chết. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ba ấn ký trong lòng bàn tay lóe sáng, không do dự đánh về phía tay Viên Trọng Dương. Khi tay hắn vừa đến trên người Viên Trọng Dương, thanh quang trên người Viên Trọng Dương chớp lóe. Nối về phía hư ảnh Lưu Nguyệt Như ở phía sau. Trong biệt thự Viên gia, Lưu Nguyệt Như mới tắm xong, trên thân thể tuyết trắng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, dáng người duyên dáng. Bà đang định giơ tay lấy khăn tay lau mái tóc ướt sũng, bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, tay mới vươn ra, còn chưa lấy được khăn tắm, động tác của bà lập tức dừng lại, khăn tắm rơi từ trên người bà xuống. Không phải cậu bẻ gãy một tay tôi trước, là cậu giết một thuộc hạ của mình trước mới đúng. Viên Trọng Dương cười nói. Ông ta mới nói xong, trên tay kia của Mạc Phàm có một đạo hồng quang lóe lên, bao phủ cả tay ông ta trong đó. Cái tay này đụng tới thanh quang trên người Viên Trọng Dương, trực tiếp xuyên vào bên trong, coi thanh quang như không có gì, không có một chút lực đạo ở trên thanh quang. Sắc mặt Viên Trọng Dương thay đổi, không đợi ông ta phản ứng kịp, một chưởng đánh vào vai Viên Trọng Dương. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Viên Trọng Dương kêu lên đau đớn, máu tươi phun ra, bay về phía sau, bị quăng ngã hơn 10 thước, đập mạnh vào vách tường mới dừng lại. Trên mặt Viên Trọng Dương vốn tràn đầy đắc ý, lập tức thay vào đó là hung ác nham hiểm. Sao lại thế này, sao cậu có thể làm được? Viên Trọng Dương ôm một tay bị gãy, tức giận nói. Di Hoa Đại Mộc của ông ta mặc kệ là công kích vật lý, hay là công kích linh hồn. Đều có thể thông qua thanh quang trên người ông ta truyền tống đến người những người khác. Một chưởng này của Mạc Phàm có thể xuyên qua thanh quang trên người ông ta, đánh thẳng vào ông ta. Thanh quang này nhìn như rất tầm thường,
nhưng lực càn khôn mà ông ta nắm trong tay, cứ thế bị Mạc Phàm tránh thoát dễ dàng như vậy. Hẳn là ông chưa từng nghe nói đến Trích Mộc Di Hoa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong càn khôn sơn hải thuật có Di Hoa Đại Mộc sao hắn có thể không biết, là một loại thường xuyên gặp nhất trong tiểu càn khôn. Nhưng nếu nắm giữ Di Hoa Đại Mộc có thể vô địch khắp thiên hạ, vậy những càn khôn thuật cấp cao, ví dụ như càn khôn thiên cơ tuyệt chẳng phải sẽ nghịch phá thương khung sao, nghĩ đúng là đơn giản. Tuy càn khôn thiên cơ tuyệt quỷ dị khó lường, nhưng không phải là vô địch, càng không nói đến càn khôn sơn hải thuật của Viên Trọng Dương. Trích Mộc Di Hoa này, đó là một loại thuật pháp nghịch chuyển càn khôn. Trích Mộc Di Hoa, đó là gì? Vẻ mặt Viên Trọng Dương ngây ngốc. Ông ta đường đường là thiên sư Hồng Kông, về phương diện thuật pháp không mấy ai so được, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói đến thuật pháp này. Là gì, ông tự mình lĩnh ngộ đi, bẻ gãy cánh tay thứ hai của ông. Mạc Phàm chẳng muốn giải thích, bước một bước đến trước người Viên Trọng Dương. Không có thiên mệnh tuyệt, chỉ có càn khôn sơn hải thuật, Viên Trọng Dương vốn không có lực đánh trả. Mạc Phàm giơ tay nắm lấy một bên vai khác của Viên Trọng Dương, năm ngón tay hơi dùng lực, như kìm thép biến mất vào trong bả vai của Viên Trọng Dương, lực đạo truyền khắp cánh tay ông ta. Răng rác, tay còn lại của Viên Trọng Dương lập tức mềm nhũn như mì sợi, lắc lư trong gió. Trên đỉnh đầu Tống Hồng Sơn, thập vạn bát thiên kiếm lùi về sau, giống như đang nuôi lực. Ngay sau đó, tất cả đều rơi xuống Tống Hồng Sơn đang tuyệt vọng. A, tiếng kêu như giết heo vang lên. Không lâu sau, toàn thân Tống Hồng Sơn đầy vết thương dưới kiếm của Mạc Phàm, không có chỗ nào tốt. Viên Trọng Dương bị Mạc Phàm đánh gãy hai tay, ngay cả dùng Bạch Tiểu Tuyết áp chế cũng không thành công. Xung quanh, mọi người hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt thay đổi. Đây là thực lực của Mạc tiên sinh sao? Từ lúc bắt đầu Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nhìn như chiếm thế thượng phong, thực ra không thể làm gì Mạc Phàm, giống như đứa bé đang đối phó với tông sư võ đạo trưởng thành, nhìn như từng quyền đập vào thịt, nhưng không có bất luận tác dụng gì. Thần cảnh đúng là thần cảnh. Có người nghĩ thầm, tuy Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng không thể phủ nhận thực lực, nếu không sao có thể đánh lui thần cảnh mấy chục năm trước. Chẳng qua Mạc Phàm quá mạnh rồi. Trong mọi người, sắc mặt cha con Tống gia, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm khó coi, cuối cùng không cười nổi, trong mắt đều là không cam lòng. Vừa rồi bọn họ còn chiếm thế thượng phong, lúc này mới qua mấy phút, vậy mà hai vị lão gia tử đều bị thua, dùng hết bản lĩnh cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm nhìn thoáng qua nhau, hai người hiểu ngầm lùi về sau. Tống gia và Viên gia mạo phạm Mạc Phàm. Còn dùng điều kiện để áp chế, hai vị lão gia tử lại không phải đối thủ của Mạc Phàm, lúc này không đi, lát nữa muốn chạy cũng không chạy được. Tuy cha con Tống gia không đi, nhưng vẻ mặt khổ sở, không phải bọn họ không muốn đi, chỉ là nơi này là nhà bọn họ có thể đi đâu. Một tay Mạc Phàm bóp gãy tay Viên Trọng Dương, ngón tay dính máu rút từ trong bả vai Viên Trọng Dương ra. Bây giờ phế đi tu vi của ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt không có chút sắc thái. Mắt Viên Trọng Dương mở to, trong đôi mắt thế sự xoay vần lộ ra hoảng sợ. Mạc Phàm, cậu không thể làm như vậy, cậu biết sư phụ tôi là ai không, cậu dám hủy tu vi của tôi, vậy đợi chết đi, còn nữa tôi là ông ngoại của Tiểu Tuyết, cậu đối xử với tôi như vậy, Mạc gia dạy cậu đối xử với trưởng bối thế à, giáo dưỡng của cậu đâu mất rồi. Viên Trọng Dương chau mày, giận dữ hét. Mạc Phàm lắc đầu. Sắc bén trong mắt không giảm còn tăng. Sư phụ ông thì bảo ông ta tới đây đi, giáo dưỡng của tôi thì không cần tên cầm thú như ông đánh giá, thôi, tôi giết ông cho khỏe, một tay hắn giơ lên, muốn nắm lấy đầu Viên Trọng Dương. Một giọng nói có lực truyền từ phía xa đến. Mạc tiên sinh, mong cậu nể mặt Long Bác tôi, thủ hạ lưu tình. Nghe thấy giọng nói này, mọi người nhíu mày, nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy trên bầu trời phía nam, một bóng dáng như vì sao xẹt qua một đường cong xuống, lập tức bay tới chỗ đám Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông từ xa đã tới trước người bọn họ, giống như máy bay chiến đấu như gió lốc xẹt qua không trung, lúc này mới thổi tới người bọn họ. Rầm, một tiếng thật lớn, ấn ký to lớn trên không hoàn toàn bị nghiền nát, tiêu tán. Người đàn ông rơi vào trong hố sâu, mặt đất trong hố sâu lại nứt ra. Chỉ là lần này không nứt ở giữa. Cả hố sâu đều sụp xuống,
bị nghiền nát không còn dáng vẻ của đấu trường thú, hoàn toàn biến thành một cái hố to bỏ đi. Quầng sáng bên cạnh hố sâu, cũng theo người đàn ông này rơi xuống mà biến mất. Gió lốc như đao thổi bên cạnh mọi người, khiến người ta không chỉ không mở mắt ra được, hô hấp còn vô cùng khó khăn, mãi mới dừng lại. Trong loạn thạch to lớn, một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi đeo găng tay màu trắng, bên trong mặc quân trang màu xanh lục, bên ngoài là áo bành tô, vạt áo không ngừng đong đưa theo gió, bay phấp phới. Thân thể ông ta không tính là cao lớn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp bức khó mà hình dung, giống như nhìn lên đỉnh núi cao. Nhìn thấy người này, sắc mặt mọi người thay đổi. Đó là Long Bác đội trưởng của đội Kiêu Long, người được xưng là trường thành của Hoa Hạ. Có người vô cùng khiếp sợ nói. Bình thường Long Bác không lộ diện, nên không có mấy ai biết ông ta. Nhưng Long Bác tuyệt đối là người cực mạnh trong quân nhân Hoa Hạ, thực lực còn trên Giang Thành trưởng lão Thanh Long Long Tổ. Nghe nói năm đó ông ta từng ngồi một mình trên Sơn Hải Quan, trong tình huống toàn bộ chiến sĩ hy sinh, dựa vào lực lượng của một mình, chắn huyết tộc và lang nhân Hoa Hạ có ý đồ xâm lấn quan ngoại, vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc 7 ngày. Trong 7 ngày này, Long Bác chưa từng nghỉ ngơi, chém hơn nửa những dị tộc này, không có một người chui vào Hoa Hạ, trong số những người bị giết bao gồm thập nhị huyết kỵ sĩ của huyết tộc, cùng với 8 thủ lĩnh của lang nhân. Bởi vì sự kiện này, Long Bác được người ta gọi là trường thành của Hoa Hạ, đều vô cùng nổi tiếng ở trong và ngoài nước, rất nhiều dị tộc nghe mà thay đổi sắc mặt. Quả nhiên Long Bác không phải mạnh bình thường. Có người ngơ ngẩn nói. Long Bác hoành không mà đến, mới xuất hiện đã hủy sạch nơi Viên Trọng Dương dùng Càn Khôn Sơn Hải Thuật và Tống Hồng Sơn dùng Thiên Mệnh Tuyệt xây dựng, đơn giản giống như chọc thủng một tầng giấy. Mạc Phàm ở bên trong một lúc lâu cũng không thể làm đến bước này. Nếu Long Bác ra tay với Mạc Phàm, chưa chắc sẽ yếu hơn cậu ta. Kinh phong vừa dừng lại, mọi người vội vàng nhìn bên trong hố sâu, Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm cũng dừng bước lại. Bỗng nhiên Long Bác tới, không phải được hai lão gia tử mời đến đấy chứ. Trong mắt Hoa Diệp hiện lên chút bất ngờ, bóng dáng lắc lư mấy cái, liền đến phía sau Long Bác. Lão đại, sao ông tới nhanh vậy, còn dùng. Tất nhiên anh ta biết Kiêu Long đang đỗ ở đâu. Dựa theo tốc độ của Long Bác phải một lát nữa mới đến được, Long Bác không chỉ đến trước, còn ra tay ngăn cản Mạc Phàm. Đợi cậu nói cho tôi biết mà đến, chuyện gì cũng muộn rồi. Long Bác cười nói, đi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe thấy giọng Long Bác, nhíu mày, tay đang giơ lên dừng lại. Viên Trọng Dương thấy Mạc Phàm dừng tay, trong mắt lập tức hiện lên chút chờ mong. Long Bác, cứu! Viên Trọng Dương còn chưa nói hết câu. Mạc Phàm đã nắm lấy cổ ông ta, tay khẽ chấn động. Vách tường xung quanh đều bị nghiền nát, Viên Trọng Dương bị ấn tiếp vào trong vách tường. Tôi muốn giết ông, sẽ không có ai cứu được ông đâu. Long Bác đến đây thì thế nào, có thể cứu được bọn họ sao, nghĩ hay quá nhỉ. Nói xong, lúc này Mạc Phàm mới buông tay xoay người lại, nhìn về phía Long Bác. Long tướng quân, như vậy xem như là thủ hạ lưu tình chưa? Cảm ơn Mạc tiên sinh thủ hạ lưu tình. Long Bác cười nói, trên mặt không có chút tức giận. Nếu Mạc Phàm thật sự muốn ra tay, Viên Trọng Dương đã biến thành viên bi rồi. Chỉ ấn Viên Trọng Dương vào trong vách tường, quả thật là hạ thủ lưu tình. Bùm, đất đá văng ra, Viên Trọng Dương tả tơi quần áo đầy vết máu, vô cùng chật vật đi từ trong ra. Long Bác, cậu còn thất thần làm gì, tiểu tử này vốn dĩ không coi trọng cậu, chúng ta cùng đối phó cậu ta. Tuyệt đối có thể giữ cậu ta lại. Thực lực của hai bọn họ quá yếu, nơi này có thể cản trở Mạc Phàm, nhưng không có vũ khí thương tổn được Mạc Phàm. Nếu bọn họ đều là cao thủ thần cảnh, tuyệt đối có thể nghiền áp Mạc Phàm. Hiện giờ Long Bác tới đây, bọn họ đã có lợi khí giết chết Mạc Phàm rồi. Long Bác được gọi là Trường Thành Hoa Hạ, trước đó được gọi là Thần Kiếm Hoa Hạ, thực lực phi phàm, nhất là bản lĩnh giết người càng không giống người thường. Có ông ta và Tống Hồng Sơn hạn chế Mạc Phàm, Long Bác sẽ có cơ hội lớn chế phục Mạc Phàm. Ông cùng phe với bọn họ à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua Long Bác nói. Mạc tiên sinh quá lo rồi, trước đó không lâu tôi có gặp hai vị này, nhưng mà không thân, chỉ hợp tác một chút với bọn họ mà thôi, hơn nữa tôi là quân nhân. Long Bác cười nhạt nói. Vẻ mặt Viên Trọng Dương sửng sốt, gương mặt già nua lập tức nóng rát. Giống như bị người ta tát một cái.
giống như Tiểu Giáp nói với Tiểu Bính Tiểu Ất là anh em của tôi, sau đó Tiểu Ất nói thẳng tôi không quen Tiểu Giáp. Long Bác, cậu! Sao thế, Viên Thiên Sư, ông có gì bất mãn à, nếu là như vậy, vậy tôi mặc kệ chuyện này nhé. Long Bác hơi nhếch miệng cười nói, nhưng không có ý nói đùa. Viên Trọng Dương vừa định nói thì nuốt lời muốn nói xuống, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận phẫn nộ. Nếu Long Bác tới vào lúc này, cậu ta sẽ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc Mạc Phàm sâu xé. Hừ, chúng ta đợi coi. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Long Bác làm như không nghe thấy, một tay ấn lên mặt đất, một trận pháp sáng lên. Âm thanh ù ù vang lên, mặt đất lõm xuống nhanh chóng biến thành mặt phẳng như trước đây, khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu không phải Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn vô cùng chật vật, nơi này giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hố sâu biến mất, một tay Long Bác vươn ra, cách không nắm lấy cha con Tống Thiên Dưỡng, năm ngón tay nắm chặt. Răng rác, tiếng xương gãy vang lên, hai cha con vốn đang đứng lập tức ngã xuống, xương đùi bị bóp nát, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. A, à, chân của tôi! Long Bác, cậu có ý gì đây? Tống Hồng Sơn nhíu mày, tức giận quát. Tống Hồng Sơn, mạo phạm Mạc tiên sinh, tôi làm vậy đã vô cùng lưu tình, nếu ông không muốn Tống gia ông tuyệt hậu, vậy đừng nói chuyện thì hơn. Long Bác hừ lạnh một tiếng nói. Theo ông ta biết, tuy chuyện tối nay là do Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bố trí, nhưng vì hai người này mà ra, tất nhiên không thể bỏ qua như vậy. Tống Hồng Sơn nắm chặt tay vang răng rắc, nhưng không nói nữa. Làm xong những chuyện này, Long Bác đi đến trước người Mạc Phàm, vô cùng khách sáo hỏi. Mạc tiên sinh, tôi đảm bảo sau này không có ai ở Hồng Kông sẽ gây sự với cậu, chuyện tối nay có thể bỏ qua như vậy không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không lập tức trả lời Long Bác, rời mắt nhìn Tống Hồng Sơn. Ông vừa nói nếu tôi không đồng ý, vận thành của Mạc gia sẽ không xuôi gió xuôi nước như vậy nữa đúng không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt Tống Hồng Sơn ngẩn ra, trong mắt lóe lên bối rối. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì à, tự ông xem đi. Một tay Mạc Phàm vươn ra, một ấn ký cơ kiểu chữ triện xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay còn lại của hắn vươn về phía Tống Hồng Sơn, một giọt huyết dịch trên người Tống Hồng Sơn bay ra, bay về phía ấn ký kia. Giọt máu này biến mất vào trong ấn ký, trên ấn ký chớp lóe hồng quang, quang hạt ngũ sắc lập tức bay từ trong cơ thể huyết mạch toàn bộ người Tống ra ra, tụ tập về phía tay Mạc Phàm. Vừa rồi ông ta không biết Mạc Phàm muốn làm gì, bây giờ ông ta đã hiểu rõ, ông ta từng làm chuyện này không ít lần rồi. Mạc Phàm, chúng tôi đã chịu trừng phạt, cậu thu thập Tống ra tôi là có ý gì, làm như vậy là làm trái với thiên đạo đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Tống Hồng Sơn thu thập cơ duyên trong vòng 10 dặm làm tế phẩm, dùng để triệu hoán cửu mệnh, vậy mà không biết xấu hổ nói thu thập cơ duyên là làm trái với thiên đạo. Tôi không những thu thập cơ duyên của Tống gia ông, tôi còn có thể diệt Tống gia ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Hồng Sơn nhíu mày, quả đấm nắm chặt lại, không dám nói gì nữa. Quả thật hiện giờ Mạc Phàm không những có thể thu thập cơ duyên nhà bọn họ, cũng có thể giết chết bọn họ. Nếu Mạc Phàm thích làm như vậy thì để cậu ta làm đi, không cần phải đôi co với Mạc Phàm làm gì. Cơ duyên của Tống gia bị Mạc Phàm rút đi, ông ta có thể lấy từ người những người khác. Chỉ trong phút chốc, một tiểu cầu ngũ sắc cỡ quả đấm xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Hắn không thu những cơ duyên này, trái lại năm ngón tay nắm chặt, tiểu cầu ngũ sắc lập tức biến mất vào bên trong ấn ký trong tay hắn. Theo tiểu cầu ngũ sắc biến mất, chữ cơ trong tay Mạc Phàm lập tức thay đổi, hóa thành một chữ phong. Tay còn lại của Mạc Phàm kéo về sau, trên người Tống Hồng Sơn căng thẳng, không có bất luận đường sống phản kháng gì bay đến trước người hắn. Tay có ấn ký trực tiếp khắc vào trán Tống Hồng Sơn, đường vân bảy màu lan từ trán Tống Hồng Sơn ra toàn thân. Rõ ràng là khắc lên trán Tống Hồng Sơn, nhưng tất cả người Tống ra cùng xuất hiện đường vân tương tự. Mạc Phàm, cậu dám phong cơ duyên của Tống ra tôi, nhanh buông tay ra, Long Bác, cậu còn thất thần làm gì, cậu đã quên hiệp nghị giữa chúng ta sao? Sắc mặt Tống Hồng Sơn thay đổi, tức giận thét lên. Tuy ông ta chưa từng thấy thuật pháp mà Mạc Phàm sử dụng, nhưng ông ta có thể cảm nhận được cơ duyên trong cơ thể ông ta đang bị phong lại. Cho dù ông ta dùng thiên mệnh tuyệt lấy cơ duyên của những người khác, sau khi cơ duyên của Tống gia bị Mạc Phàm rút đi, không thể nào gia tăng được.
Sở dĩ Tống gia bọn họ có được thành tích như ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào thiên mệnh tuyệt thu thập cơ duyên, không có nhiều cơ duyên như vậy, truyền kỳ sẽ mất đi. Như vậy không phải Mạc gia sẽ không xuôi gió xuôi nước, suy tàn chỉ là Tống gia bọn họ. Tôi đã làm xong hiệp nghị giữa chúng ta rồi, nếu không ông đã không có biện pháp nói chuyện với tôi. Long Bác không có ý ra tay, lạnh lùng nói. Hai nhà viên, Tống bảo Mạc Phàm làm nô, giống như một người bình thường muốn nô dịch đế vương cổ đại, không phải ông ta ra mặt, Tống Hồng Sơn đã chết rồi. Coi như các cậu ngoan độc, món nợ này sẽ không chỉ như vậy thôi đâu. Tống Hồng Sơn chậm rãi đứng dậy, không cam lòng quát. Bọn họ vốn định nô địch Mạc Phàm, để Mạc Phàm hái thất hồn quả cho bọn họ, ai biết không chỉ không nô dịch Mạc Phàm được, trái lại cơ duyên của Tống gia còn bị phong lại. Từ khi ông ta đắc đạo tới nay, Tống gia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Mạc Phàm không thèm để ý, mãi đến khi Đường Vân Ngũ Sắc che kín lại Tống Hồng Sơn, hắn ném Tống Hồng Sơn sang một bên, giống như ném con chó chết. Muốn tính sổ cũng được, lần này có Long Bác ở đây, lần sau không có Long Bác nữa, Tống gia sẽ không còn tồn tại. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn không biết Long Bác có hiệp nghị gì với Tống Hồng Sơn, nhưng lần trước hắn ở Chúng Thần Sơn là Long Bác kêu Long hộ pháp cho hắn, nếu Long Bác đến đây, hắn sẽ nể mặt Long Bác. Nếu không hắn nhất định sẽ diệt Tống gia. Nói xong hắn nhấc chân đi đến bên cạnh Viên Trọng Dương. Hai tay và hai chân Viên Trọng Dương bị Mạc Phàm đánh gãy, lúc này được Viên Cự Môn và Viên Thiên Tâm đỡ, thấy Mạc Phàm đi tới, trên mặt bọn họ đều lộ ra kiêng kỵ. Mạc Phàm phong cơ duyên của Tống gia, rõ ràng là chưa thỏa mãn với trừng phạt của Long Bác, đây là muốn ra tay với bọn họ. Mạc Phàm, tôi là ông ngoại của Tiểu Tuyết, cậu muốn làm gì? Viên Trọng Dương nhíu mày nói. Viên Trọng Dương, ông tin vào số mệnh không? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Cậu có ý gì? Viên Trọng Dương nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Long Bác, hai bọn họ có một người còn sống là được rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Hắn không biết vì sao Long Bác lại bảo vệ bọn họ, nhưng hẳn là liên quan đến lực càn khôn, thiên mệnh trên Hồng Kông. Nếu hai người đều chết hết, lực lượng này sẽ mất đi, chỉ sợ Long Bác không muốn như vậy, dù sao lực lượng này rất đáng quý, nhưng biến mất sẽ khó lấy lại. Được, Mạc tiên sinh. Long Bác gật đầu nói. Được rồi. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Viên Trọng Dương. Ông lấy người bên cạnh tôi làm áp chế, tôi không thể tha cho ông, nhưng nếu Long Bác ra mặt, tôi có pháp thuật có thể giết ông, cũng có thể phong tu vi của ông, hoặc không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc sẽ thế nào, phải dựa vào số mệnh rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy mà Viên Trọng Dương lấy số mệnh của đám Tiểu Tuyết làm tấm chắn, cho dù ông ta là ông ngoại của Tiểu Tuyết, cũng không thể tha thứ, huống chi Viên Trọng Dương không xứng làm ông ngoại của Tiểu Tuyết. Không, Mạc Phàm, Mạc tiên sinh, cậu không thể như vậy. Viên Trọng Dương mở to mắt, vội vàng kêu lên. Ông ta chỉ có 1/3 khả năng bình an vô sự, xác suất này quá nhỏ rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ngón tay khẽ điểm về phía Viên Trọng Dương, một đạo kiếm quang khắc đầy phù văn bay từ trong ngón tay hắn ra, trong chớp mắt đã đâm vào mi tâm Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, giống như bị con kiến cắn một cái, quang mang màu đỏ, màu vàng, màu lam xuất hiện từng cái lại tắt trên mặt Viên Trọng Dương. Vẻ mặt Viên Trọng Dương sửng sốt, vội vàng kiểm tra thân thể mình, trái tim treo cao buông lỏng hơn, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Ông ta còn chưa chết, tu vi trong cơ thể cũng chưa bị phong lại như Mạc Phàm nói, rõ ràng là ông ta gặp khả năng thứ ba. Mạc Phàm, xem ra vận khí của tôi rất tốt, tôi gặp được kết quả tốt nhất, hẳn là cậu sẽ không ra tay nữa đúng không? Viên Trọng Dương cười đắc ý nói. Tôi sẽ không ra tay nữa, nhưng vận khí của ông tốt thật sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa mới nói xong, một vùng màu lam xuất hiện trên mặt Viên Trọng Dương. Tươi cười trên mặt Viên Trọng Dương lập tức cứng đờ. Càn khôn chi thuật của tôi, tiểu tử, cậu phong càn khôn chi thuật của tôi. Càn khôn chi thuật là lực lượng ông ta kiêu ngạo nhất, nhưng bị phong lại. Xung quanh hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn bóng dáng Mạc Phàm chỉ còn lại kính sợ. Đường đường là truyền kỳ Tống gia, thiên sư Viên gia Hồng Kông, một người bị phong ấn cơ duyên, một người bị phong ấn càn khôn chi thuật, đơn giản là đắc tội Mạc gia. Chuyện này. Nửa tiếng sau, bên trong phòng khách Tống gia. Mạc tiên sinh, mời đi bên này.
Long Bác làm tư thế mời Mạc Phàm đến ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Mạc Phàm mới ngồi xuống, trong mắt Long Bác chấp lóe kim quang, một kết giới được bày ra, bao cả căn phòng lại. Mạc Phàm nhìn kết giới Long Bác bày ra, nhíu mày, cũng không để ở trong lòng, trái lại thêm một tầng trên kết giới của Long Bác. Long Bác bày kết giới, vẫn có khả năng khiến người ta nghe được bọn họ nói chuyện. Cộng thêm tầng kết giới này của hắn, trừ phi là cao thủ cấp Nguyên Anh muốn biết cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nếu không thì không có khả năng. Nếu là cao thủ cấp Nguyên Anh, thì không cần phải nghe lén. Long tướng quân, bây giờ ông có thể nói nguyên nhân ông dùng ngự không thuật truyền tống đến đây chưa? Ngự không thuật là một loại thuật pháp trung cấp, chỉ cần có tọa độ, thì có thể tới tọa độ chỉ định trong thời gian ngắn, tốc độ rất nhanh. Nhưng loại thuật pháp này tiêu hao quá lớn, lại yêu cầu cao với thân thể, thực lực người thi triển không đủ chết ở nửa đường cũng không ít. Hơn nữa sau khi thi triển, chỉ sợ phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Long Bác từ Nam Hải, không tiếc dùng ngự không thuật tới ngăn cản, chắc chắn là có nguyên nhân, Hoa Diệp cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên tò mò. Anh ta vốn nói Long Bác tới cứu Mạc Phàm, Long Bác tới đây lại cứu Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, hơn nữa hình như Long Bác còn có hiệp nghị đặc biệt với bọn họ. Cho dù tôi không nói, Mạc Tiên Sinh cũng đoán được gần hết rồi. Trong mắt Long Bác lóe lên chút tinh quang, cười nói. Trừ Càn Khôn và cơ duyên khắp Hồng Kông trên người bọn họ ra, hẳn là tiên mộ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ở đây, ngoại trừ hắn ra, cao thủ thần cảnh khác muốn đi vào Hồng Kông đều phải luôn suy xét. Dù sao Càn Khôn Sơn Hải Thuật và Thiên Mệnh Tuyệt là hai loại thuật pháp vừa quỷ dị lại lợi hại, cho dù hai người là tiên thiên tông sư, cũng có thể chống lại cao thủ thần cảnh. Chỉ cần một người không chết, Kiêu Long không quan tâm có người gây chuyện ở Hồng Kông. Nhưng đây chỉ là một trong số đó. Tuy hai người ở Hồng Kông khiến Kiêu Long bớt đi một chuyện, cũng chỉ là thêm một khu đất đi thăm dò khác với một khu đất để người khác đi thăm dò miễn phí. Cho dù không có Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, Kiêu Long chỉ thêm một nhiệm vụ, không đến mức Long Bác nhất định phải cứu hai người. Trừ chuyện đó ra, chỉ còn lại thiên mộ. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn có vẻ hiểu rất rõ về thiên mộ, có thể khiến Long Bác làm hiệp nghị với bọn họ chỉ có thể là tin tức về thiên mộ. Mạc Tiên Sinh đoán không sai, theo tôi được biết hẳn là không ai hiểu rõ về thiên mộ hơn hai người kia. Long Bác không giấu giếm, nói thẳng ra. Sao có chuyện này được, ở cửa thiên mộ có Vạn Diệt Lao Lung, chân long đều bị trấn áp, hai bọn họ còn chưa tới thần cảnh, sao có thể hiểu biết về thiên mộ nhiều như thế? Hoa Diệp cảm thấy khó hiểu nói. Nếu có thể đi vào thiên mộ, sẽ không đợi đến bây giờ nhiều người mới ra tay. Không nhất định không thể đi vào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất luận là trận pháp gì đều có quy tắc này có thể hạn chế một số lượng lớn người ra vào, nhưng tất cả quy tắc đều có lỗ hổng có thể xuyên vào, đại môn tiên mộ không thể đi vào, nhưng không phải mọi nơi đều không thể đi vào, luôn luôn có nhược điểm của nó. Chỉ cần tìm được những nhược điểm này, không khó để đi vào. Mạc Tiên Sinh nói không sai, không biết Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn tìm được một cuốn sách về cửu u tử từ đâu, thực sự có phương pháp để bọn họ tiến vào tiên mộ, nhưng có thể thông qua những người này truyền tống tin tức ra, chẳng qua tất cả những người đi vào đều không thể đi ra. Long Bác giải thích, cho dù phương pháp này có tai hại, nhưng khiến Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn có thể biết một chút về tiên mộ. Những tin tức này còn nhiều hơn Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị phát hiện, cho dù là ai đạt được đều có khả năng chiếm ưu thế trong tiên mộ. Nếu bí cảnh khác mở ra, có khả năng Kiêu Long bọn họ sẽ không thèm nhìn một cái, nhưng tiên mộ là nơi có khả năng đột phá đến thần cảnh, một phủ đệ tiên gia chưa bao giờ được mở ra, liên quan rất lớn. Hiện giờ đã có nhiều cao thủ đợi quanh tiên mộ, trong đó có không ít cao thủ lánh đời, chỉ cần Mạc Phàm vừa mở tiên mộ, bọn họ sẽ xông vào. Nếu nổ bên trong bị cao thủ chính đạo Hoa Hạ đạt được thì không sao, nếu là cao thủ tà đạo hay cao thủ ngoại quốc, vậy sẽ phiền phức lớn. Hơn nữa những thứ ở bên trong tiên mộ, không phải chỉ đơn giản là tạo ra một cao thủ thần cảnh. Bên trong còn có một số thứ khác, Kiêu Long nhất định phải đạt được, hay là nói Hoa Hạ nhất định phải tự mình nắm trong tay, đây là nguyên nhân ông ta không tiếc ra mặt. Chẳng trách Viên gia và Tống gia biết nhiều về tiên mộ như thế. Mạc Phàm nói, tôi đạt thành hiệp nghị với bọn họ là bọn họ sẽ cung cấp thông tin về tiên mộ khi tiên mộ mở ra, tôi bảo vệ hai nhà không bị diệt sạch.
bây giờ rất nhiều chuyện về tiên mộ đã không khống chế được, nếu Viên gia và Tống gia cũng không khống chế được, có khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên lúc này tôi mới ngăn cản Mạc tiên sinh, mong Mạc tiên sinh có thể hiểu cho. Long Bác giải thích, ông ta đường đường là Trường Thành Hoa Hạ tướng quân của Kiêu Long, nếu để người ta nhìn thấy ông ta nói chuyện với một người trẻ tuổi như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta khiếp sợ. Phải biết rằng Kiêu Long có nhiệm vụ hết sức quan trọng ở Hoa Hạ, cho dù là trước mặt cảng thủ Hồng Kông, ông ta cũng không cần phải cười nịnh nọt. Chuyện này thì không sao, nhưng chuyện ông nói không thể khống chế là gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Mạc tiên sinh đến Vân Châu thì biết, chuyện này đã không đơn giản như vậy, nếu có thể, hy vọng Mạc tiên sinh cố gắng khống chế để ít người vào tiên mộ thôi, hiện giờ có nhiều người muốn tiến vào thần cảnh lắm. Sắc mặt Long Bác khẽ đổi, nghiêm túc nói. Mạc Phàm xuất hiện khiến mọi người thấy được cường đại và đáng sợ của thần cảnh. Mạc Phàm hiện giờ còn mạnh hơn vũ khí tiên tiến của một quốc gia, chắc chắn chuyện này sẽ khiến rất nhiều quốc gia đối địch tập hợp lực lượng nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến. Cho nên tin tức tiên mộ vừa lan truyền ra, gần như toàn bộ thế giới đều oanh động. Bọn họ vốn có nhiệm vụ phải đi nước ngoài trước, hiện giờ không thể không đỗ lại ở gần Hồng Kông, giải quyết vấn đề tiên mộ. Mạc Phàm lại phong tu vi của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, tuy hiện giờ hai người không làm được gì, trong tiên mộ cũng không biết sẽ thế nào. Tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng. Mạc Phàm gật đầu. Chuyện tiên mộ hắn đã đồng ý với Giang Thành, cho dù Long Bác không đến, hắn vẫn cố gắng tránh để nhiều người tiến vào. Trừ chuyện đó ra, nếu sau này Mạc tiên sinh có gặp một người tên là Quỷ Thần Tử, nhất định phải cẩn thận. Long Bác dặn dò. Quỷ Thần Tử, ông ta là ai? Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, hỏi. Một người có thể khiến Long Bác thận trọng như vậy, hẳn là không đơn giản. Ông ta là sư phụ của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Trong mắt Long Bác hiện lên vẻ nghiêm trọng nói. Sư phụ của hai bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không để ở trong lòng. Khi hắn đánh với Viên Trọng Dương đã từng nhắc tới sư phụ ông ta. Nếu sư phụ của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn đến báo thù, vậy thì đến đây đi, ra tay giải quyết là được. Long Bác và Hoa Diệp nhướn mày, nhìn thoáng qua nhau. Mạc Phàm thấy biểu cảm này của hai người, nhướn mày. Sư phụ của Viên Trọng Dương, Quỷ Thần Tử này không tầm thường sao? Mạc tiên sinh, cậu biết bao nhiêu về Quỷ Cốc Tử? Hoa Diệp không đáp hỏi ngược lại. Quỷ Thần Tử này có quan hệ gì với Quỷ Cốc Tử? Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên dị sắc. Kiếp trước hắn rất thích đọc sách sử, nhất là sách về những nhân vật truyền kỳ, Quỷ Cốc Tử là một trong số đó. Quỷ Cốc Tử là một nhân vật thần kỳ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nghe nói ông ta không chỉ có tu vi thông thiên triệt địa, trí tuệ cũng siêu phàm chắc tuyệt, con người không thể theo kịp. Minh Pháp gia tôn ông ta là thánh nhân, Tung Hoành gia tôn ông ta là thủy tổ, thầy tướng số bói toán tôn ông ta là tổ sư gia, mưu lược gia tôn ông ta là mưu thánh, danh gia tôn ông ta là sư tổ, đạo giáo tôn ông ta là vương thiện lão tổ, có được nhiều danh hiệu như vậy, đủ để thấy Quỷ Cốc Tử thần kỳ thế nào. Không chỉ có vậy, Quỷ Cốc Tử lợi hại còn chưa tính, sáu đồ đệ được ông ta dạy dỗ cũng đều có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Sáu người này theo thứ tự là Tô Tần hợp nhất sáu nước, Trương Nghi khiến sáu nước tan hợp lại, Tôn Bân vây Ngụy cứu Triệu, Bàng Quyên đại tướng nổi tướng của Ngụy quốc, Mao Toại tự đề cử mình tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà Mạnh Dạn tự tiến cử. Dựa theo tích, khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên quân mới thu được thành công như ý muốn từ Phúc Đông Độ Nhật Quốc. Quỷ Thần Tử này chỉ khác Quỷ Cốc Tử một chữ, khả năng có quan hệ rất lớn. Quỷ Thần Tử này có phải là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử hay không thì không ai biết, nhưng Quỷ Thần Tử là xuất hiện từ Quỷ Cốc của Quỷ Cốc Tử năm đó, tuy không thể so được với Quỷ Cốc Tử, nhưng cũng là một kỳ nhân. Long Bác giải thích. Khi nói chuyện, trong mắt hiện lên kiêng kỵ. Kỳ nhân, kỳ pháp thì thế nào, còn kỳ lạ hơn Long tướng quân sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Long Bác cũng là một kỳ nhân, người khác không nhìn ra vì sao Long Bác lại mạnh như vậy, nhưng hắn thấy rất rõ. Bởi vì trí nhớ kiếp trước sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ lúc tiến vào luân hồi, cho nên đa số mọi người chỉ có hồn phách một đời. Có một số người linh tính cường một chút sẽ giữ lại một chút hồn phách đời trước.
ngẫu nhiên những người này nhìn thấy những thứ gì chưa từng thấy thì lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, chính vì như vậy, những hồn phách này được bảo lưu lại gọi là hồn cường giả. Những người có thể giữ lại hồn cường giả một đời, cũng là người tuyệt đỉnh. Trên người Long Bác có 9 hồn cường giả, mà 9 loại khí tức này đều rất đầy đủ, có 4 loại khí tức đều đã ở trạng thái thức tỉnh, nhưng hợp lại khí tức của bản thân Long Bác sẽ càng tăng sức mạnh. Hồn cường giả quá nhiều, đa số không phải chuyện tốt với mọi người, bởi vì hồn cường giả mạnh sẽ cướp quyền khống chế thân thể, lúc này dẫn tới tinh thần phân liệt, thậm chí là nhân cách sụp đổ. Khi ở tu chân giới, hắn từng chữa trị cho không ít người bệnh. 5 hồn trên người còn có thể sống tốt, vô cùng hiếm thấy. Có thể sống sót, tuyệt đối là kỳ nhân khó lường. Chuyện gì cũng không thể tránh khỏi mắt Mạc tiên sinh, nhưng tôi còn kém xa quỷ thần tử. Quỷ thần tử ra khỏi quỷ cốc khi chỉ có 8 tuổi, lúc Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bái quỷ thần tử làm vi sư, quỷ thần tử chỉ xuất thế 7 ngày. Long Bác cười xấu hổ nói. Lúc đó Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bao nhiêu tuổi? Trước đó Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn rất có danh tiếng ở Hồng Kông, hai người đều hơn 30 tuổi. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, lộ ra chút hứng thú. Hai người 30 tuổi lại bái một đứa bé 8 tuổi làm vi sư. Hơn nữa chỉ cần 7 ngày, quả thật quỷ thần tử này không đơn giản. Quỷ thần tử này được cho là một kỳ nhân, nếu gặp được ông ta, tôi sẽ cẩn thận chút. Mạc Phàm gật đầu nói. Quỷ thần tử có thể khiến Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn nắm giữ lực càn khôn và cơ duyên của Hồng Kông, đã vô cùng đơn giản, hắn không ngờ làm những chuyện này là một đứa bé 8 tuổi. Đã nhiều năm rồi quỷ thần tử không xuất hiện, có khả năng không còn ở thế giới này, Mạc tiên sinh lưu ý thì tốt hơn. Mong Mạc tiên sinh nhận lấy thứ này, nếu sau này Mạc tiên sinh không ở Giang Nam, thứ này có thể bảo vệ an toàn của Mạc gia. Long Bác lấy một tiểu cầu to bằng nắm tay ra, đưa cho Mạc Phàm. Viên cầu này trong suốt, ở mặt ngoài khắc đầy hoa văn thanh thủy vân thiên. Giữa viên cầu, dưới dáng mây 7 màu là một hư ảnh tòa thành phố trôi nổi trong đó. Mạc Phàm nhìn thấy viên cầu này, trong mắt hơi híp lại, lam quang xuất hiện trong mắt hắn, dị sắc xuất hiện. Ý niệm của hắn vừa động, từng phiến hỏa hoa dày đặc xuất hiện trên bầu trời trong quả cầu. Giang Nam Sơn Hải Khư. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên vui mừng, nói. Hắn có 7 thiên hỏa đại trận ở Giang Nam, thiên hỏa đại trận lại có thể nhìn thấy thông qua viên cầu này. Hơn nữa trong viên cầu này có lực Sơn Hải, hơn phân nửa là có Giang Nam Sơn Hải Khư có thể nắm trong tay. Không sai, có kẻ ném thứ này xuống biển, không lâu trước đây. May mà được Kiêu Long chúng tôi vớt lên. Kiêu Long nói. Ông chắc chắn muốn tặng tôi thứ này à? Mạc Phàm xác nhận lại. Thiên hỏa đại trận sẽ chủ động tấn công người xâm nhập Giang Nam, nhưng thiên hỏa tiêu hao hết một ngày, lực thủ hộ cũng có hạn. Nhưng chỉ cần Giang Nam ở đây, lực Sơn Hải ở Giang Nam đều là vô hạn, có Sơn Hải Khư, Giang Nam mới được xem là nằm trong tay Mạc gia bọn họ, Giang Nam cũng càng an toàn hơn. Nếu Mạc tiên sinh thích, hoàn toàn có thể lấy đi, đây coi như là khiêm lễ chúng tôi chuẩn bị vì Long Tổ. Long Tổ bị Long Hoa Hội châm ngòi một chút, đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Mạc Phàm. Mạc Phàm là cao thủ thần cảnh, có tầm quan trọng rất lớn ở Hoa Hạ, nếu Giang Nam Sơn Hải Khư có thể sửa chữa quan hệ với Mạc Phàm, quá tốt. Tôi sẽ nhận thứ này, các ông cần thứ gì trong tiên mộ, chỉ cần không phải là thất hồn quả, tôi sẽ lấy giúp các ông. Mạc Phàm nhận lấy Sơn Hải Khư, nói thẳng. Long Bác coi trọng tiên mộ như vậy, chắc chắn có thứ cần tìm ở bên trong. Chỉ cần không xung đột với hắn, nể mặt Sơn Hải Khư, hắn không ngại lấy giúp Long Bác. Nếu có thể, hy vọng Mạc tiên sinh có thể lấy một thứ tên là Ma Hồn Thảo ở bên trong ra. Ma Hồn Thảo, đây là thứ chữa trị huyết thần độc, các ông cần thứ này làm gì, chẳng lẽ? Mạc Phàm khẽ nâng mày, hỏi. Loại cỏ này có rất nhiều ở minh giới, chủ yếu là dùng để chữa trị huyết thần độc. Là một trong những loại thuốc rất quan trọng. Sau khi chuyện này và chuyện tiên mộ được giải quyết, chúng tôi sẽ nói rõ với Mạc tiên sinh, còn chuyện tiên mộ xảy ra biến hóa gì, Mạc tiên sinh quay về Giang Nam thì biết. Mạc Phàm thấy Long Bác không chịu nói, cũng không cưỡng cầu, cất Sơn Hải Khư đi. Hai người nói chuyện một lát, lúc này Mạc Phàm mới dẫn Tiểu Tuyết rời khỏi biệt thự Tống gia. Lúc Mạc Phàm rời đi với Tiểu Tuyết, ở tầng cao nhất biệt thự Tống gia, trong một phòng khách xa hoa. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng lưng hai người rời đi,
sắc bén trong mắt như lợi kiếm hàn băng, ước gì có thể vạn tên xuyên tim Mạc Phàm. Hàn ý bức người khiến thân thể y tá xinh đẹp ở xung quanh đang bôi linh dược cho hai người không ngừng run rẩy. Mãi đến khi Mạc Phàm và Tiểu Tuyết biến mất trong tầm mắt của bọn họ, hai người vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Rất lâu sau, Tống Hồng Sơn bưng một ly rượu mạnh trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Sư huynh, chúng ta còn cần đến tiên mộ không? Ván cờ bọn họ tự tay bày ra, đừng nói là nô dịch Mạc Phàm, ngay cả tư cách tiến vào tiên mộ cũng không có, thực lực trên người còn bị Mạc Phàm phong ấn. Với trạng thái này của bọn họ đi vào tiên mộ, hẳn là đi vào không thành vấn đề, nhưng thực lực không khác tiên thiên đỉnh phong bình thường, đi vào cũng chưa chắc đã lấy được thất hồn quả. Đi, đương nhiên phải đi. Viên Trọng Dương nheo mắt lại, trầm giọng nói. Tuổi thọ của tiên thiên tông sư dài hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không quá nhiều, hai bọn họ đều hơn trăm tuổi rồi, nếu không phải còn tu vi trên người, đã sớm một mạng quy thiên rồi. Thất hồn quả này là hy vọng duy nhất của bọn họ, bỏ lỡ chẳng khác nào vô duyên với tiên lộ. Chẳng lẽ ông muốn từ bỏ, sư đệ? Tôi ước gì có thể băm tên tiểu tử kia ra vạn đoạn. Tống Hồng Sơn hung dữ nói. Nếu luận về tổn thất, Tống gia tổn thất nhiều nhất. Viên gia chỉ có Viên Trọng Dương bị gãy tứ chi, Tống gia bọn họ bị phế ba đời. Nhưng mà chúng ta như vậy mà đi tiên mộ sao? Tống Hồng Sơn nói một nửa thì dừng lại. Không có càn khôn chi thuật, cũng không có cơ duyên che chở, bọn họ đến đó cũng chỉ bị ngược, có khả năng còn chết ở bên trong. Trong tiên mộ có rất nhiều cơ quan, người bọn họ ném vào có càn khôn và cơ duyên, cũng là cửu tử nhất định. Chắc chắn chúng ta không đi được. Lão nhân gia sư phụ hẳn là sắp xuất quan rồi. Viên Trọng Dương nhìn thoáng qua phía Vân Châu, trong mắt hiện lên sùng kính, hỏi. Lão nhân gia sư phụ sẽ xuất quan gần đây, nhưng lúc sư phụ xuất quan, tiên mộ đã đóng rồi. Tống Hồng Sơn cảm thấy khó hiểu nói. Cách tiên mộ mở chỉ còn 1-2 ngày, chỉ mở gần 5 ngày. Nếu tiên mộ mở muộn vài ngày, bọn họ hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, chỉ cần mời sư phụ bọn họ ra. Sẽ không tới lượt Mạc Phàm diễu võ Dương Oai ở Hồng Kông. Nhưng mà hiện giờ đợi sư phụ bọn họ xuất quan, Mạc Phàm đã lấy thất hồn thụ. Sư đệ, ông quên tiểu tử kia dùng thất hồn quả làm gì sao? Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, cười âm hiểm nói. Dùng để cứu nha đầu chết tiệt dạ ra kia, chuyện này có quan hệ gì? Tống Hồng Sơn hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu nói. Đường đường là thất hồn quả. Vậy mà Mạc Phàm dùng để bổ sung hồn phách cho một tiểu nha đầu, quả thực đúng là phí của trời. Nếu là vậy, chỉ cần chúng ta ngăn Mạc Phàm khi Mạc Phàm đang trên đường quay về Giang Nam là được, không cần chúng ta mạo hiểm vào tiên mộ, có sư phụ ra tay, không phải thất hồn quả sẽ là của chúng ta sao? Viên Trọng Dương khẽ nhướng mày, cười nói. Lúc sư phụ ông ta xuất quan vừa vặn lúc tiên mộ đóng lại, cho dù là ai lấy thất hồn quả, chỉ cần sư phụ bọn họ chịu ra tay. Với thực lực của sư phụ bọn họ, đều có thể lấy được thất hồn quả dễ dàng. Nghe Viên Trọng Dương nói vậy, trước mắt Tống Hồng Sơn sáng lên, tươi cười xuất hiện trên khóe miệng ông ta. Chúng ta đi nghênh đón sư phụ xuất quan, sư phụ không chỉ ra tay đối phó Mạc Phàm, còn có thể giải trừ phong ấn tên tiểu tử kia để lại, đến lúc đó Tống gia tôi vẫn là Tống gia, Viên gia ông vẫn là Viên gia. Không sai, nhưng còn có một chuyện, chỉ cần chúng ta nói cho sư phụ. Chắc chắn sư phụ sẽ không từ chối ra tay. Viên Trọng Dương thần bí nói. Chuyện gì? Ông đã quên sư phụ bảo chúng ta tìm hai thứ, linh lung huyết và thiên tiên huyết à, chúng ta còn chưa tìm được hai thứ này. Ý của ông là trên người tiểu tử Mạc Phàm có một trong hai thứ này sao? Tống Hồng Sơn nhướng mày, kinh ngạc vui mừng nói. Linh lung huyết là máu trong tim của người có được linh lung thất khiếu tâm. Trong lịch sử chỉ có Thương Trụ ở thời nhà Thương có được linh lung thất khiếu tâm. Thiên tiên huyết là một giọt tinh huyết trên người thiên tiên thể, đến nay còn chưa được ghi lại. Tiểu tử kia tự xưng mình còn cao cấp hơn trích tiên ở chúng thần sơn, ông cảm thấy khả năng máu trên người cậu ta là thiên tiên huyết lớn bao nhiêu. Cho dù không phải, chắc chắn sư phụ cũng tới tìm Mạc Phàm nghiệm chứng, sư phụ rất coi trọng thứ đó, trước khi bế quan còn luôn bảo tôi dành thời gian tìm kiếm. Với tính cách của tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó tất nhiên sư phụ sẽ. Tống Hồng Sơn cười nói, lửa giận trong lòng mất đi hơn nửa. Chuyện một mũi tên trúng ba con chim như vậy, chỉ nghĩ thôi đã vô cùng vui vẻ, không sai. Viên Trọng Dương cười gật đầu.
Nếu không là bọn họ coi trọng Mạc Phàm quá rồi, bọn họ hoàn toàn có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đợi Mạc Phàm lấy được thất hồn quả, bảo sư phụ bọn họ rời núi ra tay là được. Bên phía Long Bác thì sao, tên tiểu nhân hèn hạ này muốn biết tin tức về tiên mộ từ chỗ chúng ta, mà lại không muốn đắc tội Mạc Phàm, nếu không phải sư huynh mạng lớn, thiếu chút nữa đã chết trên tay Mạc Phàm rồi, thù này cũng không thể không báo. Ánh mắt Tống Hồng Sơn phát lạnh, nói. Ông yên tâm đi, thù này tôi chắc chắn sẽ báo. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói, âm độc xuất hiện trong mắt ông ta. Long Bác không chỉ không giữ chữ tín, còn làm hai nhà bọn họ mất mặt, không cần Tống Hồng Sơn nói, ông ta cũng khiến Long Bác phải trả giá thật lớn. Sư huynh chuẩn bị làm thế nào đây, Long Bác là tướng quân của Kiêu Long, chúng ta cũng không thể làm quá rõ chuyện này được. Tống Hồng Sơn lo lắng nói. Long Bác là đại lão của quân đội, nếu bọn họ làm quá rõ, sau này bọn họ sẽ không có chỗ dung thân ở Hồng Kông. Ha ha, chuyện này tôi tự có chủ trương, không phải Long Bác muốn chúng ta thu thập thông tin sao, cho cậu ta một phần, nhưng trong đó thật giả khó phân biệt. Viên Trọng Dương cười mỉm nói. Bọn họ điều tra được không ít thông tin về bảo vật trong tiên mộ, cũng có không ít nguy hiểm. Trước khi ông ta đạt thành hiệp nghị với Long Bác, cũng có nói trước, những thông tin mà bọn họ biết chưa chắc đã chính xác hoàn toàn, còn có nguy hiểm nhất định. Long Bác vô tình với bọn họ, vậy đừng trách bọn họ vô nghĩa. Chỉ cần bọn họ hơi sửa thông tin một chút, tất nhiên sẽ quên đi một số điểm quan trọng, người của Kiêu Long đợi chết đi. Không chỉ Kiêu Long, tên tiểu tử Mạc Phàm kia cũng đừng nghĩ đến chuyện thoải mái khi ở trong tiên mộ, ông lập tức phái người gửi tin cho những lão quái vật đang mắc kẹt ở trước cửa thần cảnh. Nói là thất hồn quả có thể đột phá thần cảnh, Mạc Phàm muốn độc chiếm thất hồn quả này, vì chữa bệnh cho một tiểu nha đầu. Viên Trọng Dương cười âm hiểm nói. Sư huynh anh minh, tôi lập tức đi làm. Tống Hồng Sơn cười đắc ý, khói mù trên mặt mất đi, giống như nhìn thấy Mạc Phàm bị kẻ địch bao vây tứ phía trong tiên mộ, sau khi ra ngoài sẽ làm giá y cho bọn họ. Hai ngày sau, sân bay Giang Nam, đám Mạc Phàm và Tiểu Tuyết xuống máy bay. Ngồi trên một chiếc xe mobile hôm quay về trang viên Mạc gia. Bởi vì Mạc Phàm phong càn khôn chi thuật của Viên Trọng Dương, cho nên Viên gia không còn cứng rắn như trước, không chỉ đồng ý hôn sự của Mạc gia, còn chuẩn bị một phần đồ cưới, bảo A Hào và Lưu Nguyệt Như mang về. Tiểu Phàm, bình thường tính cách ông ngoại em rất kỳ lạ, sao không được chút xính lễ nào, mà vẫn đồng ý với hôn sự của chúng ta. Trên xe, Tiểu Tuyết tò mò nói. Tối hôm đó cô luôn nói chuyện với Tống Xuyến, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, trái lại một đêm này thái độ của Viên gia đều thay đổi. Không chỉ cô, A Hào và Lưu Nguyệt Như cũng mờ mịt. Nhất là Lưu Nguyệt Như, bà cảm nhận được cảm giác bị người ta định trụ. Bởi vì Mạc Phàm không nói gì, nên bà không tiện hỏi. Có thể là bị xính lễ và chân thành của chúng ta đả động rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói đùa với cô. Viên Trọng Dương bị hắn phong càn khôn chi thuật, Viên gia không đồng ý cũng phải đồng ý. Thật sao? Tiểu Tuyết nhướng mày hỏi. Mạc Phàm cười gật đầu, ôm Tiểu Tuyết vào trong lòng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Thu phục Viên gia, cuối cùng không có người có thể ngăn cản hôn nhân giữa hắn và Tiểu Tuyết, không biết bây giờ Mạc gia thế nào. Mạc Phàm nhìn về phía Mạc gia, nghĩ thầm. Long Bác nói với hắn, hắn quay về Giang Nam thì biết biến cố ở tiên mộ. Cụ thể là gì thì hắn chưa biết. Xe mới rời khỏi trang viên Mạc gia, Mạc Phàm chau mày lại. Xe dừng ở cửa, đám Chu Hiệt và Tần Kiệt đã đợi ở cửa. Cung nghênh sư phụ quay về. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn lướt qua những chiếc xe ở bên ngoài trang viên Mạc gia. Trên đường bên ngoài trang viên Mạc gia, có khoảng chừng mấy chục chiếc xe, mỗi chiếc xe đều có giá trị xa xỉ. Không chỉ như vậy. Trên những chiếc xe này không chỉ có ký hiệu quân đội màu trắng, còn có một số ký hiệu màu đen, khi hắn rời đi không có những chiếc xe này. Ngoài cửa là những ai vậy? Đều tới tìm sư phụ, sau khi sư phụ rời khỏi Giang Nam không lâu thì bọn họ tới, còn nói với bọn họ sư phụ không ở Giang Nam, bọn họ cũng không chịu rời đi, nhất định phải đợi gặp được sư phụ mới bằng lòng đi, cũng không chịu nói mình là ai. Tần Kiệt giải thích. Tần Kiệt vừa nói xong. Có rất nhiều âm thanh truyền từ ngoài đến. Trương Nhược Hư của chính nhất giáo cầu kiến Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn lướt qua cửa lớn. Chỉ thấy một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào màu lam đơn giản, đi tới cửa lớn trang viên Mạc gia.
Tiểu đạo sĩ này khoảng hơn 20, trong mắt không chỉ không có kiêu ngạo, mà yên bình như hồ nước không có một chút gợn sóng, khẽ nhướn mày mang theo vài phần lười nhác, giống như chuyện gì cũng không để ở trong lòng, nhưng chính khí toàn thân hùng hậu một cách dị thường. Gia tộc Wiki cầu kiến Mạc tiên sinh. Một người đàn ông mặc tây trang, cao gầy bước xuống xe, nói giọng hoa hạ truyền khắp trên không trang viên Mạc gia. Mã tiên nhi Mã gia Đông Bắc cầu kiến Mạc tiên sinh. Trên một chiếc xe Porsche màu đỏ, một mỹ phụ vươn đôi chân dài trắng nõn ra, lắc vòng eo động lòng người bước xuống xe. Mỹ phụ này tên là Tiên Nhi, nhưng gương mặt quyến rũ, mỹ nhãn như tơ, cái eo thon nhỏ như rắn nước, cùng với cơ thể sóng nước mãnh liệt, thấy thế nào cũng giống yêu tinh hơn. Thái Cực Môn, Kim Cương Tự, Pháp Sư Sa Mần, đệ tử thứ nhất của Cửu Luân Đại Sư cầu kiến. Hoa gia hoa hạ, M. Một đám âm thanh hùng hậu vang dội vang lên, có khoảng chừng hơn 20-30 người. Nếu trong đó không phải đệ tử tông phái thế gia, thì là một số nhân vật thành danh đã lâu phái đại biểu tới, không có một thế lực bình thường. Khoảng chừng 3 phút, lúc này những âm thanh kia mới dừng lại. Sư phụ, có cần con đuổi bọn họ đi không? Tần Kiệt cau mày hỏi. Mạc Phàm nhìn lướt qua những người ở bên ngoài cửa, mắt hơi nheo lại. Đúng là không khống chế được rồi. Vốn không có mấy người biết tiên mộ, hiện giờ trước cửa Mạc gia có hơn 30 thế lực. Hắn không biết đa số những thế lực này, mấy thế lực biết thì không có một thế lực yếu. Chính nhất giáo đạo giáo chính thống của Hoa Hạ, gia tộc Wiki thần bí châu Âu, bất luận là thế lực nào đều có thể đối kháng với Kiêu Long. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến Mã gia Đông Bắc, rõ ràng mỹ phụ này là nhân loại, nhưng trên người có yêu khí vô cùng cường đại. Chắc là xuất mã tiên trong Nam Mao Bắc Mã nổi tiếng ở Bắc Mã. Xuất mã tiên là một loại ngữ linh thuật, có thể khiến người thành lập khế ước với một số linh vật, do đó có thể mượn lực lượng của linh vật, thậm chí là người linh hợp nhất, phát huy ra tu vi cường đại của linh vật. Những thế lực này đều khó đối phó, lập tức có mấy chục thế lực đến, chẳng trách Long Bác sẽ đau đầu. Nếu những thế lực này tụ tập lại, chỉ sợ có thể hủy diệt một đại quốc hiện giờ, chẳng trách Long Bác rất nhức đầu. Để tất cả bọn họ vào đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một phủ đệ tu sĩ Kim Đan mở ra, vậy mà hấp dẫn nhiều người chú ý như vậy. Thần cảnh, đúng là có thể khiến người ta điên cuồng. Trong đám người Mạc gia, Sentaiko nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên chút lo lắng. Bởi vì cô cung cấp thông tin về thất hồn quả, Mạc Phàm cho cô tự do, cô lựa chọn ở lại Mạc gia, hiện giờ cô cũng là một thành viên của Mạc gia. Mạc tiên sinh. Như vậy không hay lắm đâu, có cần để lần lượt vào hay không? Lúc trước cô là trưởng lão của Thanh Long, đều biết mỗi đại thế lực trên thế giới, cô có thể gọi tên hết những người có mặt ở đây. Nếu người bình thường là một cái tăm, vậy tất cả mọi người ở đây có thể so với chiếc đũa sắt. Rõ ràng là những người này đến vì tiên mộ, nếu xử lý từng cái, tuyệt đối có thể tiêu diệt được. Mạc Phàm bảo mọi người cùng tiến vào, nhớ đâu những người này sớm đã dự mưu tụ tập lại. Đến lúc đó sẽ không dễ làm. Không cần, để bọn họ đến Phong Ba Đình cả đi. Mạc Phàm khinh thường nói. Nói xong hắn xoay người đi vào trong trang viên Mạc gia với Tiểu Tuyết. Dạ, Mạc tiên sinh. Sentaiko không nói gì thêm, đi tới cửa. Không lâu sau, một đám người đến trước Phong Ba Đình gần sát Tiểu Hồ. Mạc Phàm ngồi trên ghế đá trong đình, bốn đại mỹ nữ Sentaiko, Lưu Nguyệt Như, Moria. Băng Ma đứng một bên, tự thành một vùng phong cảnh. Mạc Phàm không nhìn những người này, nâng bình trà lên, lập tức rót cho mình một chén trà. Các người tụ tập nhiều người như vậy đến Mạc gia tôi, có chuyện gì sao? Mọi người ở đây nhíu mày, trên mặt hiện lên do dự. Một lát sau, một người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn, trên người tràn đầy khí tức cuồng dã đi ra. Cậu là Mạc Phàm đúng không? Sư phụ của tôi là Cửu Luân Đại Sư. Thượng sư cường đại nhất của Ấn Quốc, cần cậu cho 10 người vào danh sách tiến vào tiên mộ. Giọng điệu nói chuyện của anh ta khiến không ít người nhíu mày, bầu không khí cũng khẩn trương hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.